Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 23. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng trận khắp nơi chập trùng, cái kia đạo đinh tai nhức óc tiếng vang cũng ngày càng tới gần, cho dù là song phương đại chiến tiếng la giết, cũng hoàn toàn bị cái này ầm ầm tiếng vang chìm không tiến vào. Chỉ một thoáng, Lạc gia, Hoa Vũ lâu những thứ này hướng ra phía ngoài phá vây người dừng bước lại, U Vũ Sơn, Nghiêm Bán Quỷ chờ truy kích ngăn cản nhân mã cũng đột nhiên ngừng lại tốc độ. Tất cả mọi người là ngơ ngác đứng tại chỗ, quay đầu hướng cái kia chấn động truyền đến chỗ nhìn lại, sắc mặt một mảnh kinh nghi. Ai cũng không biết, theo sát trận này trận tiếng vang xuất hiện, sẽ là như gì kinh khủng tồn tại. Giống, lại là một trận trầm thấp giống tiếng vang lên, cái kia Hoàng Phủ Thanh Thiên sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh liếc một chút nhìn không thấy bờ huyết hồng bóng người, chính nằm trên đất cấp tốc tiến lên, những nơi đi qua, cho dù là một số đồi núi nhỏ lăng, đều trong nháy mắt đạp vì đất bằng. Xa xa nhìn lại, cái kia là một đám răng nanh lộ ra ngoài, chiều cao 5-6 mét màu đỏ cự ngạc. Tuy nhiên bọn họ đều là một đám tại trên mặt đất bò sát đồ vật, nhưng là tốc độ quá nhanh, chớp mắt là tới. Đại thể nhìn qua, lại không tại đoán cốt cảnh đỉnh phong phía dưới. Ba cấp linh thú nhóm, huyết ngạc. Trong mắt nhìn không được co lại, tất cả mọi người một mặt hoảng hốt. Cái nhìn này nhìn lại, đại khái hơn vạn huyết ngạc trùng phong. Giống như một con linh thú đại quân nhào tới trước mặt, thế bất khả kháng. Trừ lăng không phi hành thiên huyền cao thủ bên ngoài, nơi này tất cả mọi người muốn chết tại cái kia huyết ngạc miệng, đều không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, Lạc Vân Hải mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, ta từng nghe nghĩa phụ nói, khuyển nhung quân có thiện khu linh thú người, đại quân lướt qua, đánh đâu thắng đó. Quân ta chỉ có thông qua trận thức trận thuật, lấy cỡ nào áp thiếu, mới có thể nhất chiến. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng có này có thể. Lần này, nhưng là phiền phức. Cái gì, người nói là đây là Hoàng Phủ Thanh Thiên đưa tới. Long Hành Vân không khỏi giật mình, đảo mắt nhìn nơi xa cái kia cười lạnh bóng người liếc một chút, gặp cái kia huyết ngạc theo trước người hắn đi qua lúc, đều không có thương tổn hắn một cọng tóc gáy, mới tin tưởng Lạc Vân Hải lời nói, một mặt ngưng trọng nói, cái quái vật này. Bản thân thực lực đã đầy đủ biến thái, cứu lại còn có như thế nào năng lực không có xuất ra a? Cái này mấy chục ngàn huyết ngạc quá cảnh, chúng ta chỉ có trốn phần, không lại chỉ có thể bị nghiền thành thịt nát. Nghe được lời này, mọi người cùng nhau gật đầu, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên phương hướng, đầy mặt đều là vẻ sợ hãi. Cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên lực lượng, nghiêm chỉnh đã đến thông thiên triệt địa chi năng. Thế nhưng là, bọn họ chạy dễ dàng, vừa bay chi là được. Nếu không lại mang mấy người. Nhưng còn có cái này mấy ngàn người, nên như thế nào hành sự? Bọn họ tại huyết ngạc trước mặt, nhưng là không có chút nào đào mệnh sinh cơ a. Sở Khuynh Thành mi đầu khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, khẽ thở dài. Nghiêm Bán Quỷ, U Vũ Sơn cùng Lâm Toàn Phong ba người, lại sớm đã liếc nhau, cười lạnh liên tục mang theo mấy cái thiên huyền cao thủ bay lên không trung, không chút nào quản còn lại người chết sống. Tạ Thiên Dương xa nhìn nơi xa, Trác Phàm thẳng tắp bóng lưng, sắc mặt nghiêm túc, xem ra chúng ta có thể hay không chạy thoát, tất cả đều phải coi tiểu tử kia có thể hay không ngăn lại đám súc sinh này. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, nhưng trong mắt cũng chỉ có bất đắc dĩ. Tuy nói Trác Phàm thủ đoạn quỷ dị, thực lực siêu quần, nhưng là đối mặt cái này mãnh liệt thú triều, cái nào là bằng lực lượng một người thì có thể đỡ đến. Cho nên mọi người đối Trác Phàm chuyến này, cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Bao quát luôn luôn tin tưởng Trác Phàm Lạc Vân Hải, cũng là bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu nói, lúc trước ta cùng Trác đại ca thương thảo lúc, sớm đã ngờ tới đối phương hội trọng binh lúc trước đột tiến, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, cái này trọng binh không phải nhân loại, mà chính là mấy chục ngàn huyết ngạc. Nhân loại đều có lòng mang sợ hãi, lấy Trác đại ca thủ đoạn, lược thi tiểu kế, hẳn là có thể kéo lên một hồi. Thế nhưng là cái này linh thú, tính cách hung tàn, cho dù là Trác đại ca, đoán chừng cũng rất khó để bọn hắn tốc độ chậm dần dù là một trận. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta thì không có chút nào biện pháp sao? Lạc Vân Hải nói còn chưa dứt lời, Tạ Thiên Thương đã gầm thét lên tiếng, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên chỗ đó, trong mắt đều là lửa giận, cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên, quả thực không phải người. Lời ấy một câu hai ý nghĩa, mọi người nghe xong.
lập tức liền diệu hiểu hắn ý tứ. Không sai, cái này nha xác thực không phải người. Người, không có khả năng tại trong khoảnh khắc, thu phục như thế một chi to lớn huyết ngạc đại quân, để bản thân sử dụng, người, càng không khả năng lạnh lùng đến như thế làm cho người giận sôi cấp độ. Ngay cả người mình tánh mạng đều không để ý, thả ra như thế một đám xúc sinh đến san bằng hết thảy. Thế nhưng là nghĩ tới đây, mọi người bất giác sững sờ, a, đây có phải hay không là cùng Trác Phàm rất giống. Sau đó lại lập tức nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, thở sâu, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đồng dạng là lãnh huyết quái vật, đồng dạng nắm giữ khác hẳn với thường nhân thần thông. Thế nhưng là Trác Phàm, người quái vật này làm cho đàn thú thả chậm cước bộ sao? Chúng ta yêu cầu không cao, chỉ cần để chúng nó trở nên chậm, trừ lại thời gian để cho chúng ta chạy là được rồi. Tất cả mọi người đối Trác Phàm hy vọng tuy nhiên rất nhỏ, nhưng như cũng ngóng nhìn kỳ tích phát sinh. Tuy nhiên cái này kỳ tích cũng rất khó xuất hiện, dù sao Trác Phàm dù nói thế nào cũng là loài người thân thể, làm sao có thể để bầy thú này trùng phong tốc độ giảm xuống. Chỉ có Tiết Ngưng Hương song tay chăm chú ôm cùng một chỗ, trong mắt một mảnh vẻ kiên định, thì thào lên tiếng, không có vấn đề, Trác đại ca nhất định không có vấn đề. Nàng hiện tại đã hoàn toàn là Trác Phàm não tàn phen, vô luận như thế nào hung hiểm tình trạng, chỉ cần Trác Phàm xuất thủ, nàng thì tin tưởng nhất định có thể giải quyết. Có điều, nàng còn thật nói đúng. Mà lại, cùng Lạc Vân Hải suy nghĩ vừa vặn ngược lại, nếu là chính diện xông lại là một đám nhân loại cường giả, Trác Phàm hắn đoán chừng còn muốn tốn công tốn sức một phen. Bất quá, linh thú a, hừ hừ. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy, đối mặt với cái này mãnh liệt chạy đến khí thế, Trác Phàm giống như đại hải trôi nổi bên trong một đầu nhỏ thuyền, tựa như lúc nào cũng sẽ bị cái này thao thiên cự lãng bao phủ lại đi vào. Nhưng là hắn lại không chút kinh hoàng, chỉ là xa xa nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên, cười khẽ một tiếng, Hoàng Phủ công tử, nghĩ không ra ngươi còn hiểu ngự thú chi đạo. Ha ha ha, chỗ nào, điều trùng tiểu kỵ a, chậm rãi khoát khoát tay, Hoàng Phủ Thanh Thiên trên mặt một mảnh vẻ đạm nhiên, nhưng là Trác Phàm có thể nhìn ra, hắn trong mắt chỗ sâu cái kia tia kiêu ngạo tới. Tựa như Trác Phàm cái kia thay hình đổi vị thần thông một dạng, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng mười phần tự ngạo hắn cái này ngự thú ngàn vạn thần thông. Loại này lực lượng, dường như trời sinh cũng là chuyên môn vì hắn loại này vương giả chuẩn bị một dạng, trong thiên hạ. Không người nào dám ngỗ nghịch hắn ra lệnh, cho dù là những xúc sinh này cũng giống vậy. Tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị, Hoàng Phủ công tử, người tựa hồ đối với chính mình năng lực, tương đương tự tin a. Không phải tự tin, mà chính là lẽ ra nên như vậy. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhạt cười một tiếng, hiên ngang đầu, giống như một cái đế vương giống như, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, trong thiên hạ. Đều là vương thổ, đất ở xung quanh, đều là vương thần. Cho dù là những xúc sinh này, cũng giống vậy, gặp phải chánh thức vương giả, quy phục cống hiến sức lực là chắc là. Trang bức, Trác Phàm trong lòng thầm hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến lắc đầu, cái kia đã như vậy, chúng ta đánh cược được chứ? Đánh cược gì? Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Như thế nguy nan trước mắt. Tiểu tử này còn có tâm tình đánh cược. Cái này trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì? Soạt một tiếng, Trác Phàm nhấc chân tại trước mặt xẹt qua một đạo méo mó khúc khúc lằn ngang, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nhạo nói, ta đánh bạc ngươi xúc sinh này đại quân, càng bất quá ta cái này đường nét. Nếu có một cái có thể vượt đi qua lời nói, liền coi như ta thua. Nói khoác mà không biết ngượng, trong mắt không khỏi lóe qua một chút giận dữ, Hoàng Phủ Thanh Thiên hét lớn lên tiếng. Tuy nhiên hắn biết Trác Phàm thần thông quỷ dị, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Trác Phàm có thể bằng sức một mình, đem cái này mấy chục ngàn linh thú ngăn lại. Đừng nói là hắn, coi như Hoàng Phủ Thanh Thiên chính mình, nếu là không sử dụng chính mình thân thể bên trong bí mật kia đồ vật, có thể đối linh thú ra lệnh lời nói, chỉ bằng vào cậy mạnh, cũng là vạn vạn không chặn được cái này thú triều. Trác Phàm lời ấy, quả thực cùng xem thường hắn quyền uy không khác. Chẳng lẽ hắn đế vương thần thông, thật dễ dàng như vậy liền có thể bị phá giải sao? Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, giọng mỉa mai lên tiếng, như vậy Hoàng Phủ công tử, người đến tột cùng là dám vẫn là không dám. Thì lấy trong tay chúng ta giật thần đan làm tiền đặt cuộc,
người thua giao ra phe mình cái kia một bình. Sắc mặt bất giác nhỏ hơi trầm xuống một cái, Hoàng Phủ Thanh Thiên suy nghĩ một chút, tuy nhiên biết rõ Trác Phàm này đánh bạc khả năng có trá, nhưng là hắn thật đúng là không tin tà. Vì chính mình danh dự, hắn không chút do dự dứt khoát gật đầu tốt, bổn công tử ngược lại muốn nhìn xem, người đến tột cùng như thế nào ngăn lại ta cái này mấy chục ngàn linh thú đại quân. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi, khóe miệng lộ ra một cái gian kế đạt được giảo quyệt nụ cười, Trác Phàm ngược lại nhìn về phía cái kia đã vào tới trước mặt hắn huyết ngạc nhóm. Mà những cái kia huyết ngạc, nhìn thấy có một tên mao đầu tiểu tử dám cản tại trước mặt bọn hắn, rõ ràng là không muốn sống, không khỏi toàn đều cùng nhau dương nanh múa vuốt hướng hắn phóng đi. Sắc bén nanh vuốt, đã là chớp động ra dạng dỡ hàn quang. Sở Khuynh Thành, Tiết Ngưng Hương bọn họ nhìn đến một trận lo lắng, Hoàng Phủ Thanh Thiên thì là lộ ra cười lạnh liên tục, chỉ có Trác Phàm vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó, sắc mặt một cách lạ kỳ lạnh nhạt. Ông! Bỗng nhiên, một đạo vô hình ba động bỗng nhiên tản ra, Trác Phàm trong hai con ngươi, chớp động lên quỷ dị thanh sắc quang mang. Chỉ một thoáng, đang chuẩn bị mở ra miệng to như chậu máu huyết ngạc, cả trương miệng đã đưa đến Trác Phàm trên đầu, chỉ cần hợp lại miệng, là có thể đem đầu hắn gặm xuống đến, lại là đột nhiên dừng lại bất động. Sau một khắc, cả chi huyết ngạc nhóm cùng nhau trong mắt co rụt lại, tản mát ra trước đó chưa từng có vẻ sợ hãi, cái kia tráng kiện thân thể cũng ở đây có người ánh mắt kinh dị bên trong, ngăn không được run rẩy lên. Giống, lại là một tiếng trầm thấp gào thét phát ra, không biết là cái gì cái huyết ngạc lão đại phát ra mệnh lệnh. Tất cả huyết ngạc đại quân, đúng là cùng nhau thay đổi thân thể, cũng như chạy trốn lần theo đường cũ đi về. Cái kia cỗ lúc la lúc lắc chạy trốn tư thế, rõ ràng cũng là chịu đựng cái gì đáng sợ kinh hãi, hoàn toàn bị hoảng sợ trở về một dạng. Tốc độ, đúng là so lúc trước trùng phong lúc, còn nhanh hơn ba phần. Bỗng nhiên, tất cả mọi người mắt trợn tròn, Sở Khuynh Thành ngốc, Tạ Thiên Dương ngốc, U Vũ Sơn ngốc, Lâm Toàn Phong cũng ngốc. Đương nhiên, thứ nhất mắt trợn tròn, vẫn là Hoàng Phủ Thanh Thiên. Hắn còn chuẩn bị nhìn, Trác Phàm như thế nào dốc hết sức bình sinh, cũng không cản được máu này ngạc đại quân bộ dáng chật vật đâu. Nhưng ai biết, hắn lại dễ dàng như vậy liền đem toàn bộ linh thú đại quân, hơn vạn huyết ngạc hoảng sợ trở về. Riêng là, chính mình còn căn bản không biết hắn là làm sao làm được. Trong lúc nhất thời, Hoàng Phủ Thanh Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mắt giật mình lo lắng. Mặc cho những cái kia linh thú theo bên người gào thét mà qua, cũng chẳng quan tâm, lại là đầu sớm đã chập mạch. Cái này, đây là có chuyện gì? Trôi nổi tại hư không U Vũ Sơn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy cái kia huyết sắc thú triều mãnh liệt lui trở về, lại là có chút phản ứng không kịp, nhìn về phía còn lại hai người nói, đây không phải đại công tử đòn sát thủ a, sao lại thế? Không có trả lời, còn lại hai người cũng là không còn gì để nói. Lúc trước Hoàng Phủ Thanh Thiên đối bọn hắn thổi thế nhưng là thiên hoa loạn trụy, cái gì huyết ngạc vừa ra, Hoa Vũ Lâu, Tiềm Long các một đám nhất định chết không có chỗ chôn. Còn để bọn hắn liền đợi đến nhìn Trác Phàm không thể làm gì thất lạc, cùng mọi người khóc ròng ròng thê lương đi. Bọn họ lúc đó nghe được cũng là trở nên kích động, riêng là có thể nhìn đến Trác Phàm bại trận thất lạc bộ dáng, càng làm cho bọn họ lòng mang chờ mong. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này đòn sát thủ dường như không hiệu quả gì a. Trong lúc nhất thời, ba người đều là phiền muộn vô cùng, đối Hoàng Phủ Thanh Thiên cái kia không ai bì nổi uy vọng cùng kính nể, cũng là hàng rất nhiều. Hóa ra vị này Trấn Thiên Đế Vương Long, cũng liền tại bọn hắn trước mặt trang cái bức, bán cái uy phong. Vừa gặp phải cái này trùng thiên ma long về sau, chẳng những liền bức đều trang bất quá người ta, còn bị ba ba đánh mặt. Xem ra, là thật gặp phải khắc tinh a. Lạc Vân Hải bọn người ngay từ đầu, nhìn lấy cái kia hung mãnh linh thú, còn trong lòng khẩn trương muốn chết, cảm giác ngày tận thế liền muốn đến, toàn quân bị diệt chẳng qua là trong chốc lát sự tình mà thôi. Nhưng là bây giờ lại xem xét, ai, lúc trước lo lắng thực sự rất dư thừa, có Trác Phàm ở phía trước đỉnh lấy, bọn họ thao lông tâm a. Lạc Vân Hải cái này ba nhà liên minh lâm thời đại nguyên soái, lúc này nhìn qua Trác Phàm cái kia đạo nhàn nhã không thể lại nhàn nhã lạnh nhạt bóng người, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười ra tiếng, ai, xem ra ta đối Trác đại ca vẫn là quá không rõ. Chỉ là mấy vạn con linh thú mà thôi, cái kia tính toán chuyện gì a? Xin lỗi, các vị huynh đệ tỉ muội,
vừa mới tiểu đệ phạm cái rõ ràng sai lầm, thế mà hoài nghi Trác đại ca bản sự. Liên hoàng phủ thanh thiên cũng có thể làm đến sự tình, Trác đại ca làm sao có thể làm không được, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường a. Lạc Vân Hải hướng mọi người thật sâu khom người chào, mọi người bất giác dở khóc dở cười. Nhưng là, hắn lời nói còn rất có đạo lý. Từ khi cùng Trác Phàm một đường kinh lịch nhiều chuyện như vậy, bọn họ xem như đều minh bạch một cái đạo lý, thiên hạ liền không có hắn không làm được sự tình. Nếu là có chuyện gì, liền hắn đều không làm được, cái kia thiên hạ thì lại không có người có thể hoàn thành. Hoàng Phủ Thanh Thiên không phải có thể thống ngự linh thú sao? Hừ, đã hắn có thể, cái kia Trác Phàm thì nhất định có thể. Không tại sao, cũng bởi vì hắn gọi Trác Phàm. Bỗng nhiên, Trác Phàm não tàn phen lại tăng thêm một đoàn. Thế nhưng là không thể không thừa nhận là, có lúc não tàn phen phán đoán, còn thật đúng. Tựa như Tiết Ngưng Hương như bây giờ, hưng phấn mà hoa chân múa tay, gặp người thì hô, người nhìn, ta nói cái gì tới. Sở Khuynh Thành bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, tuy nhiên biết rõ cái này hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương, có thể là nàng tình địch, nhưng cũng bất chi bất giác sinh lòng hảo cảm. Tiếu Đan Đan càng là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy Trác Phàm phương hướng, một mặt ý muốn sở hữu. Tuy nhiên nàng lúc trước bị Trác Phàm lãnh khốc giật mình, nhưng bây giờ nhìn thấy Trác Phàm như thế anh vĩ bất phàm bộ dáng, cũng xen vào nữa chẳng phải nhiều. Tựa hồ coi như chết thật tại Trác Phàm trong tay, cũng cam tâm tình nguyện. Lão nương thà làm anh hùng thủ hạ vong hồn, cũng không làm uất ức nam nhân bên người hiền thê. Tiếu Đan Đan hai mắt đốt trần trụi dục vọng chi hỏa, quả thực thì là một bộ muốn đem Trác Phàm nuốt bộ dáng. Đồng Hiểu Huyền nhìn lấy đông đảo nữ tử nhìn về phía Trác Phàm bộ dáng, một trận hâm mộ. Bởi vì tất cả mọi người có can đảm đi tranh thủ Trác Phàm, cũng chỉ có nàng tự giác thân phận thấp, không có can đảm này, trong lòng một trận thất lạc. Hai người này, đều là quái vật, thiên hạ còn có bọn họ làm không được sự tình sao. Tạ Thiên Dương liếc mắt liếc một cái Tiết Ngưng Hương cái kia kích động đến phát hồng khuôn mặt nhỏ, bất giác chua xót nói. Lời vừa nói ra, mọi người suy nghĩ một trận, cùng nhau gật đầu. Hai người bọn họ, một người khống chế mấy chục ngàn linh thú trùng phong, một người khác chỉ bằng vào một ánh mắt liền đem cái này mấy chục ngàn linh thú đẩy lui. Hai chuyện này, có thể là nhân loại làm đi ra sự tình a. Chỉ một thoáng, mọi người nhìn về phía nơi xa hai người, trong lòng càng sinh kính sợ. Riêng là Trác Phàm, dù sao lần này hai người đọ sức bên trong, Trác Phàm lại một lần chiếm thượng phong. Dầm dập ầm ầm, khắp nơi đang không ngừng rung động, từng cái huyết ngạc theo bên người từng cái lui qua, không có lại nhìn hắn một cái. Hoàng Phủ Thanh Thiên gương mặt nhìn không được hung ác run rẩy, song quyền bất giác chăm chú nắm lại, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ lên tiếng, dừng lại, đều cho bổn công tử dừng lại. Thế nhưng là, không có một cái huyết ngạc nghe đến hắn gầm nhẹ, hoặc là nghe đến, cũng làm giống như không nghe thấy, tiếp tục chạy tán loạn. Ngu ngốc, ngươi chỉ là cái trên đất phương mà thôi, cũng liền có thể điều động một chút chúng ta. Nhưng người ta là trên trời, vạn thú chi vương, ngươi làm sao cùng người ta so. Về nhà rửa thiếp đi đi. Từng cái huyết ngạc ngựa không dừng vó theo bên cạnh hắn trốn qua, bất luận hắn như thế nào hô hoán, đều tuyệt không dừng lại một bước. Giống. Đột nhiên, Hoàng Phủ Thanh Thiên thở sâu, lần nữa giống kêu ra tiếng, một trận du dương long ngâm lại một lần vang vọng tại tất cả mọi người, bao quát những cái kia huyết ngạc trong tai. Trác Phàm nhướng mày, thật sâu liếc hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Mà những cái kia huyết ngạc cũng là đột ngột ngừng thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Khóe miệng lộ ra một tia mừng rỡ nụ cười, Hoàng Phủ Thanh Thiên dường như lại tìm về loại kia quân lâm thiên hạ cảm giác. Thế nhưng là rất nhanh, những cái kia huyết ngạc liền lại một thấp đầu, tiếp tục chạy như điên, mảy may không để ý tới tại hắn. Điều này không khỏi làm hắn hai mắt phát hồng, trong lòng nộ khí như núi lửa bạo phát một dạng, hoàn toàn dâng trào đi ra. Hắn là vương, không có người có thể vi phạm hắn ra lệnh, bao quát những xúc sinh này cũng giống vậy. Một nắm đấm thép bỗng nhiên đánh ra, máu tươi dâng trào, một cái chính đang chạy trốn, đi ngang qua bên cạnh hắn huyết ngạc, nhất thời liền bị hắn nhất quyền hung hăng đem đầu đánh xuống tới. Không cho phép lại lui thì chết. Hoàng Phủ Thanh Thiên tức giận rít gào lên mà ra, trong tay đầm đìa máu tươi còn tại đốt rơi đi xuống.
Bất quá, những cái kia huyết ngạc nhưng như cũ cúi đầu mãnh liệt trốn, không chút nào quản hắn bất luận cái gì chim mệnh lệnh. Trong mắt của hắn giận dữ, lần nữa huy động liên tục song quyền, trong chốc lát, lại có 5-6 khỏa huyết ngạc đầu bay về phía không trung. Nhưng là, những cái kia linh thú lại dường như cái gì đều không phát sinh một dạng, tiếp tục co cẳng phi nước đại, căn bản lười nhác lại đi chim hắn một chút. Lần này, hắn triệt để thất vọng, tựa như một cái theo vương tọa lên rơi xuống đế vương đồng dạng, vô lực ngồi liệt trên mặt đất, còn bên cạnh, vẫn như cũ là như nước chảy huyết ngạc nhóm. Vì cái gì, bọn họ không còn nghe ta hiệu lệnh, ta thế nhưng là bọn họ vương a. Hung hăng khẽ cắn môi, Hoàng Phủ Thanh Thiên thấp giọng gào rú, trong mắt tựa hồ có chút mê mang. Bất quá, đám kia huyết ngạc vẫn như cũ không đi chú ý hắn. Dường như hắn cũng là cái đã bị lật đổ đế vương, cùng tên ăn mày không khác, mảy may gây nên không người khác coi trọng. U Vũ Sơn, Sở Khuynh Thành chờ Lục Long Nhất Phượng, bất luận địch bạn, thấy tình cảnh này, đều là nhìn không được ngơ ngác. Bọn họ còn chưa từng thấy, luôn luôn cao ngạo lạnh lùng chấn thiên đế vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên, từng có như thế thất hồn lạc phách thời điểm. Xem ra hiệu lệnh thiên hạ vương giả lực lượng, bị Trác Phàm tùy tiện phá giải. Đối với hắn tạo thành đả kích tương đương to lớn, cho nên tại liền dạng này ngạo kiều con cháu, đều có chút không chịu nổi. Một mực quan sát đây hết thảy cái kia đạo màu xám hư ảnh, lúc này cũng là một trận sợ hãi thán phục, thì thào lên tiếng, hai người này quả thực cũng là trời sinh thù địch, khó phân trên dưới. Bất kỳ người nào, đều là vạn năm khó gặp một lần bất thế kỳ tài. Nếu là lại để bọn hắn như thế đấu nữa, có một người thương vong, đều thực đáng tiếc. Nếu không, đem hai người bọn họ thu sạch. Thế nhưng là, vừa nghĩ đến đây, người kia liền lại lắc đầu cười cười, phát ra trận trận quỷ dị thanh âm, hắc hắc hắc. Vẫn là tính toán, trời không có hai mặt trời, núi không hai hổ. Cái này hai đại thiên địch tập hợp một chỗ, sớm muộn nhất chiến, vẫn là thừa này để bọn hắn phân ra thắng bại, bổn tọa lựa chọn mạnh nhất cái kia chính là, khặc khặc khặc. Không có ai biết, cái này bách ra tranh minh bên trong. Còn trà trộn vào quỷ dị như vậy đồ vật. Trác Phàm sờ mũi một cái, nhìn về phía có chút thất lạc, thậm chí có chút điên Hoàng Phủ Thanh Thiên nói, ách, Hoàng Phủ công tử, ngài trước chớ vội uể oải, dù sao bại bởi ta người có khối người, ngươi lại không là cái thứ nhất. Chỉ là chúng ta đánh cực hình như là tại hạ thắng, không biết ngài tiền đặt cược phải chăng có thể đổi lấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả huyết ngạc đều đã chạy đến phía sau hắn, nháy mắt không thấy tăm hơi, Hoàng Phủ Thanh Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt chớp động lên một chút vẻ điên cuồng, hung tợn nhìn về phía Trác Phàm nói, hừ, bổn công tử nhất ngôn cửu đỉnh, người sợ ta quyệt nợ sao? Nói, Hoàng Phủ Thanh Thiên liền từ trong ngực chạy ra một cái bình sứ đến, Trác Phàm tập trung nhìn vào, chính là cái kia giật thần đan không thể nghi ngờ. Nguyên lai Hoàng Phủ Thanh Thiên sợ Trác Phàm lại đến một chiêu thay hình đổi vị, đem trên tay hắn chữ vật giới chỉ lột, liền dứt khoát đem đan dược thả trong ngực cất giấu trong người. Vốn là tu giả đều có chữ vật giới chỉ, đồ vật để ở đó là an toàn nhất, người nào cũng sẽ không đặt tại trên thân, dễ dàng như vậy bị đánh cắp địa phương. Thế nhưng là Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng là đem lớn nhất trọng yếu đồ vật, cất giấu trong người, nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Để Trác Phàm làm sao cũng không nghĩ ra. Coi như Trác Phàm dùng thay hình đổi vị thần thông, đem bọn hắn tất cả mọi người giới chỉ đều lột, cũng tuyệt đối tìm không thấy cái này giật thần đan. Trác Phàm không sai gật đầu, cười to lên, ha ha ha. Hoàng Phủ công tử thật sự là rất giảo hoạt đâu, ta vẫn thật không nghĩ tới, người sẽ đem đan dược thả đến nơi đây. Ta còn tưởng rằng, người lại sẽ giao cho người tàn phế kia đâu. Hừ. Lần trước ngươi đã biết đan dược giấu ở hắn nơi đó, bổn công tử làm thế nào có thể ngốc lại giao cho hắn. Cười lạnh, Hoàng Phủ Thanh Thiên cong ngón búng ra, liền đem cái kia cái bình đạn cho Trác Phàm, hừ, cầm đi đi. Hưu, tiếng xé gió vang, một cái yếu ớt bình sứ trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, thẳng tắp hướng Trác Phàm bắn tới. Chỗ đi qua, đều là phát ra chói tai khí bạo âm thanh, thậm chí còn xuất hiện từng trận không gian ba động. Chờ bắn tới Trác Phàm trước mặt lúc, cái kia cỗ mãnh liệt uy áp, lại là liền Trác Phàm, cũng không nhịn được khí tức hơi chậm lại, dường như một tòa núi nhỏ thẳng tắp hướng hắn vọt tới một dạng. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm trong lòng hoảng hốt,
không dám thất lễ, đuổi vội vươn tay chặn lại. Ầm, tựa như một viên sao băng nện đến hắn trên thân một dạng, Trác Phàm nhìn không được hướng về sau liên tục lui 5 bước, tiếp cái kia đan dược cánh tay, dĩ nhiên đã hoàn toàn chết lặng. Không khỏi trong lòng càng thêm hoảng sợ, hắn vạn vạn nghĩ không ra Hoàng Phủ Thanh Thiên nhẹ nhàng bắn ra uy lực, thế mà đều có như thế cường hãn. Hiện tại hắn mới biết được, vì sao Sở Khuynh Thành bọn họ cùng cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên đều là lục long nhất phượng, ba người liên thủ còn bị đối phương đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Tiểu tử này, quả thực cũng là cái quái thai, luyện thể trong cao thủ quái vật. Nguồn sức mạnh này, thiên vũ bên trong, trừ Cổ Tam Thông bên ngoài, đoán chừng cũng chỉ có hắn cái này thiên phú dị bẩm, có thể xưng cao thủ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất. Trác Phàm tự hỏi, liền xem như hắn cái này lưu kim luyện thể hậu thân thể, luận cường độ chỉ sợ cũng vạn vạn không kịp cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên. Lệ lão nói không giả, gia hỏa này quả nhiên là chánh thức quái vật, không phải ta có thể bằng vậy. Cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên lần thứ nhất chính diện giao phong, Trác Phàm cái này mới chính thức cảm nhận được cái này lục long đứng đầu đáng sợ. Hưu, một đạo hắc ảnh lóe qua, trong nháy mắt đi vào Trác Phàm trước mặt. Trác Phàm vừa mới tiếp được đan dược, thậm chí còn chưa kịp đứng vững cái kia bị đại lực xông đến ngã trái ngã phải gót chân, một cỗ mạnh mẽ lại là bỗng nhiên đánh úp về phía hắn mặt. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Trác Phàm vội vàng đưa tay chặn lại. Oanh, một cỗ khó có thể địch nổi cự lực đột nhiên truyền xuống, Trác Phàm dưới chân khắp nơi nhất thời vỡ vụn, phương viên trong vòng trăm thước đều trong nháy mắt sụp đổ xuống. Mà cái kia điều cánh tay cũng cảm giác một cỗ bứt rứt thống khổ truyền đến, tựa hồ liền xương cốt đều nhanh đoạn. Trên mặt bất giác hoảng hốt, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại chính gặp Hoàng Phủ Thanh Thiên một mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong đồng tử đã phủ đầy sát ý. Trác Phàm, bổn công tử quả nhiên vẫn là không thể lưu ngươi tại thế. Nhếch miệng điên cuồng cười một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên quay người một chân hướng Trác Phàm chặn ngang đá vào, cái kia lạnh thấu xương phong cương. Phảng phất muốn đem hắn trong nháy mắt một chém làm hai đồng dạng, bổn công tử cho tới bây giờ không nghĩ tới như thế khát vọng giết một người, ngươi là người thứ nhất. Nghi đầu nhịn không được run run, Trác Phàm đối mặt cái này giống như muốn vạch phá bầu trời một chân, không dám đón đỡ, phải đồng tử chi bên trong vầng sáng màu vàng óng bỗng nhiên chớp động. Thay hình đổi vị, hưu. Hoàng Phủ Thanh Thiên một chân xẹt qua, đem Trác Phàm trong nháy mắt cắt thành hai nửa. Nhưng là thân ảnh kia đã từ từ biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai chỉ là tàn ảnh. Mà Trác Phàm chân thân, lại sớm đã xuất hiện tại cách hắn 100 mét có hơn vị trí, từng ngụm thở phì phò, trong mắt chỉ có thật sâu ngưng trọng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hoàng Phủ Thanh Thiên kiêu ngạo như thế người, thế mà lại một tiếng bắt chuyện không đánh, lại đột nhiên bạo khởi, đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Xem ra, thật sự là bị vừa mới sự tình đả kích đến. Mới hội điên cuồng như vậy. Mà nơi xa nhìn lấy mọi người, lúc này cũng đầy là kinh hãi chi sắc. Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên giao thủ, hết thảy 3 lần. Lần thứ nhất tại Vân Long Thành, bị Độc Cô Chiến Thiên cho ngăn cản, lần thứ hai đoạt hồi Linh Đan, mọi người cũng không có tránh thức nhìn đến hai người như thế nào giao phong, đây là lần thứ ba, có thể nói là hai người tránh thức, lần thứ nhất cứng đối cứng giao chiến. Thế nhưng là kết quả. Lại là Trác Phàm không có nửa phần thủ thắng khả năng, trong chớp mắt liền bị hoàn toàn áp chế. Thậm chí, nếu là không có hắn cái kia di chuyển tức thời thần thông, hai người đối chiến, giây lát liền có thể phân ra thắng bại. Hoàng Phủ Thanh Thiên đem lấy ưu thế áp đảo, từ trên người Trác Phàm nghiền ép mà qua. Cái này chánh thức quái vật, xem ra liền Trác Phàm cũng không là đối thủ. Không khỏi hung hăng khẽ cắn môi, Tạ Thiên Thương bọn người trong lòng rất gấp gáp. U Vũ Sơn bọn họ thì là lộ ra ngông cuồng nụ cười. Đồng dạng là quái vật cấp nhân vật thiên tài, nhưng rất hiển nhiên, luận thực lực lời nói, Hoàng Phủ Thanh Thiên mạnh quá nhiều, cho dù là cái này Trác Phàm cũng chớ có thể cùng chống đỡ a. Cái kia đạo ở bên một mực thăm dò hư ảnh, cũng là đạm mạc gật đầu, không sai lên tiếng, xem ra, trên chỉnh thể thực lực, vẫn là Hoàng Phủ Thanh Thiên chiếm ưu. Nhưng bàn về tính dẻo, cái này gọi Trác Phàm tiểu quỷ. Lại càng cao thêm một bậc. Dù sao, hắn hiện tại nhưng là liền thiên huyền cảnh đều không đột phá, nếu là hai người đồng dạng tu vi, một trận chiến này kết quả, thì cũng chưa biết. Đạo lý này, Hoàng Phủ Thanh Thiên đồng dạng rõ ràng, cho nên trong mắt sát ý cũng càng thêm dày đặc,
Trác Phàm bản thân tồn tại, đối với hắn mà nói, cũng là một cái thiết thiết thực thực uy hiếp. Loại này uy hiếp cảm giác, hắn tại đều là Lục Long Nhất Phượng Sở Khuynh Thành trên người bọn họ, cho tới bây giờ không có cảm thụ qua, bởi vậy hắn cũng khinh thường tại cùng những người kia động thủ. Nhưng là Trác Phàm, hắn lại là chân chân thực thực bị loại này mãnh liệt uy hiếp, riêng là Trác Phàm trong nháy mắt đem huyết ngạc nhóm đẩy lui bản sự, càng là trần trụi đánh vào hắn cái này, tự nhận trời sinh là vương giả ngạo kiều chi trên mặt người. Cái này khiến hắn càng rõ ràng một chút, Trác Phàm là cùng hắn đồng dạng, có vương giả tư chất người. Trong mắt tản ra vẻ âm độc, Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh lùng nhìn lấy Trác Phàm, quát nói, Trác Phàm, người chiêu này cũng là chuyên môn dùng để chạy trốn sao? Đúng vậy a, Trác Phàm hào phóng thừa nhận, ta cười một tiếng, vạch lên đầu ngón tay mấy đạo, chạy trốn, ám sát, gián điệp, nhìn trộm, bao quát lột bỏ các ngươi giới chỉ, có vẻ như ta chiêu này công dụng vẫn rất rộng khắp. Nghe được lời này, Hoàng Phủ Thanh Thiên sắc mặt càng giận. Vốn là hắn một câu nói kia bí mật mang theo trào phúng, nghĩ đến kích một chút Trác Phàm, cùng hắn chính diện đối chiến. Nhưng không nghĩ tới Trác Phàm tâm tính cư nhiên như thế trầm ổn, không có chút nào thèm quan tâm những thứ này khiêu khích ngôn từ, càng giống là một bộ đế vương khí độ. Điều này không khỏi làm hắn đối Trác Phàm sát ý, càng nồng nặc ba phần. Ẩn tàng cái bóng mờ kia cũng là khẽ gật đầu, đối Trác Phàm đại thêm tán thưởng. Không lấy vật vui, không lấy chính mình buồn, bình tĩnh ứng đối, mới là người thành đại sự. So sánh với nhau, cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên ở trong lòng, tựa hồ lại thua một bậc a. Nghĩ tới đây, cái kia hư ảnh trong lòng cân bằng chậm rãi khuynh hướng Trác Phàm chỗ đó, tựa hồ đối với Trác Phàm càng coi trọng một số. Thật sâu hút khẩu khí, Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh lùng nhìn lấy Trác Phàm bóng người, trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ. Cái này Trác Phàm cùng Sở Khuynh Thành bọn họ không giống nhau, lóe lên địa căn vốn sở không tới phương vị, hắn muốn chạy lời nói, ai cũng lưu không được, thật sự là lớn nhất đau đầu người khác đối thủ. Bởi vì hắn cái kia thần thông, liền đã để hắn đứng ở thế bất bại. Sau đó Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt tinh quang lóe qua, nhất chỉ nơi xa U Vũ Sơn bọn người, hét lớn lên tiếng, các ngươi còn ở nơi đó ngây ngốc lấy làm gì, còn không đem bọn hắn giết sạch. U Vũ Sơn ba người khẽ giật mình, cái này mới phản ứng được, bọn họ bên này làm sao dừng lại, chắc là tiếp tục vây quét mới đúng. Sau đó ra lệnh một tiếng, mọi người lúc này mới lại cùng nhau tiến lên, đem Sở Khuynh Thành bọn họ vây vào giữa. Giờ này khắc này, Lạc Vân Hải bọn họ ngống hình trận bởi vì vừa mới bị huyết ngạc nhóm chấn động âm thanh đánh gãy, dừng lại, tốc độ đã trệ, xem như triệt để phế. Địch nhân đã hoàn toàn đem bọn hắn bao vây vào giữa. 2-3 ngàn người đối trên 10 ngàn người, đã rơi vào tuyệt đối tử cảnh bên trong. Trừ Sở Khuynh Thành mấy cái thực lực mạnh mẽ thiên huyền cao thủ bên ngoài, bọn người, đoán chừng rất khó chạy ra cái này chết. Dưới tình thế cấp bách, Lạc Vân Hải bình tĩnh ứng đối, lập tức phất tay biến trận thiên địa tam tài trận. Chỉ một thoáng, ba đội nhân mã thành cơ giác chi thế làm thành một vòng, như thùng sắt, U Vũ Sơn bọn người đúng là trong nháy mắt không đánh vào được. Bất quá bọn hắn cũng không nóng nảy, cái này tam tài trận chính là thủ thế, bằng bọn họ cái này vạn người chi chúng, mài đều có thể mài chết bọn họ. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, ba người mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Trác Phàm gặp này, cũng là khẽ cau mày, chỉ cần những người này không cách nào đột phá, hắn liền cũng không thoát thân được, thật sự là bị đám gia hỏa này cho kéo chết. U Vũ Sơn xuất lĩnh vạn người đội ngũ, chẳng những vây quanh Sở Khuynh Thành bọn họ, còn gián tiếp vây quanh Trác Phàm cái này xuất quỷ nhập thần người, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Ha ha ha, Trác Phàm, hiện tại bổn công tử muốn đi dẫm bằng đám người kia. Khóe miệng hơi vểnh lên, Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ Sở Khuynh Thành bọn họ, tà dị cười một tiếng. Đây rõ ràng cũng là buộc Trác Phàm, cùng hắn chính diện giao chiến. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, lấy thân phận của ngươi, hội hướng bọn họ xuất thủ sao? Nếu như muốn xuất thủ, cái kia sớm động thủ, không phải sao? Ha ha ha! Xác thực, bổn công tử khinh thường động đến bọn hắn. Thế nhưng là ngươi đến, thì không giống nhau. Bổn công tử ngược lại là rất tình nguyện, tại trước mắt ngươi chà đạp bọn họ một phen. Song quyền bất giác chăm chú, Trác Phàm trong lòng thầm than, quả nhiên cùng hắn suy nghĩ một dạng, cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên giữ lấy đám người này,
chính là vì kiềm chế hắn. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ cười lạnh liên tục, mặt không đổi sắc, khiêu mi nói, Hoàng phủ công tử, người cảm thấy ta sẽ vì bọn họ, thân hãm hiểm cảnh. Há, không biết sao, chí ít người thiếu chủ, Lạc Vân Hải còn ở bên trong đi. Trong mắt tinh quang lóe lên, Hoàng phủ Thanh Thiên dường như xem thấu khác ý nghĩ, đạp chân xuống, liền bỗng nhiên hướng song phương giao chiến chỗ phóng đi. Thế nhưng là, hắn thân thể vừa hướng giữa không trung, tiếng xé gió vang, một đạo liệt phong gào thét hướng hắn mặt vọt tới. Nhưng là hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhẹ nhàng nâng tay chặn lại, nhưng nghe đụng một tiếng kim loại giao kích, cánh tay hắn trước, đã là xuất hiện một cái phi cước. Quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Trác Phàm một mặt lạnh lùng nhìn qua hắn. Hắc hắc hắc, người rốt cục vẫn là không nhịn được xuất thủ, cười gian một tiếng. Hoàng phủ Thanh Thiên dường như cuối cùng bắt lấy Trác Phàm chân đau giống như, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, vung tay nhất quyền hướng hắn đảo đi. Thế chi mãnh liệt, giống như một tòa núi cao bỗng nhiên hướng hắn đè xuống. Không khỏi sắc mặt đại biến, Trác Phàm trong nháy mắt biến mất bóng người, mà quyền kia thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cả vùng trong chốc lát, liền bỗng nhiên hãm đi xuống, phương viên ngàn mét phạm vi lún. Xuất hiện một cái sâu mấy chục mét hang lớn. Bụi mù cuồn cuộn, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, cho dù là song phương giao chiến, cũng bị nơi xa cái kia mãnh liệt khí thế làm cho khí tức đột nhiên trì trệ, trong lòng hoảng hốt. Đây là như thế nào lực lượng, mới có thể tạo thành như thế chi uy? Trác Phàm trên ót, lúc này cũng là xuất hiện từng tia mồ hôi lạnh. Nếu là liều mạng lời nói, hắn đối cái này Hoàng phủ Thanh Thiên cũng thực sự không có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng là lại nhìn một chút nơi xa mọi người, hắn lại bất lực, chỉ có thể cùng cái này tránh thức quái vật chính diện tương đối. Ngẩng đầu nhìn một chút không trung Trác Phàm, Hoàng phủ Thanh Thiên chế nhạo lên tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh miệt, hiện tại ta muốn tiếp tục tiến lên, không biết ngươi có thể cản ta mấy bước. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm khẽ cắn môi, tiếp tục xông đi lên. Nhưng mỗi lần, hắn cũng bất quá là kéo chậm một chút Hoàng phủ Thanh Thiên tốc độ mà thôi, tuy nhiên dựa vào thay hình đổi vị, tránh thoát trọng kích, nhưng vết thương nhẹ vẫn là miễn không. Bất quá, Hoàng phủ Thanh Thiên y nguyên như cùng một cái không thể ngăn cản vương giả, đang từng bước hướng song phương chém giết chỗ đi tới. Nhìn đến Trác Phàm như mèo vờn chuột giống như bị Hoàng phủ Thanh Thiên một trận trêu đùa, mọi người bất giác trong lòng trầm xuống, liền Trác Phàm cái này bọn họ duy nhất hy vọng. Cũng vô pháp đối kháng cái này Chấn Thiên Đế Vương Long uy thế a. Chỉ có Sở Khuynh Thành, mí mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhìn ra cái gì, vội vàng nói, tựa như là bởi vì chúng ta, Trác Phàm hắn bị Hoàng phủ Thanh Thiên kiềm chế lại, chúng ta nhất định phải nhanh phá vây. Nghe được lời này, chúng người mới kịp phản ứng, nguyên lai bọn họ hiện tại đã thành Trác Phàm vướng víu, sau đó trong lòng một trận xấu hổ. Thế nhưng là, hiện tại chúng ta bị nhốt ở đây chỗ. Địch nhân mấy lần tại bên ta chiến lực, trong lúc nhất thời khó có thể thoát khốn, nên làm thế nào cho phải? Mi đầu hơi hơi lắc một cái, Lạc Vân Hải bất đắc dĩ thở dài. Liền lớn nhất thiện binh pháp Lạc Vân Hải đều nói như vậy, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sở Khuynh Thành suy nghĩ một trận, quay đầu nhìn về phía Long Hành Vân cùng Tạ Thiên Thương nói, các ngươi mang linh thú sao? Trong mắt không khỏi sáng lên, hai người lúc này mới nhớ tới. Vì lần này bách gia tranh minh, bọn họ thế nhưng là chuyên môn mang đến trong gia tộc tự dưỡng cao giai linh thú, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, làm sao đem cái này gốc giả cấp quên. Sau đó hai người cùng nhau gật đầu. Khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh nhạt nụ cười, Sở Khuynh Thành trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, kiên định lên tiếng, như vậy chúng ta đành phải ra đòn sát thủ, thả linh thú, mở đường. Tức, một tiếng kinh thiên hoàn toàn huyết dài tiếng vang lên. Nương theo lấy một đạo trắng như tuyết bóng người xuất hiện, nhất thời gió dục mây vần, bốn phía nhiệt độ cũng gấp nhanh hạ thấp xuống đến. Mọi người bất giác giật mình, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, mọi người đỉnh đầu đã là bay lượn lấy một cái chiều cao 5 mét, toàn thân u bạch cự điêu, tại tùy tiện bay múa. Mỗi lần phốc vỗ một cái cánh, liền có phong tuyết mãnh liệt, U Vũ Sơn chờ cả đám lập tức vừa mới vọt tới, liền trong nháy mắt tại cái này gào thét trong cuồng phong. Cứng ngắc thân thể, cũng đã không thể di động mảy may. Cấp 5 linh thú, Tê Phong Hàn Minh Điêu, Sở Khuynh Thành sắc mặt hàm sát, hét lớn lên tiếng.
Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, đồng thời hơi vung tay, đồng dạng là hai đạo quang mang bay ra. Giống. Nương theo lấy một tiếng chấn thiên giống to, một cái chiều cao ba trượng, toàn thân lóng lánh lóa mắt kim quang con báo, liền nhất thời xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Cái kia trong hai con ngươi thỉnh thoảng lóe qua lạnh thấu xương ánh sáng, chỉ là liếc nhau, liền khiến người ta có loại tê tâm liệt phế cảm giác. Cấp 5 linh thú, Tử Kim Phi Vân báo, Tạ Thiên Thương sắc mặt lẫm liệt, quát to. Còn có ta, cấp 5 linh thú, Diễm Lật Trời Mãng. Lúc này, Long Hành Vân cũng chỉ một đầu chiều cao 10 trượng, da như bàn thạch, hai cái mắt tam giác đồng tử bên trong hiện ra cuồn cuộn màu đỏ liệt diễm cự mãng, lớn tiếng hô quát nói. Chỉ một thoáng, ba cái cấp 5 linh thú đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, làm cho mọi người một trận kinh hãi. Cái này cấp 5 linh thú, thế nhưng là đã tương đương với thần chiếu cảnh cao thủ thực lực, đột nhiên xuất hiện ba cái, trong nháy mắt liền để Sở Khuynh Thành ba nhà chiến lực đại tăng, khí thế rộng rãi lên. Giống, tức, tê. Ba tiếng linh thú gào thét ngửa mặt lên trời phát ra, khí thế cường đại làm cho tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau. Đón lấy, tam đại linh thú liền đột nhiên xông về phía trước, chỗ đi qua, không người nào có thể ngăn cản, cho dù thiên huyền cao thủ, cũng không dám nhẹ thử phong. Trong lúc nhất thời, kêu gào tiếng kêu rên liên hồi bên trong, Sở Khuynh Thành chờ người trước mặt, lập tức liền bị mở ra một đầu rộng rãi đại đạo. Chỉ bất quá cái này đại đạo phía dưới, lại là liên miên thi thể như núi. Vân Hải, thông đạo đã mở ra, chúng ta lao ra. Sở Khuynh Thành nhìn về phía Lạc Vân Hải, nhất chỉ con đường lớn kia, lớn tiếng nói. Lạc Vân Hải gật đầu một cái, liền muốn mang tất cả mọi người vào tới trước, thế nhưng là đúng lúc này, ba tiếng quỷ dị cười lạnh, lại là đột nhiên truyền vào tất cả mọi người trong tai. Quay đầu nhìn qua, lại chính gặp U Vũ Sơn ba người, chính là một mặt khinh thường nhìn lấy bọn hắn. Cười lạnh, U Vũ Sơn cùng hai người khác liếc nhau về sau, đều là phát ra cười nhạo thanh âm, hừ, Sở Khuynh Thành, tất cả mọi người vì ngự hạ thất gia, các ngươi coi là chỉ có các ngươi mang theo linh sủng sao. Khác quá coi thường chúng ta ba nhà, luận nội tình, chúng ta tuyệt không tại các ngươi ba nhà phía dưới. Vừa dứt lời, U Vũ Sơn liền khoát tay, một cái chiều cao 5 trượng, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm hùng ưng xuất hiện ở trước mắt mọi người, cấp 5 linh thú, Xí Diễm Phi Ưng. Còn có bổn công tử, cấp 5 linh thú, Độc Vân Trăm Đồng Tử Chu. Nghiêm Bán Quỷ cười lạnh, cũng là trong tay ánh sáng lấp lóe, một cái chiều cao 10 trượng, toàn thân một mảnh đen kỳ to lớn con nhện, liền rơi xuống trước mặt mọi người. Nương theo lấy từng trận xương độc tia vân, phía trước đường đi trong nháy mắt bị một chương mông lung lưới lớn bỗng nhiên cắt đứt. Sở Khuynh Thành bọn người gặp này, bất giác kinh hãi, phá vây đường lại bị đánh gãy. Lâm Toàn Phong nhìn đến bọn họ cái kia ngưng trọng khuôn mặt, cũng là tà dị cười một tiếng, đồng dạng hơi vung tay, lớn lối nói, vậy các ngươi lại đến mở mang kiến thức một chút, bổn công tử cấp 5 linh thú, Phong Liêm Cửu Trảo Itachi. Tiếng nói vừa dứt, theo cuồn cuộn cương phong nổi lên, một cái hình thể tuy nhỏ, đại khái không đến một mét, nhưng lại thân có 9 cái móng vuốt người đê tiện, đột nhiên thoáng hiện tại mọi người ánh mắt bên trong. Chỉ một thoáng, 6 đầu linh thú giao đánh nhau, lại là lần nữa rơi vào rằng co bên trong, cường đại uy thế, làm cho tất cả mọi người bất giác cùng nhau lui lại, khỏi bị vạ lây. Dù sao, đây chính là tương đương với 6 vị thần chiếu cao thủ giao chiến, phàm là có một tia dư uy tác động đến. Như vậy cho dù là thiên huyền cao thủ, cũng là không chết bị trọng thương chàng. Bỗng nhiên, tất cả mọi người sắc mặt lần nữa ngưng trọng, mà lại trong mắt chỗ sâu, còn có cỗ thật sâu ý sợ hãi. Nhưng đối bảy nhà nội tình, càng thêm kính nể. Không hổ là bảy thế gia A, thế mà mang theo trong người cấp 5 linh thú, cái này cùng bên cạnh có cái thần chiếu cao thủ không có gì khác biệt. Thế nhưng là, cái này 6 đầu linh thú đánh ngang tay. Tuy nói U Vũ Sơn bọn họ sợ bị tác động đến, không còn dám vây khốn, nhưng là Sở Khuynh Thành bọn họ cũng vô pháp phá vây. Cứ như vậy, theo Hoàng Phủ Thanh Thiên càng phát ra tiếp cận, bọn họ chẳng qua là đang chờ chết thôi. Mi đầu thật sâu nhăn lại, Sở Khuynh Thành nhìn về phía tại chỗ tất cả mọi người nói, như bây giờ rằng con nữa, đối với chúng ta rất bất lợi. Không biết các ngươi còn có người nào một đầu cấp 5 linh thú có thể tham chiến, lấy thay đổi bại cục. Nghe xong lời ấy, mọi người cùng nhau trợn mắt chừng một cái.
chúng ta cũng không phải là Ngự Hạ thất gia, chỗ nào có thể có dạng này nội tình, dưỡng nổi linh thú, còn mẹ hắn là cấp 5. Tựa hồ sớm đã minh bạch điều đó không có khả năng, Sở Khuynh Thành bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt cười khổ, bọn người người cũng là liên tục thở dài. Chỉ có U Vũ Sơn ba người, cười tà nhìn lấy đây hết thảy. Bởi vì là thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng có lợi. Xa nhìn nơi xa tình hình chiến đấu, Hoàng Phủ Thanh Thiên lộ ra một tia thoải mái nụ cười, nhìn về phía Trác Phàm chế nhạo nói, nghĩ không ra Sở Khuynh Thành bọn họ thế mà lại xuất ra đòn sát thủ cuối cùng, các nhà tự dưỡng linh sủng đến quyết đấu. Bất quá đáng tiếc, chiến cục tựa hồ không có chút nào cải biến. Mi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm liếc mắt liếc một cái chỗ đó, trong tay bất giác rung động động một cái. Ha ha ha, xem ra ngươi rốt cục vẫn là lo lắng. Như vậy ta liền để ngươi triệt để yên tâm đi, đối với một đám chết người, ngươi sẽ không phải có nhiều như vậy thời gian dỗi đi. Khóe miệng xẹt qua một đạo tàn nhẫn đường cong, Hoàng Phủ Thanh Thiên tay hất lên, hét lớn lên tiếng, Xích Viêm Sư Vương, đi kết thúc đây hết thảy đi. Giống. Khí thế cường đại, thông suốt toàn trường, tại một tiếng rung khắp tất cả mọi người nội tâm cự trong tiếng hô, một cái thân phụ hỏa diễm hai cánh to lớn sư tử, gầm thét hướng Sở Khuynh Thành bọn họ bên này bay tới, trong đồng tử, tràn đầy khát máu sát ý. Sáu cấp linh thú, Xích Viêm Sư Vương. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên trong tay linh sủng. Lại là đầu sáu cấp linh thú. Đây chính là tính áp đảo chiến lược A, một khi vào tràng, đem không gì địch nổi. Sở Khuynh Thành bọn họ linh thú, chỉ là vừa mới nghe đến cái này sư vương giống to, liền đã toàn thân run rẩy, nôn nóng bất an, chiến lược giảm nhiều, tùy tiện bị đối phương ba đầu linh thú ngăn chặn. Hết! Sở Khuynh Thành bọn người mặt lộ vẻ cho tàn, nhìn lấy cái kia mãnh liệt chạy tới sư tử, một khỏa vùng vẫy dẫy chết tâm. Đã là trong nháy mắt dập tắt hỏa diễm, rơi vào đáy cốc. Nếu là ngay từ đầu, bọn họ liền liều chết rút lui, mặc dù sẽ toàn quân bị diệt, nhưng là thiên huyền cao thủ còn có cơ hội đào tẩu lời nói. Cái này sư vương một khi tham chiến, cho dù là thiên huyền cường giả, cũng muốn toàn bộ ngã xuống. Bọn họ, đem sẽ đưa tới tránh thức tai họa ngập đầu, toàn quân bị diệt vận mệnh. U Vũ Sơn ba người vẻ mặt đắc ý, cười to lên. Trác Phàm lại là mí mắt khẽ nhúc nhích, thân thể bất giác rung động. Thế nhưng là còn không đợi bước chân hắn di động, một tiếng hí ngược khoan thai thanh âm, đã là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nếu như ngươi rời đi, người nào đến ngăn cản bổn công tử? Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nhạo lấy nhìn về phía Trác Phàm, cảm giác cùng Trác Phàm giao thủ nhiều lần như vậy, thì lúc này đem tiểu tử này đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa, cái gì thù đều báo, thoải mái. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm rơi vào cảnh lưỡng nan. Phóng tới Sở Khuynh Thành hai người bọn họ đại uy hiếp, hắn chỉ có thể chú ý đến một đầu khác lại không cách nào ngăn cản, cái này khiến hắn vô luận như thế nào lựa chọn, đều là tất thua kết quả. Đột nhiên, hắn lôi linh giới bất giác run run, Trác Phàm tâm niệm nhất động, đột nhiên cảm thấy một cỗ vội vàng cùng phẫn hận chi tình truyền đến. Tước Nhi, Trác Phàm không khỏi sững sờ. Có chút mê võng, nó làm sao như thế nôn nóng kích động, trước kia chưa từng có. Nhưng là rất nhanh, hắn liền nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Cái này Xích Viêm Sư Vương không phải là lúc trước đem mẫu thân nó giết chết thủ phạm sao. Mặc dù bây giờ đầu này, cùng vạn thú sơn mạch đầu kia không giống nhau, nhưng là cừu hận truyền thừa, y nguyên để nó quên không đoạn này khắc cốt ghi tâm giết mẹ mối thù. Chỉ bất quá cái này Tước Nhi chỉ trưởng thành đến 4 cấp linh thú mà thôi. Như thế nào cái kia 6 cấp linh thú, Xích Viêm Sư Vương đối thủ? Thế nhưng là, trên tay hắn lôi linh giới lại một cái đang rung động, Tước Nhi đã không kịp chờ đợi muốn xông ra đến. Mặc kệ, Tư Mã làm ngựa sống y đi. Suy nghĩ một lát, Trác Phàm hung hăng khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kiên định, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nói, Hoàng Phủ công tử, tại hạ thật là phân thân pháp thuật, có điều. Người có đồ. Chẳng lẽ lão tử liền không có sao? Phát ra một trận cười tà dị âm thanh, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, bỗng nhiên phất tay, đi thôi, Tước Nhi. Chỉ một thoáng, nương theo lấy một đạo tử lôi lập lòe, một đạo tử sắc lôi quang phóng lên tận trời, thẳng hướng Xích Viêm Sư Vương phương hướng đuổi theo. Tước Nhi trong mắt,
đã phủ đầy từng trận mãnh liệt sát ý. Đó là cái gì? Trong mắt nhìn không được co lại, U Vũ Sơn nhìn lấy cái kia tử mang nói. Xa xa liếc mắt một cái, Nghiêm Bán Quỷ không sai gật gật đầu, xem ra, tựa như là 6 cấp linh thú, Lôi Vân Tước, nhưng là làm sao là tử sắc? Cái gì, 6 cấp linh thú? Tiểu tử kia cũng có 6 cấp linh thú. Không khỏi giật mình, Lâm Toàn Phong hét lớn lên tiếng, cả kinh nói, cứ như vậy, chúng ta lại muốn tương xứng, rằng co cùng một chỗ. Nghiêm Bán Quỷ thật sâu nhìn xem nơi xa, lại là khinh thường lắc lắc đầu, yên tâm đi, sẽ không còn có như thế chuyện phát sinh. Cái này Lôi Vân Tước đại khái chỉ là cái ấu thể, vừa mới trưởng thành đến 4 cấp linh thú mà thôi, cùng thành niên thể Xích Viêm Sư Vương căn bản không cách nào so sánh được. Huống hồ, liền xem như trưởng thành Lôi Vân Tước, cũng không phải Xích Viêm Sư Vương đối thủ. Nghe được lời này, Lâm Toàn Phong mới hiểu gật gật đầu, yên lòng cười to lên, ha ha ha. Cái này Trác Phàm đang làm cái gì, ngại chính mình linh thú quá cặn bã, chuyên môn đút cho đại công tử Sư Vương làm điểm tâm sao? Lời vừa nói ra, còn lại hai người liếc nhìn nhau, cũng là lớn tiếng cười nhạo mà ra. Một phương diện khác, Sở Khuynh Thành bọn người nhìn đến Trác Phàm cũng thả ra linh sủng, muốn nửa đường chặn đánh cái kia Xích Viêm Sư Vương, còn nghĩ đến lấy Trác Phàm thủ đoạn cùng giảo quyệt, hội lợi hại đến mức nào linh sủng đến trợ bọn họ một chút sức lực. Nhưng là xem xét đó bất quá là chỉ vị thành niên Lôi Vân Tước, thực lực còn chưa thành hình, bất quá 4 cấp linh thú mà thôi, liền cũng đều lộ ra một mảnh cho tàn chi sắc. Xem ra liền xem như Trác Phàm, lúc này cũng có chút cùng đường mặt lộ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác. Ai? Mọi người một trận lắc đầu thở dài, liền hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng, Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng là chỉ cái kia Lôi Vân Tước lớn tiếng chế giễu, Trác Phàm, người thật hết biện pháp a, liền như thế một cái chịu chết linh thú, cũng dám phóng xuất. Không có cách, chính nó nguyện ý chịu chết, ta cũng không quản được. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm nhìn như không quan trọng bộ dáng, nhưng là trong mắt chỗ sâu lại có một tia thật sâu lo lắng. Tước nhi thực lực, liền hắn cũng không biết, chỉ là theo lẽ thường tới nói. 4 cấp linh thú liền cho 6 cấp linh thú nhét kẽ răng tư cách đều không có. Tước nhi lần này đi, có thể tính là cửu tử nhất sinh. Tinh chuẩn bắt được Trác Phàm trong mắt cái kia tia lo lắng, Hoàng Phủ Thanh Thiên càng thêm yên lòng, xem ra tiểu tử này thật đùa nghịch không ra hoa chiêu gì, đây thật là hắn không có cách nào bên trong biện pháp, sau đó trên mặt ý cười cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Mà cùng lúc đó, Tước nhi dựa vào lôi điện nhanh chóng, đã là rất mau tới đến cái kia Xích Viêm Sư Vương sau lưng. Giờ này khắc này, bọn họ đang chiến trường chính trên không, tất cả mọi người ánh mắt, cũng đều không nháy mắt nhìn chằm chằm cái này hai cái sắp khai chiến linh thú, không nhúc nhích. Giống, Xích Viêm Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức, biểu hiện một chút uy phong mình. Đang giao chiến 6 cái cấp 5 linh thú, từ lâu dừng lại. Chăm chú mà nhìn xem đầu kia Sư Vương, U Vũ Sơn ba người ba đầu linh thú, biết cái này cường viện là bọn họ một đám, sau đó đều là kính nể dưới đất thấp thấp đầu, phát ra lấy lòng than nhẹ. Sở Khuynh Thành một phương cái kia ba con linh thú, cũng minh bạch tới một cái cường địch, lại là tất cả đều co rúm lại lấy thân thể phát run, từng bước lui lại. Thấy tình cảnh này, Xích Viêm Sư Vương bất giác ngạo mạn ngẩng lên nhấc đầu, im lặng giễu cợt cười rộ lên. Thế nhưng là nó cũng không có chú ý tới, hoặc là nói là hoàn toàn không có đem sau lưng vừa mới theo tới Tước Nhi để vào mắt. Không chỉ có là nó, liền xem như hắn 6 con linh thú, tựa hồ cũng trong nháy mắt đem Tước Nhi cho xem nhẹ. Từng cái trưởng thành đến 4 cấp thực lực 6 cấp linh thú, chạy tới có làm được cái gì? Sở Khuynh Thành một phương 3 con linh thú bất đắc dĩ lắc đầu, đầy mặt vẻ buồn rầu. Tiểu Đông Tây, người đến còn không bằng không đến đây. Chỉ bất quá chịu chết thôi. U Vũ Sơn phương này ba đầu linh thú, lại sớm đã lộ ra khinh bỉ vẻ khinh miệt. Thấy tình cảnh này, Sở Khuynh Thành bọn họ triệt để tuyệt vọng thở dài. Cho dù lúc trước còn có người đối cái này tử sắc Lôi Vân Tước có nửa phần giả tưởng hy vọng lời nói, vậy bây giờ xem như triệt để vô vọng. Linh thú cảm giác là chuẩn nhất, đã bọn họ đều như thế không coi trọng tiểu gia hỏa này, vậy đã nói rõ. Tiểu gia hỏa này thật sự là không có gì đặc thù năng lực. Tức, thế mà, Tước Nhi lại không để ý đến mọi người khinh thị,
chỉ là nhìn qua Xích Viêm Sư Vương bóng lưng, âm thanh kêu to đi ra, phảng phất là tuyên chiến đồng dạng, trong mắt chỉ có vô tận phẫn hận cùng chiến ý. Nguy đầu nhìn không được run run, Xích Viêm Sư Vương chậm rãi chuyển qua đầu, hung tợn nhìn chăm chú về phía Tước Nhi, giống như muốn đem nó ăn giống như, trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng. Phảng phất tại nói, tiểu Đông Tây, người thực có can đảm khiêu chiến bản vương quyền uy. Tước Nhi không tiếp tục phát ra hót vang, chỉ là toàn thân lông vũ lóe sáng, trong mắt phát ra đùng đùng sao không dứt tử mang, ý tứ đã là tương đương rõ ràng. Thậm chí, cái kia cỗ trần trụi sát ý, rõ ràng là muốn bắt lại cái này sư vương đầu không thể. Lần này, cái kia sư vương xem như triệt để bị chọc giận, nhìn về phía Tước Nhi càng không ngừng gầm nhẹ, lộ ra được chính mình khí thế hung mãnh. Nha nha phi, đuôi mù tiểu Đông Tây, đừng nói ngươi nha là cái vị thành niên lôi vân tước, coi như ngươi trưởng thành lại như thế nào. Lại dám tại bản vương trước mặt nói khoác mà không biết ngược, thật sự là đáng chết. Giống, lại là một tiếng giống giận rung trời phát ra, Xích Viêm Sư Vương hất đầu một cái, lộ ra đến mức dị thường hung mãnh. Thẳng dọa đến cái kia sáu đầu cấp 5 linh thú đã câm như hến, không dám phát ra một tia tiếng vang. Nhưng Tước Nhi nhưng như cũ chăm chú nhìn sư vương như chuông đồng đại tiểu song đồng tử, kỳ kỳ cha cha thét lên ra tiếng, phảng phất tại hướng nó không ngừng mà khiêu khích. Rốt cục, Xích Viêm Sư Vương trong mắt tản mát ra tránh thức sát ý, há miệng bỗng nhiên phun một cái, một miệng đường kính 3 mét hỏa cầu liền đột nhiên hướng Tước Nhi đập tới, giống như sao băng xẹt qua. Cái này nếu là đập thật, liền xem như thiên huyền cao thủ cũng muốn làm tức biến thành cho bụi. Huống chi là một cái còn vị thành niên linh thú. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ, tất cả mọi người chăm chú nhìn cái kia chỉ dám hướng vương giả khiêu chiến lôi vân tước, trong lòng lo sợ, lo lắng không thôi. Tiết Ngưng Hương thì càng là đầy mặt khẩn trương, trong lòng bàn tay đều xuất hiện mồ hôi, nhìn về phía Tạ Thiên Dương nói, trời Dương ca ca, Trác đại ca cái kia con chim nhỏ thật đáng thương, người nhanh đi mau cứu nó đi. Đầu trong nháy mắt chảy ra một trán mồ hôi lạnh, Tạ Thiên Dương không còn gì để nói, nhìn lên trời thật Tiết Ngưng Hương dở khóc dở cười, Ngưng Nhi, cái kia con chim nhỏ đáng thương, ta đi lên hội càng đáng thương a. Chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta tại Vạn Thú Sơn Mạch không là gặp qua lôi vân tước đại chiến Xích Viêm Sư Vương tình cảnh sao? Hợp thành 5-6 cấp linh thú lôi vân tước đều không phải là cái này nha đối thủ, ta hiện tại liền 6 cấp lôi vân tước đều đánh không lại. Nào có thực lực đi cứu cái này 4 cấp lôi vân tước. Thế nhưng là, con chim nhỏ này thật thật đáng thương. Khóe miệng bất giác một xẹp, Tiết Ngưng Hương trong mắt tràn đầy lo lắng. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng, muốn trách thì trách Trác Phàm tiểu tử kia a, biết rõ đánh không lại, làm gì còn đem vật nhỏ này phóng suất chịu chết. Lời vừa nói ra, mọi người lẫn nhau nhìn xem, đều là khẽ gật đầu, trong mắt đồng dạng một mảnh vẻ mờ mịt. Không biết Trác Phàm là làm sao nghĩ. Cùng lúc đó, Trác Phàm xa xa nhìn qua đây hết thảy, song quyền đã là nắm thật chặt, trong lòng mặc mặc cầu nguyện, Tước Nhi, ngươi là lôi điện sở sinh, tốc độ tại phía xa Xích Viêm Sư Vương phía trên. Nó hỏa cầu, nhất định muốn né tránh a. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Hoàng Phủ Thanh Thiên Tà cười ra tiếng, ngươi có phải hay không cảm thấy, lấy lôi vân tước tốc độ, Xích Viêm Sư Vương căn bản đuổi không kịp. Ha ha ha, vậy liền sai, người phải biết, cái này sư vương là ai linh sủng. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên xa xa hướng Xích Viêm Sư Vương đưa cái ánh mắt. Hơi hơi gật gật đầu, Xích Viêm Sư Vương lập tức lý giải chủ tử ý tứ, hai cánh đột nhiên một cái. Chỉ một thoáng, một cỗ liệt diễm toàn phong bỗng nhiên thành hình, đem Tước Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoàn toàn bao vây ở bên trong, để nó căn bản không chỗ có thể trốn. Mà viên kia hỏa cầu, cũng không chút do dự hướng nó phóng đi. Nếu nói lúc trước nó còn có thể bằng vào tốc độ, có một tia sinh lộ lời nói, vậy bây giờ thì triệt để rơi vào trong tuyệt cảnh. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Trác Phàm trong lòng kinh hãi, Xích Viêm Sư Vương luôn luôn hào phóng, làm sao lại như thế tinh xảo chiêu số. Ha ha ha, người nuôi linh sủng, chẳng lẽ không biết sao? Linh sủng cùng linh thú khác nhau. Ngay tại ở chủ tử có thể căn cứ linh sủng đặc tính, thiết kế ra cùng loại với vũ kỹ chiêu số, huấn luyện bọn họ. Ta biết rõ Xích Viêm Sư Vương tại phương diện tốc độ là xương sườn mềm, cho nên chiêu này cũng là chuyên môn dùng để đối phó những cái kia cấp tốc người. À, còn có linh thú.
khóe miệng xẹt qua một cái tà dị tiếu dung, Hoàng Phủ Thanh Thiên một mặt khinh miệt nói. Trong lòng bất giác thầm giận, Trác Phàm song quyền chăm chú. Hắn trước kia độc lai độc vãng, cũng không có dưỡng qua linh sủng, đối với mấy cái này cũng không tinh thông. Bất quá giờ này khắc này, hắn lại là hối hận cũng không kịp, hoặc là nói, hắn căn bản không có hối hận. Dù sao đây là tước nhi chính mình không cần phải như vậy, hắn chỉ có để nó buông tay đánh cược một lần. Vô luận có hậu quả gì không, cũng chỉ có thể chính nó gánh chịu. Cái này, cũng là hắn ma đạo. Tước nhi là hắn tự mình ấp trứng đi ra, tương đương với hắn hài tử, nên tuân theo hắn nói. Oanh! Một tiếng nổ rung trời. Hỏa cầu hung hăng nện ở tước nhi trên thân, cùng bốn phía hỏa diễm phong bạo cùng một chỗ, bộc phát ra một trận ngập trời tiếng vang. Tiết Ngưng Hương một bịt lỗ tai, sợ trốn đến Tạ Thiên Dương trong ngực, nhìn lấy không chung cái kia đạo hỏa quang, một trận bi thương. Bọn người người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ai thán lên tiếng. Đây chính là không biết lượng sức hạ chẳng a. Trác Phàm hung hăng khẽ cắn môi, lại là cũng không có lại nhìn không chung liếc một chút. Chỉ là cặp kia nắm đấm thép bắt càng chặt hơn. Lộ ra một bộ nụ cười đắc ý, Hoàng Phủ Thanh Thiên làm sao có thể bỏ qua, như thế một cái chèn ép chế giễu Trác Phàm cơ hội tốt, sau đó cười nhạo nói, Trác Phàm, người quả nhiên rất vô tình a, yếu đuối như vậy linh sủng cũng để cho nó ra đi chịu chết. Oanh! Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, tiếng sấm rền vang nổ vang bỗng nhiên tại trên mây trong biển lửa tuôn ra. Sau một khắc, tại từng trận tử lôi toán loạn phía dưới, cái kia thiêu nửa bầu trời biển lửa đúng là bỗng nhiên bị bổ đến tứ tán biến mất, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Chuyện mà xuất hiện là, cái kia vô tận tử sắc lôi mang, còn có tước nhi phẫn nộ đôi mắt nhỏ, chăm chú nhìn không trung sư vương, trong mắt tràn đầy sát ý. Cái gì, cái này sao có thể? Tất cả mọi người bất giác kêu lên sợ hãi, bất khả tư nghị nhìn lấy trên mây. Cái kia sáu đầu cấp 5 linh thú càng là hoàn toàn ngơ ngẩn, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao chỉ là 4 cấp linh thú thực lực tước nhi, tại thiết thiết thực thực chịu cái này sư vương một cái hỏa cầu về sau, còn có thể còn sống sót. Cái kia, đó là cái gì chiêu số? Hoàng Phủ Thanh Thiên ngơ ngác nhìn trên mây, kinh dị lên tiếng, lôi vân tước, có dạng này chiêu số sao? Trác Phàm mi đầu lắc một cái, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía không trung. Lại chỉ thấy tước nhi quanh thân bị tử sắc sấm sét vờn quanh, hình thành một cái tử lôi vòng bảo hộ, cái kia chạy trốn tử lôi đem những cái kia hỏa diễm, trong nháy mắt đánh tan không còn sót lại một chút cạn. Trác Phàm không cảm thấy ngơ ngác, nhìn lấy cái kia vòng bảo hộ có chút quen mắt, sau đó mới đột nhiên nhớ tới, đây không phải cùng Lạc Lôi Hạp kết giới giống nhau sao, chẳng lẽ nói. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng hết thảy, tước nhi dĩ nhiên đã động. Lại là một tiếng kinh thiên huyết dài, tước nhi đối với Xích Viêm sư vương thét lên ra tiếng. Thế nhưng là lần này, nó lại không phải chỉ cãi nhau, toàn thân khí thế cũng theo sôi trào mãnh liệt lên. Tử sắc lôi mang giống như từng cái lôi xà, theo trong cơ thể nó không ngừng thoát ra, chỗ đi qua, liền không gian đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ kinh khủng uy áp, đột nhiên khuếch tán mà ra, giống như ngày tận thế đến, muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Đừng nói là những cái kia cấp 5 linh thú, đã sớm bị dọa đến bối rối bất an, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố nhào tới trước mặt cảm giác. Liền xem như nhân loại, cũng đã cảm nhận được cái kia tước nhi đáng sợ. Đây là cái kia 4 cấp linh thú à, làm sao khí thế so với 6 cấp linh thú đến, còn kinh khủng hơn được nhiều. Cho dù là cái kia Xích Viêm sư vương, lúc này cũng là tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, thân thể hướng về sau động động. Sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Nó vạn vạn không nghĩ đến, cái này bị nó hoàn toàn không để vào mắt lôi vân tước, lại có đáng sợ như thế khí tức. Long hành vân bọn người, thì càng là đã nhìn ngốc, bởi vì cái này tước nhi thân thể phía trên khí tức, bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Tiểu Kiệt, Tiểu Quỳ, cái này lôi vân tước trên thân lôi điện là. Long hành vân kinh ngạc nhìn chừng lấy mắt to, thì thào lên tiếng. Long Quỳ hơi hơi gật gật đầu, một mặt kinh hãi, không sai, chính là cửu thúc tử lôi. Thế nhưng là, uy lực này khí thế, so cửu thúc còn mạnh hơn nhiều a. Long hành vân thở sâu, trong lòng đã là cả kinh hãi không hiểu. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, thần nhãn long cửu thành danh thần thông, tử lôi kim nhãn,
ở chỗ này thế mà có thể nhìn đến Gia Cường phiên bản, vẫn là theo một con linh thú trên thân. Mà Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn lấy đây hết thảy, lại càng là hoàn toàn choáng váng. Trác, Trác Phàm, cái này, đây là Lôi Vân Tước. Chính là, mà lại, là từ lão tử thân thủ huấn luyện ra. Khóe miệng nhếch lên cái gian trá đường cong, Trác Phàm rất chẳng biết xấu hổ đem chỗ có công lao ôm trên người mình, sau đó nhất chỉ đầu kia sư vương, hét lớn lên tiếng, tước nhi, xử lý con xúc sinh này. Đinh đinh, hai cái đậu xanh mắt bất giác lóe qua một đạo trần trụi sát ý, tước nhi gãi gãi sắc nhọn nanh vuốt, phát ra kim loại giao kích thanh âm, liền chấn động lôi rực, nương theo lấy khủng bố tử lôi, uyển giống như là một tia chớp hướng Xích Viêm sư vương phóng đi. Cũng liền tại cái này nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến tước nhi trên thân. Giờ khắc này, bên trong thiên địa, chỉ có cái kia lóa mắt tử sắc lôi mang, tại tất cả mọi người trong lòng chớp động. Giống, lại là kêu to một tiếng, tiếng vọng tại mọi người bên tai. Chỉ bất quá lần này gọi tiếng lại là thiếu một chút cuồng ngạo uy phong, nhiều một ít khiếp đảm chi khí, có chút miệng cọp gan thỏ ý vị. Xích Phiêm sư vương run run thân thể, không tự giác lui về phía sau hai bước, nhìn về phía chớp mắt tới gần tử mang, ánh mắt lộ ra từng tia vẻ kinh hoàng, tựa hồ cũng cảm thấy cái này tử lôi uy hiếp, vội vàng miệng phun liệt diễm, cánh gào thét. Trong chốc lát, từng viên đường kính mấy chục mét hỏa cầu liên tiếp giống như nện xuống, cổ cổ hỏa diễm phong bạo giống như từng cái như hỏa long, hướng về tước nhi bao phủ mà đi. Cái kia cỗ uy thế, quả thực cũng là vẫn thạch thiên lạc, hủy thiên diệt địa đồng dạng. Cái kia sáu cái cấp 5 linh thú gặp này, lại sớm đã dọa đến toàn thân run lên cầm cập, run sợ không thôi. Cái này, cũng là sáu cấp linh thú thực lực a. Thế mà, tước nhi lại là không sợ chút nào, toàn thân lôi quang nổ vang, lui hành tại nói đạo hỏa diễm khe hở ở giữa, đợi đi vào Xích Viêm sư vương trước người 5 mét phạm vi lúc, trước mặt đã tất cả đều là đằng đẵng biển lửa, mới trong mắt ngưng tụ, thân thể đột nhiên xoay tròn. Nương theo lấy tử lôi chợt vang, hóa thành một đạo màu tím mũi khoan, thẳng tắp hướng chỗ đó phóng đi, không chút nào quản cái kia liệt diễm thao thiên. Rầm rầm rầm, từng mai hỏa cầu nhất thời bị đánh đến tứ tán ra, mọi người trong mắt co rụt lại, còn chưa kịp kinh ngạc lên tiếng. Xích Phiêm sư vương cái kia kinh khủng mắt to bên trong, đã là trong nháy mắt chiếu rọi ra tước nhì băng lãnh hai con ngươi. Phốc, không kịp bất luận cái gì hình thức trốn tránh, tước nhì cứ như vậy thẳng tắp theo Xích Phiêm sư vương ở ngực chính giữa xuyên qua, nhất phi trùng thiên. Đỏ tươi dòng máu như nước suối dâng trào mà ra. Xích Phiêm sư vương cúi đầu nhìn xem chính mình ngực cái kia đạo huyết động, trong mắt chỉ có vẻ kinh hãi. Nó vạn vạn không nghĩ đến, nó đường đường sáu cấp linh thú, lại bị một cái vị thành niên Lôi Vân Tước, chỉ có cấp 4 linh thú thực lực tiểu gia hỏa, một chiêu miểu sát. Mí mắt bất giác càng phát ra nặng nề, thân thể cũng càng ngày càng lạnh, toàn thân hỏa diễm đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tiêu tán. Xích Phiêm sư vương biết mình lập tức không còn sống lâu nữa, nhưng còn muốn nhiều chống đỡ một hồi. Đáng tiếc, cái kia đạo huyết động quá lớn, chỉ là trong chốc lát, nó liền trong mắt tối đen, triệt để quẳng xuống, thân thể cũng dần dần rét lạnh lên. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người trong lòng kinh hãi, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, một cái 6 cấp linh thú sẽ bị một cái 4 cấp linh thú trong nháy mắt miểu sát đâu. Cho dù là Trác Phàm, cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Tước nhi thực lực lớn đại vượt qua hắn tưởng tượng, riêng là sau cùng đánh giết Xích Phiêm sư vương lúc, sử xuất loại kia tuyệt sát chiêu số, đây là nó Lôi Vân Tước tuyệt đối không thể nào xuất ra. Lôi Vân Tước tuy là 6 cấp linh thú, nhưng lại tính tình ôn hòa, đại thể dựa vào trên thân lôi điện, làm nhiều phòng ngự thôi, chớ nói chi là sáng tạo loại này, tương tự vũ kỹ giống như cường công đánh thức chiêu số. Nhưng là bây giờ, tước nhi lại là không như bình thường Lôi Vân Tước. Chẳng những người khoác tứ trọng thiên tử lôi, hơn nữa còn tự mình lĩnh hội hai chiêu công và thủ chiêu số, cái này hoàn toàn cũng là linh trí tăng lên biểu tượng. Không sai, khác linh sủng, giống cái kia Xích Phiêm sư vương như thế sử xuất đặc thù chiêu số, là dựa vào nhân loại huấn luyện ra, tước nhi lại là tự mình lĩnh hội, cái này bên trong khác biệt, không thể tính theo lẽ thường. Thậm chí, cái này căn bản là chất bay vọt, ngày đêm khác biệt. Phải biết. Linh thú linh trí tăng lên, cái kia đại biểu cái gì? Tiến hóa, hướng thánh thú tiến hóa khả năng.
Tuy nhiên cái này trước kia linh thú bên trong, tuyệt chưa từng xuất hiện. Nhưng là không thể không nói, Tước Nhi là một ngoại lệ, bởi vì nó là tại Tử Lôi bên trong thai nghén. Tuy nhiên cái này Tử Lôi từ đâu mà sinh, Trác Phàm cũng không rõ ràng. Đến tột cùng là thiên đế tự mình tu luyện, vẫn là theo nơi khác được đến lôi chủng, hắn cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định là, có thể làm cho thánh thú đều e ngại Tử Lôi, cỗ năng lượng này tuyệt không tầm thường. Tước Nhi tại cỗ năng lượng này tẩy lễ hạ xuống sinh, thì hoàn toàn có thoát thai hoán cốt khả năng. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm bất giác càng thêm kích động, chẳng lẽ lão tử lập tức liền phải có một cái thánh thú làm linh sủng sao? Thế nhưng là hắn hưng phấn trong lòng không hiểu, còn lại người chờ dĩ nhiên đã hoàn toàn mắt trợn tròn, không chỉ là bọn hắn, liền xem như cái kia 6 cái cấp 5 linh thú, cũng là ngốc ngơ ngác nhìn không chung cái kia đạo thân ảnh màu tím, hoàn toàn ngơ ngẩn. Bọn họ căn bản không có khả năng nghĩ đến, một cái 4 cấp linh thú, đột nhiên thì cùng mở hách một dạng, chiến lực đại tăng, liền 6 cấp linh thú, dạng này vạn thú chi vương đều có thể bị nó một chiêu miểu sát. Cái này, đây cũng quá biến thái a, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Quỷ dị như vậy sự tình, đừng nói là người, thì coi như chúng nó linh thú giới cũng vô pháp tiếp nhận. Riêng là Hoàng Phủ Thanh Thiên, mắt thấy chính mình mạnh nhất linh sủng, cứ như vậy không minh bạch chết, lại là đã hoàn toàn ngây người. Thứ này, đến tột cùng là cái quái gì a? Tất cả mọi người, đều kinh ngạc nhìn không chung cái kia đạo miểu bóng người nhỏ bé, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thẳng đến. Tước Nhi ngửa mặt lên trời một trận vui sướng tê minh, kích động phốc vỗ một cái cánh, phảng phất tại chúc mừng chính mình thắng lợi. Mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là nhìn về phía ánh mắt nó, còn có một loại không hiểu kinh dị cảm giác. Vật nhỏ này, hoàn toàn cũng là linh thú giới bên trong Trác Phàm, đều là quái vật đồng dạng tồn tại. Ai, thật sự là có cái gì dạng chủ nhân, thì có cái gì dạng linh sủng a? Mọi người một trận lắc đầu cảm thán, nhìn lấy không chung cái kia đạo thân ảnh màu tím, đã ao ước lại ghen ghét. Trác Phàm hai con người bất giác đi loanh quanh, đột nhiên song đồng sáng lên, giống to lên tiếng, Tước Nhi, cho bọn hắn mở đường sống, để bọn hắn lao ra. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Chỉ bất quá U Vũ Sơn bọn họ là một mặt kinh khủng, vật nhỏ này liền 6 cấp linh thú đều có thể miểu sát, rất hiển nhiên thực lực tại 6 cấp linh thú phía trên. Nó muốn mở đường, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được tới. Sở Khuynh Thành bọn họ thì là một mặt kinh hỉ, trong lòng đối Trác Phàm càng thêm khâm phục. Không hổ là Trác Phàm, thời khắc mấu chốt luôn có thể sáng tạo kỳ tích a. Tức, lại là một tiếng hót vang vang lên, Tước Nhi dường như đã tiếp vào Trác Phàm mệnh lệnh, không khỏi phốc vỗ một cái cánh, đột nhiên hướng phía dưới lao xuống, dẫn đầu hướng đối phương 3 đầu cấp 5 linh thú phóng đi, toàn thân Tử Lôi nở rộ. Rầm rầm rầm, từng trận tử sắc lôi mang nện xuống, giống như phía dưới mưa đá một dạng, thẳng đem cái kia 3 đầu cấp 5 linh thú nện đến chạy trối chết, bốn phía trốn tránh, sắp khóc đi ra. Cuối cùng là từ chỗ nào xuất hiện tiểu quái vật, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, biến thái làm bọn hắn linh thú đều giận sôi a. U Vũ Sơn 3 người gặp này, không khỏi khẩn trương, nếu là tiếp tục như vậy nữa, bọn họ 3 đầu cấp 5 linh thú, liền muốn hoàn toàn bị oanh sát đến cặn bã. Đến thời điểm, đoán chừng bọn họ muốn khóc cũng không kịp. Trong lòng một mảnh lo nghĩ, U Vũ Sơn 3 người không có cách nào, vội vàng vung lên giới chỉ, liền đem 3 đầu linh thú thu hồi đi, lại là cũng không dám nữa phóng xuất. Chí ít cái này Tước Nhi trên không trung bay lượn thời điểm, bọn họ là vạn vạn không dám để cho bọn họ linh sủng thò đầu ra. Mà Tước Nhi mất đi mục tiêu về sau, ngược lại hướng về bốn phương tám hướng mọi người bay đi, phe phẩy cánh, từng đạo sấm sét màu tím gào thét mà tới, rơi xuống đất liền đem tất cả mọi thứ oanh sát đến hư vô. Chỉ một thoáng, tiếng kêu gào, tiếng la khóc bên tai không dứt, U Vũ Sơn bọn họ vội vàng tránh né, tứ tán đảo vong, nơi nào còn có thời gian dỗi vây quét Sở Khuynh Thành bọn họ. Kết quả là, Lạc Vân Hải chờ người trước mặt nhất thời liền tránh ra một đầu tiền đồ tươi sáng, mặc cho bọn hắn nghênh ngang rời đi, cũng sẽ không có người tiến lên ngăn cản. Bởi vì những người kia hiện tại ngay cả mình mệnh đều không để ý tới đây, cái nào còn có tâm tư cản bọn họ. Quay đầu nhìn xem không chung cái kia càng đánh càng hăng Tước Nhi, uy phong lẫm liệt, chỗ đến, ai cũng làm cho người nghe ngóng rồi chuồn,
kinh khủng lánh nạn, mọi người bất giác cảm thán liên tục. Nghĩ không ra Trác Phàm một cái linh sủng, thì trong nháy mắt đem chiến cục thay đổi càn khôn, vậy hắn sớm làm gì không thả ra đến. Thế nhưng là bọn họ làm sao biết, Trác Phàm cũng là vừa biết hắn tước nhi hung mãnh như vậy. Nếu sớm biết lời nói, không đã sớm lấy ra trang bức sao. Tạ Thiên Dương ngơ ngác nhìn bầu trời, sắc mặt đã cứng ngắc, thì thào lên tiếng, ngưng nhi, người bây giờ còn cảm thấy cái kia chim nhỏ đáng thương sao. Trong tai nghe đến từng trận tiếng kêu thảm truyền đến, Tiết Ngưng Hương gương mặt bất giác hồng hồng, lập lòe nói ây. Cái kia chim nhỏ giống như không coi trọng đi như vậy đáng thương, ngược lại là gặp phải cái kia chim nhỏ người, thật đáng thương. Ai, Trác Phàm tiểu tử kia xuất thủ đồ vật, đều như thế nghịch thiên a, liền chỉ linh sủng đều không tầm thường, thật sự là phục. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tạ Thiên Dương khổ cười ra tiếng. Hắn thực tại không hiểu, cái này Trác Phàm đến tột cùng là làm sao dưỡng linh thú, có thể dưỡng đến giống như hắn biến thái. Tốt. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian lao ra đi. Lúc này, Sở Khuynh Thành xem bọn hắn liếc một chút, hét lớn lên tiếng, Lạc Vân Hải cũng là khẽ gật đầu, khoát tay, hô lớn, hướng. Mọi người liền tại tước nhi hộ vệ dưới, như ong vỡ tổ xông ra mảnh máu này giết bãi, U Vũ Sơn bọn họ căn bản không dám truy. Trừ phi, bọn họ muốn được cái kia tử lôi oanh sát đến cặn bã. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hoàng Phủ Thanh Thiên hung hăng khẽ cắn môi, đạp chân hướng mọi người đào tẩu phương hướng đuổi theo, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, một cái xúc sinh thì dám phá hỏng bổn công tử đại sự, nằm mơ. Ha ha ha, cái kia lại thêm ta đây. Hiu, một đạo tiếng xé gió vang, Trác Phàm đột nhiên đi vào trước mặt hắn, một chân bay đánh, đá hướng hắn mặt. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hừ. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể đỡ nổi bổn công tử. Đàng hoàng nói cho ngươi, lúc trước bổn công tử sở dĩ bị ngươi cản một hồi, không phải là bởi vì ngươi mạnh bao nhiêu, hoàn toàn là bổn công tử không có xuất lực, chơi với ngươi chơi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, bổn công tử thực lực chỉ có như thế sao? Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thiên bỗng nhiên nhất quyền đánh ra, thế chi mãnh liệt, giống như một tòa cao mấy chục trượng núi bay qua đồng dạng. Làm cho lòng người phía dưới bỗng nhiên sinh ra một cỗ khó có thể ngăn cản chi lực. Đụng! Thế mà, làm quyền kia chân tương giao trong tích tắc, Trác Phàm trên đùi thế mà bỗng nhiên lóe qua một đạo tử sắc lôi mang. Sau một khắc, nhưng nghe một tiếng oanh minh nổ vang, Hoàng Phủ Thanh Thiên đúng là chợt cảm thấy một cỗ cường hãn hơn lực lượng phản chấn trở về. Đồng thời, hắn bên tai vang lên Trác Phàm hí ngược tiếng cười khẽ, ha ha ha. Ai không phải đâu. Oanh! Hoàng Phủ Thanh Thiên bị đánh lui trở về, liên tục lui 5, 6 bước, nhưng là còn không đợi hắn đứng vững gót chân, Trác Phàm bóng người nhưng lại tại hắn phía trên xuất hiện, đánh xuống một quyền. Trên nắm tay, tử sắc lôi mang nổ vang. Hoàng Phủ công tử, người ta đều là giống nhau người. Không đến cuối cùng trước mắt, quan trọng át chủ bài đều sẽ không dễ dàng lộ cho người ta nhìn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong. Đối với Hoàng Phủ Thanh Thiên đầu liền thẳng nện đi xuống. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên vội vàng đưa tay chặn lại. Oanh! Lại là một đạo tiếng bạo liệt vang lên, từng đạo tử sắc lôi xà ở trên mặt đất toán loạn, trong chốc lát liền đem trọn mảnh đất mặt nện hãm đi xuống, phương viên ngàn mét toàn diện vỡ vụn sụp đổ, uy lực lại không chút nào tại Hoàng Phủ Thanh Thiên lúc trước nhất quyền phía dưới. Khói bụi tràn ngập, âm thanh chấn ngàn dặm. U Vũ Sơn bọn người không nháy mắt nhìn lấy cái kia cuồn cuộn cát bụi bên trong, bất giác trong lòng hoảng hốt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Trác Phàm nhất quyền chi uy thế mà cũng có như thế cường hãn lực lượng, mấy cái cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên khó phân trên dưới. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người lo sợ, lại là ai cũng không dám tiến lên. Chấn Thiên Đế Vương Long cùng Trùng Thiên Ma Long chém giết, bọn họ là vạn vạn không dám liên lụy bên trong. Chờ xương khói kia tán đi thời điểm, chỉ thấy đập vào mắt chỗ đều là một vùng phế tích, hai người toàn cũng không thấy bóng người, bọn họ mới có đảm lượng tiến lên điều tra một phen. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn tiến vào cái kia phế tích bên trong, một tiếng vang phát ra, bọn họ lại là dọa đến lại vội vàng lui về phía sau, chờ tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Hoàng Phủ Thanh Thiên theo dưới nền đất chui ra, một thân bụi đất. Tuy nhiên nhìn qua so sánh chật vật,
nhưng lại cũng không có chút nào thương thế có thể nói. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, trong lòng mọi người kinh dị, nhìn về phía cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên ánh mắt càng là hoảng sợ. Tại uy lực như thế nhất quyền phía dưới, thế mà còn có thể không nhận một tia vết thương nhẹ, thậm chí ngay cả một số vết rạch đều không có, thực lực thực sự làm người ta nhìn mà than thở. Đại công tử, ngài không có sao chứ? U Vũ Sơn bọn người vội vàng lao tới đến bên cạnh hắn, biết rõ còn cố hỏi ân cần nói. Thật sâu hít một hơi, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lại là cũng không nhìn bọn hắn liếc một chút, trái lại nhìn bốn phía quét một vòng, lạnh lùng nói, Trác Phàm. Tiểu tử kia đâu? Ây! Liếc nhìn nhau, trong mắt ba người một trận mê mang, cuối cùng vẫn là từ U Vũ Sơn khom người liền ôm quyền, cung kính nói, Đại công tử, từ khi Trác Phàm một quyền kia đánh ra, kích thích hất bụi, đến bụi mù tán đi về sau, chúng ta chỉ thấy Đại công tử ngài từ nơi này xuất hiện, lại chưa từng nhìn thấy hắn cái bóng, nghĩ đến đã đào tẩu đi. Mí mắt hơi hơi run run, Hoàng Phủ Thanh Thiên bỗng nhiên khuếch tán ra thần thức lĩnh vực, điều tra một phen, vuông tròn một dặm bên trong đều không có Trác Phàm bóng người, mới thật xác định hắn đã rời đi, tại hơi hơi gật gật đầu, tiếp tục nói, cái kia. Sở Khuynh Thành bọn họ người đâu? Gương mặt bất giác một đỏ, ba người đầy mặt xấu hổ cúi thấp đầu, khom người nói, mời đại công tử thứ tội, chúng ta để bọn hắn cho. Chạy! Trong mắt bất giác mị mị. Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt tản mát ra âm lãnh ánh sáng, lại là không nói gì. Ba người gặp này, trong lòng càng căng thẳng hơn, nhất thời liền ra cả người toát mồ hôi lạnh. Giờ này khắc này, bọn họ thật hận không thể Hoàng Phủ Thanh Thiên có thể đại mắng bọn hắn một trận mới tốt, chỉ ít đây cũng là để hắn xuất khí. Thế nhưng là hắn cái này vô thanh vô tức, cũng không làm rõ ràng được hắn tâm lý như thế nào suy nghĩ, lại là làm bọn họ sợ hãi nhất. Ai biết cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên đã khí đến loại trình độ nào, muốn thế nào bắt bọn hắn khai đao a? Bỗng nhiên, ba người tất cả đều trong lòng lo sợ bất an, run như cầy sấy, nhìn trộm nhìn Hoàng Phủ Thanh Thiên, không biết hắn tâm tư gì. Thế nhưng là, trầm ngâm một chút, Hoàng Phủ Thanh Thiên khóe miệng lại là lộ ra một tia lạnh nhạt nụ cười, thì thào lên tiếng, đã chạy liền chạy a, không có gì đáng ngại. Không khỏi sững sờ, ba người cùng nhau giật mình. Một mặt quái dị nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Thiên, phảng phất là hôm nay lần thứ nhất nhận biết vị này đại công tử đồng dạng, trong lòng bất giác một trận buồn bực. A, không đúng, đây là cái kia lãnh khốc vô tình đại công tử sao? Trăm phương ngàn kế thiết lập hạ bẫy dập, ra nhiều người như vậy lực, còn bồi lên một khỏa giật thần đan cùng một cái sáu cấp linh sủng, lại cái gì cũng không có được, thật lớn như thế thất bại, nếu là thả trước kia, người này sớm đã nổi trận lôi đình. Bắt người chút giận. Nhưng là hôm nay làm sao? Chẳng lẽ nói, người này đổi tính sao? Mọi người một trận không hiểu, tất cả đều trong lòng phạm nói thầm, rất là kỳ lạ mà nhìn xem Hoàng Phủ Thanh Thiên cái kia lạnh nhạt khuôn mặt, giống như là nhìn một người khác một dạng. Tựa hồ là xem thấu bọn họ tâm tư, Hoàng Phủ Thanh Thiên cười thần bí, đạm mạc lên tiếng, các ngươi đừng quên, lần này bách gia tranh minh, chúng ta mục đích là cái gì? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là bảy nhà đứng đầu địa vị. Lâm Toàn Phong không chút nghĩ ngợi lập tức thốt ra. Khinh thường bĩu môi, Hoàng Phủ Thanh Thiên lắc đầu, ngạo nghễ lên tiếng, ta đế vương môn ngàn năm qua một mực ở bảy nhà vị trí đầu não tử, cũng không phải dựa vào chỗ này kịch giống như bách gia tranh minh được đến, mà chính là bằng thực lực chân chính. Cho nên chúng ta căn bản không cần thông qua trận này nhàm chán trò chơi để chứng minh cái gì, trước kia không cần, hiện tại không cần. Về sau càng thêm không biết cần. Hoàng Phủ Thanh Thiên tiếng nói năng có khí phách, dẫn tới mọi người nhất trí thật sâu kính nể ánh mắt. Đây chính là đế vương môn, ngàn năm qua không thay đổi vương giả. Chẳng lẽ, vì cái kia giật thần đan, U Vũ Sơn trầm ngâm nửa ngày, suy đoán nói. Khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười quỷ dị, Hoàng Phủ Thanh Thiên vẫn như cũ lắc đầu, cười khẽ một tiếng, giật thần đan loại này bát phẩm linh đan, hiếm thấy trên đời. Ta đế vương môn tự nhiên nhất định phải được. Thế nhưng là, cái kia lại không phải chúng ta chủ yếu mục đích. Cái kia đại công tử ngài đến tột cùng muốn làm gì, xin ngài chỉ thị. Mọi người thực sự đoán không ra, nghiêm bán quỷ cuối cùng khom người liền ôm quyền, tìm kiếm nói. Trong mắt lóe lên một đạo trần trụi hàn mang, Hoàng Phủ Thanh Thiên chậm rãi nâng lên một tay, hung hăng siết thành một nắm đấm thép,
nghiến răng nghiến lợi nói, Trác Phàm. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Tuy nói cái này Trác Phàm là bọn họ họa lớn trong lòng, nhưng là cái này Bách Gia Tranh Minh mỗi trăm năm tổ chức một lần, chính là Thiên Vũ Thịnh Hội. Thế nhưng là lần này đế vương môn tham chiến, chẳng lẽ cũng là vì hắn một người sao? Cái này, có phải hay không đem hắn nhấc quá cao? Đối xử lạnh nhạt quét tất cả mọi người một vòng, riêng là Nghiêm Bán Quỷ ba người bọn họ, Hoàng Phủ Thanh Thiên giống như xem thấu trong lòng bọn họ suy nghĩ, lạnh lùng lên tiếng, các ngươi có phải hay không cho rằng, Trác Phàm một người, căn bản không xứng cùng Bách Gia Tranh Minh dạng này thịnh hội đánh đồng. Mọi người khẽ giật mình, không dám cùng cái kia sắc bén ánh mắt đối mặt, nhưng vẫn gật đầu, thừa nhận ý nghĩ trong lòng. Hừ, tầm nhìn hạn hẹp. Khinh thường bĩu môi, Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh thành tiếng, một lũ ngu ngốc, các ngươi sở dĩ cho là hắn còn không đáng để lo, chỉ là bởi vì các ngươi chỉ đem hắn coi như là một cái thực lực cường hãn tu giả mà thôi, bằng bảy nhà nội tình, sớm muộn có thể thu thập đến hắn. Thế nhưng là, nếu như ta nói, chỉ cần có hắn tại, Lạc Gia trong vòng 10 năm liền có thể cùng bảy nhà cân bằng, 20 năm sau liền có thể siêu việt Ngự Hạ Thất Gia, 30 năm sau chính là Thiên Vũ mạnh nhất gia tộc, bảy nhà liên hợp cũng không thể cùng chống đỡ. Như vậy các ngươi còn sẽ cảm thấy, hắn so ra kém Bách Gia Tranh Minh loại này nhàm chán trò chơi sao? Cái này, làm sao có thể? Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau quá sợ hãi, U Vũ Sơn càng là khó có thể tin. Lần đầu tiên hướng Hoàng Phủ Thanh Thiên hỏi lại lên tiếng, đại công tử, ngài không phải là tại nói chuyện giật gân đi. Bảy nhà ngàn năm nội tình, cho dù cho hắn trăm năm cũng khó có thể so sánh được, huống chi là mấy chục năm ngắn ngủi thời gian. Hừ, ta nói chuyện giật gân. Ha ha ha, câu nói này muốn thật sự là ta nói, các ngươi không tin, tuy nhiên không thể tha thứ, nhưng là có thể lý giải. Có điều, trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Mọi người cùng nhau nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Thanh Thiên song đồng, không nhúc nhích. Khóe miệng xẹt qua một tia khinh miệt, Hoàng Phủ Thanh Thiên tiếp tục nói, bất quá câu nói này, lại là xuất từ Lãnh Tiên Sinh miệng. Hắn lời nói, 10 đoạn 10 chuẩn, thần toán vô địch, các ngươi còn hội hoài nghi sao? Cái gì, thần toán tử, Lãnh Vô Thường Lãnh Tiên Sinh tự mình khẳng định. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều khí tức trì trệ, đã là cả kinh nói không ra lời. Nếu là Lãnh Vô Thường nói, như vậy 8/9/10 liền sẽ không sai. Chỉ là, bọn họ không hiểu, Trác Phàm tuy là cái quái vật, nhưng thật có như thế thông thiên triệt địa năng lực sao? Gặp bọn họ vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận, Hoàng Phủ Thanh Thiên không khỏi cười khẽ một tiếng, Lãnh Tiên Sinh nói, kẻ này có tài năng kinh thiên động địa, không tại hắn cùng thừa tướng Gia Cát Trường Phong phía dưới. Một khi đắc thế, chắc chắn tiền đồ vô hạn, không ai có thể ngăn cản. Cho nên nhất định phải tại Vũ Dực Không Gió trước đó gạt bỏ, nếu không bảy nhà tất sẽ bị tiêu diệt tại người này trong tay. Chỉ có thể cười Hoa Vũ Lâu, Tiềm Long các cái kia ba nhà còn nhìn không ra bên trong manh mối, thế mà tranh ăn với hổ, cùng Lạc Gia pha trộn cùng một chỗ, tương lai nhất định làm ra người khác áo cưới sự tình. Có điều, Lạc Gia Bình trong ngày vừa có hoàng thất che chở, hay có Độc Cô Chiến Thiên làm chỗ dựa, Trác Phàm mọi việc đều thuận lợi, chúng ta cầm hắn không có cách nào. Duy nhất có thể quang minh chính đại động thủ đem hắn diệt trừ cơ hội, cũng chỉ có cái này Bách Gia Tranh Minh. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhẹ liếc nhìn tất cả mọi người, trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh sát ý, cho nên, lần này Bách Gia Tranh Minh bên trong, chúng ta mục đích cũng chỉ có một cái, Trác Phàm đầu. Còn lại hết thảy, đều nhưng là không cần để ý. Nghe được lời này, trong lòng mọi người vô cùng lo lắng. Đây là Hoàng Phủ Thanh Thiên lần thứ nhất hướng bọn họ lộ ra lần này đế vương môn, tại Bách Gia Tranh Minh bên trong tránh thức mục đích. Thế nhưng là, cái này mục tiêu lại thực sự quá khó khăn, thậm chí so cướp đoạt cái kia giật thần đan cùng đối mặt khắp núi linh thú, còn phải gian nan được nhiều. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Trác Phàm cái kia quỷ thần khó lường thần thông, trong thiên hạ, chỉ sợ liền thần chiếu cao thủ đều lưu không xuống thân hình hắn, kia liền càng đừng đề cập là bọn họ. Đoán chừng liền xem như Hoàng Phủ Thanh Thiên, cái này lục long nhất phượng bên trong mạnh nhất chấn thiên đế vương long, cũng bất quá là có thể miễn cưỡng ngăn chặn quái vật kia. Nhưng là muốn giữ lại hắn, nhưng cũng tuyệt đối không thể nào. Nếu không lời nói, cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên sớm mẹ hắn động thủ, còn dùng cùng bọn hắn ở chỗ này nói nhảm. Ây, đại công tử,
cái này tiêu diệt Trác Phàm sự tình, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vốn là thời cơ tốt nhất, chính là lúc trước đem những người kia vây ở chỗ này, Trác Phàm không thoát thân được thời điểm. Thế nhưng là dù vậy, y nguyên khó có thể lưu hắn lại đến, vậy sau này bọn họ có phòng bị, dạng này cơ hội, nhưng là càng khó. U Vũ Sơn nhíu mày, một trận lắc đầu thở dài. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, Hoàng Phủ Thanh Thiên khiêu mi liếc hắn một cái, khinh thường nói, vừa mới là thời cơ tốt nhất sao? Ha ha ha, chỉ là một cái mồi nhử thôi, hiện tại tiểu tử kia đã ăn cái này mồi, bên trong cất giấu độc dược, chúng ta liền đợi đến hắn phát tác liền tốt. Không khỏi sững sờ, mọi người không rõ ràng cho lắm, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Không tiếp tục xem bọn hắn liếc một chút, Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ là quay đầu nhìn về phía Sở Khuynh Thành bọn họ ly khai phương hướng, cười to lên, ha ha ha. Bọn họ coi là đào tẩu, thực cũng là bị giam lại. Lãnh tiên sinh tự mình thiết kế lồng giam, coi như cái kia Trác Phàm lại gian rảo rảo quyệt, cũng tuyệt đối không trốn thoát được. Các ngươi đều yên tâm đi, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nghi đầu nhịn không được lắc một cái, mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng càng hồ nghi, không biết Hoàng Phủ Thanh Thiên trong hồ lô đến tột cùng là bán thuốc gì. Bất quá, nếu là lãnh tiên sinh tự mình xuất thủ bố cục, cái kia hẳn là sẽ không sai. Lãnh tiên sinh cả đời danh xưng thần toán vô địch, xuất thủ cho tới bây giờ không có thất thủ qua đây. Vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó cái bóng mờ kia, nghe được lời ấy, cũng không thấy giật mình, trong lòng thầm nghĩ, Thiên Vũ thần toán tử lãnh vô thường, bổn tọa ngược lại là sớm có nghe nói, chỉ là không nghĩ tới lại đột nhiên xuất thủ đối phó một tên tiểu bối. Cái này Chấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên Thiên Phú dị bẩm, thực lực kinh người, lại thêm cái kia lãnh vô thường ở sau lưng bày mưu tính kế. Ai, Trác Phàm a Trác Phàm, ngươi cũng đã biết, ngươi là muốn đối phó một văn một võ hai đại cao thủ. Nếu là ngươi như vậy bại trận, bổn tọa liền đem ngươi vứt bỏ, tựa hồ có sai lầm công bằng. Có điều, ngươi đây nếu là cũng có thể thắng lời nói, vậy ngươi giá trị nhưng là càng lớn hơn a, hắc hắc hắc. Bá bá bá. Vân giữa không trung, một đạo hắc bào bóng người lóe lên liền biến mất. Mỗi lấp lóe một chút, thân thể liền đột nhiên xuất hiện tại ngoài ngàn mét, đợi lại hơi lóe lên, lại mất đi bóng dáng. Như thế như vậy, chờ người kia dừng thân hình lúc, đã bôn tẩu hơn 10 dặm sau khi. Ngẩng đầu xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước bất quá bên ngoài mấy ngàn mét, tiếng người huyên náo, người kia liền khẽ gật đầu, biết rốt cục bắt kịp, sau đó lại là lóe lên một cái biến mất không thấy gì nữa. Đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã rơi vào trong đám người. Người nào, Tạ Thiên Thương hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng người kia nhìn qua, lại là trong mắt ngưng tụ, trong đôi mắt lóe qua vẻ vui mừng, gật đầu nói, người rốt cục trở về. Đúng vậy a, vậy ngươi còn giơ kiếm làm gì, còn không mau thu. Bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Bật cười lắc đầu, Tạ Thiên Thương lập tức thu kiếm vào vỏ nói, Trác huynh nói không sai, coi như cũng có ngày muốn lĩnh giáo Trác huynh cao chiêu, cũng tuyệt không nên ngay sau đó nguy cấp thời điểm. Gương mặt bất giác sút sút, Trác Phàm một trận bất đắc dĩ. Cái này võ si a, đi chỗ nào đều không quên cùng người đọ sức một trận, may mắn còn có chút lý trí, không có hoàn toàn rơi vào võ đạo trong điên cuồng, không phải vậy không phải đấu tranh nội bộ không thể. Mà bọn người người nhìn thấy Trác Phàm trở về, cũng là vội vã hơi đi tới, một mặt vui mừng. Giống như đem hắn làm thành lần này hai phái đối chiến, chính thức thủ lĩnh. Cho dù là ba đại thế gia phụ thuộc gia tộc, cũng là như thế, hoàn toàn quên chủ tử mình đến tột cùng là ai. Bất quá cái này cũng khó trách, liền xem như ba đại thế gia, lúc này cũng là lấy Trác Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó, thì càng không nói đến hắn tiểu gia tộc. Dù sao, lúc trước nếu không phải Trác Phàm thay đổi càn khôn, cho bọn hắn mở một con đường sống lời nói, bọn họ đoán chừng liền muốn tránh thức toàn quân bị diệt. Tình cảnh này, tất cả mọi người thật sự rõ ràng mà nhìn xem, cho nên cũng khó trách đem hắn phụng làm cứu thế anh hùng giống như vây tụ một đoàn. Trác Phàm uy vọng, nhất thời đạt đến chưa từng có độ cao. Trác Phàm, người thụ thương. Lúc này, Sở Khuynh Thành nhìn đến cánh tay hắn hơn mấy chỗ vết ứ động, bất giác nhướng mày, nhẹ kêu ra tiếng. Tuy nhiên nàng cực lực duy trì sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong mắt chỗ sâu lại là chớp động lên nồng đậm lo lắng cùng đau lòng.
Trác Phàm thờ ơ khoát khoát tay, tựa hồ cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều liên lụy, vội vàng giật ra đề tài nói, không có gì, cái này Hoàng Phủ Thanh Thiên quả nhiên rất khó đối phó. À, Ngưng Nhi các nàng đâu, còn có Lão Tử Linh Sủng đâu. Sở Khuynh Thành sắc mặt tối sầm lại, biết hắn có ý né tránh, cũng thì không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là trong lòng có chút oán hận, thật không biết trong lòng tiểu tử này nghĩ như thế nào. Tuy nhiên Đồng Thiên Bá trước đó đem Trác Phàm tâm tư cho nàng phân tích một lần, thế nhưng dù sao cũng là Đồng Thiên Bá phân tích, Trác Phàm đến tột cùng nghĩ như thế nào pháp, lại là không có người biết được. Đây cũng là Sở Khuynh Thành trong lòng thứ nhất lo sợ sự tình. Nam nhân yêu mến đối với mình nghĩ như thế nào pháp, là mỗi một nữ tử thứ nhất lo lắng sự tình. Nhưng là hết lần này tới lần khác Trác Phàm, cũng là đối với chuyện này biểu hiện được lập lờ nước đôi, làm cho tất cả mọi người đều đoán không ra. Trác huynh, người khả năng còn không biết, người cái kia linh sủng hung mãnh dị thường, người sống chớ gần, chúng ta ai cũng không dám gần phía trước. Thế nhưng là rất kỳ quái là, có vẻ như đối Tiết tiểu thư cùng Tạ nhị công tử thân cận cực kỳ. Nào, người nhìn, không khỏi khẽ cười một tiếng, Long Hành Vân chỉ trên mây phía trên, hướng Trác Phàm nói. Dương mắt xa xa nhìn lại, Trác Phàm bất giác mí mắt vẩy một cái, ngơ ngác. Chỉ thấy cái kia trên 9 tầng trời, một đạo tử sắc lôi mang lóe qua, xuyên thẳng qua trong mây mù, lại đúng là hắn Tước Nhi không thể nghi ngờ. Mà tại Tước Nhi trên thân, một nam một nữ yêu kiều cười reo hò, tốt không hưng phấn. Lại là Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương hai người. Nhìn hai người cái kia vui sướng bộ dáng, Trác Phàm không khỏi buồn bực. Cái này 6 cấp linh thú Lôi Vân Tước, dù nói thế nào cũng là cao giai linh thú, làm sao lại dễ dàng như vậy cùng người xa lạ quen biết. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền nghĩ rõ ràng bên trong quan trọng. Tiết Ngưng Hương cùng Tạ Thiên Dương trên tay đều có hắn thân thủ luyện chế lôi linh giới, mà đó chính là lấy Tước Nhi mẹ đẻ thân thể luyện chế. Phía trên tự nhiên có mẫu thân nó mùi vị. Kể từ đó, Tước Nhi cùng hai bọn họ thân cận, cũng liền không kỳ quái. Bật cười lắc đầu, Trác Phàm khẽ thở dài, đại khái, đây chính là duyên phận đi. Mọi người chung quanh sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Mà không chung Tước Nhi tựa hồ cũng phát hiện Trác Phàm bóng người, không khỏi cao hứng bừng bừng hót vang một tiếng, hướng về Trác Phàm bay tới, Tiết Ngưng Hương gặp, càng là hai mắt sáng lên. Hướng về Trác Phàm vui mừng vẫy chào, hô to lên tiếng, Trác đại ca, ngươi trở về. Chỉ có Tạ Thiên Dương, hưng phấn khuôn mặt bất giác trầm xuống. Ai, bóng đèn lại trở về. Cười gật gật đầu, Trác Phàm khẽ vươn tay, đem Tước Nhi triệu hồi bên người, Tiết Ngưng Hương vội vàng nhảy xuống nó thân thể, đi vào Trác Phàm bên người, vẻ mặt vui cười kích động đỏ bừng, Trác đại ca, cái này. Đây là chúng ta tại Vạn Thú Sơn Mạch. Gặp phải cái kia Lôi Vân Tước hài tử sao? Đúng vậy a, ta đã đem nó ấp ra đến, thế nào? Trong mắt lóe lên một đạo cương triều chi sắc, Trác Phàm vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ cười nói. Tiết Ngưng Hương liên tục không ngừng gật đầu, nhìn lấy cái kia Tước Nhi, phảng phất tại nhìn một vị nhiều năm không thấy lão bằng hữu giống như, trong mắt một trận ấm áp chi sắc, thật đáng yêu, quả thực cùng mẫu thân nó một dạng. Lời vừa nói ra, mọi người một trận gương mặt ngoan quất, cho dù Trác Phàm cũng là không khỏi ngữ trệ. Tại chỗ trong mọi người, chỉ sợ cũng chỉ có Tiết Ngưng Hương cái này hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương, mới có thể nhìn ra cái này Tước Nhi đáng yêu chỗ. Phàm là kiến thức nó dương cánh bay lượn nửa vòng, liền đem một đám cao thủ toàn bộ oanh sát thành cặn bã người, đối cái này hung thú chỉ có hoảng sợ, nơi nào đến đáng yêu câu chuyện. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều trầm mặc xuống. Không biết nên như thế nào đáp lời. Tước Nhi một tiếng hót vang, hung ác chừng mọi người giống nhau, phảng phất tại nghi vấn, chẳng lẽ ta không đáng yêu à, các ngươi cho ta hảo hảo nghĩ rõ ràng, nếu không lời nói. Thình lình thân thể lắc một cái, mọi người trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, tất cả đều trái lương tâm gật đầu, phát ra lập lòe nụ cười. Đến tận đây Tước Nhi mới reo hò lần nữa hót vang một tiếng, cùng Tiết Ngưng Hương bèn nhìn nhau cười. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nhìn về phía hai người bọn họ, không nghĩ tới cái này một người một thú bất quá ở chung một khắc mà thôi, quan hệ ngược lại đã như thế hòa hợp, Tước Nhi là coi Ngưng Nhi là nương sao. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm gương mặt lần đầu tiên một đỏ. Hắn là Tước Nhi cha, Ngưng Nhi nếu là nó nương, vậy hắn cùng Ngưng Nhi, lại thành cái gì? Uy,
Trác Phàm, người cái này nha làm sao dưỡng linh thú? Thế mà có thể đem cái này Lôi Vân Tước tạo thành giống như ngươi quái vật, nếu không? Ngươi tặng nó cho ta phải. Đột nhiên, Tạ Thiên Dương nhìn về phía Trác Phàm tham lam cười nói. Lời vừa nói ra, Tạ Thiên Thương cũng là một mặt vẻ hưng phấn, chăm chú nhìn Trác Phàm hai mắt. Hắn cũng không phải bởi vì đột nhiên có chỉ như thế cường hãn linh thú, hội cho bọn hắn kiếm hầu phủ mang đến bao lớn chiến lực, chẳng qua là cảm thấy có như thế một con linh thú cùng hắn luyện kiếm, thật là cỡ nào thoải mái sự tình. Võ si vĩnh viễn là võ si a. Cười lạnh, Trác Phàm bất giác nhíu nhíu mày nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ đáp ứng không? Ách, không biết, Tạ Thiên Dương ra mặt lắc một cái, lắc đầu. Vậy ngươi còn nói lời vô dụng làm gì? Trác Phàm vừa trừng mắt, mắng to lên tiếng, con mẹ nó ai sẽ đem một cái có khả năng trưởng thành là thánh thú linh sủng đưa người, đây không phải là đầu óc chập mạch a? Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ nhún vai, thì thào lên tiếng, tùy tiện nói một chút mà thôi, người còn coi là thật. Chỉ là hắn nhìn về phía Tước Nhi ánh mắt, vẫn còn có chút ước ao ghen tị cảm giác. Bởi vì cái này linh sủng, thực sự quá mẹ hắn nghịch thiên. Tựa hồ Trác Phàm chỉ muốn mang theo cái này linh sủng tại thân, cũng đủ để vung bọn họ kiếm hầu phủ 10 đầu đường phố cảm giác. Nhìn lại Tiết Ngưng Hương đối cái kia Tước Nhi yêu thích, Tạ Thiên Dương trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu, chỉ là đây hết thảy, không có người lại chú ý. Mọi người tại đơn giản tự trò chuyện về sau, lần nữa đối mặt ngay sau đó nghiêm trọng tình cảnh. Trác huynh, bây giờ nên làm gì? Long Hành Vân mi đầu ngưng tụ, hỏi. Hít thật sâu, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, thì thào lên tiếng, việc cấp bách, chắc là mau chóng tìm tới trận môn cùng chìa khóa, cấp tốc thoát thân mới là. Đến mức giật thần đan, rất không cần phải để ý tới, dù sao mệnh mới là trọng yếu nhất. Hoặc là, một mình ta đi tìm là được. Nghe được lời này, mọi người đầu tiên là trì trệ, tiếp lấy chính là bất đắc dĩ thở dài, thấp cao ngạo đầu. Tuy nhiên Trác Phàm không có nói rõ, nhưng là bọn họ đã nghe được. Bọn họ ở chỗ này, chỉ sẽ trở thành Trác Phàm gánh vác vướng víu. Thậm chí, lấy vừa mới đại chiến tình huống, cũng đó có thể thấy được, nếu là không có bọn họ lời nói, Trác Phàm một người tới đi tự do, lại là ai cũng không làm gì được. Bỗng nhiên, mọi người tuy nhiên trong lòng bi thương, nhưng cũng biết Trác Phàm lời ấy là thật. Loại tình huống này, bọn họ làm chiến lực, còn không bằng không có mạnh, thật là nhanh chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Sau cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ nhất chiến, càng thêm có lợi. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, Trác Phàm cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ. Rốt cục, Tạ Thiên Thương thở dài, trong mắt mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là tiếp nhận nói, cho dù còn muốn tái chiến tiếp, nhưng Trác huynh nói đúng, lấy chúng ta bây giờ thực lực, vẫn là nhanh chóng rút lui tốt. Long Hành Vân, đem món đồ kia lấy ra đi. Chúng ta cùng Trác huynh thật tốt tham đo một cái, chuẩn bị rời đi nơi này. Mi đầu bất giác lắc một cái, Trác Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía mọi người, chẳng lẽ nói bọn họ còn cất giấu bí mật gì vũ khí. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Long Hành Vân trong tay ánh sáng lóe lên, lấy ra một tấm tơ lụa đưa tới, thở dài lên tiếng, ta Long Hành Vân là cái tận hưởng lạc thú trước mắt người, đối cái này bách gia tranh minh đối chiến, không có Tạ huynh cố chấp như vậy. Nhưng cứ như vậy xám xịt trở về, đồng dạng vẫn là để người không cam lòng a. Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm tiếp nhận tấm kia tơ lụa, mở ra xem, lại là trong mắt nhìn không được ngưng tụ, lên tiếng kinh hô Thú Vương Sơn trận môn bản đồ phân bố. Chỉ thấy đó là một chương vẽ chính xác địa đồ, vụn vặt lẻ tẻ 5 cái địa điểm, ghi chú ngũ hành trận môn phân bố vị trí. Hiện tại bọn hắn đã có kim hình trận môn âm dương 2 cái chìa khóa. Chỉ cần đi đến trận môn trước, liền có thể thông qua truyền tống trận trở về Vân Long Thành. Bất giác đột nhiên ngẩng đầu lên, Trác Phàm nhìn chằm chằm mọi người song đồng, cả kinh nói, thứ này các ngươi chỗ nào đến, tin được không? Liếc nhìn nhau, mọi người ngược lại nhìn về phía Trác Phàm, Long Hành Vân một mặt nghiêm túc, đạm mạc lên tiếng, đây cũng là chúng ta muốn thương lượng với ngươi. Dẫn tới, hét lớn một tiếng phía dưới. Mấy cái thiên huyền cảnh cao thủ liền áp lấy hai người tới trước mặt mọi người. Hai người kia dọa đến run rẩy, không dám ngẩng đầu. Thế nhưng là chỉ là theo thân hình lên nhìn, Trác Phàm liền đã nhận ra bọn họ, bất giác mặt hiện lên vẻ quái dị, kêu lên, làm sao lại là các ngươi. Sắc mặt một khổ,
hai người kia câm như hến, lại là một mực run rẩy nằm rạp trên mặt đất, không dám chút nào ngẩng đầu lên. Thái Hiếu Đình, Tôn Vũ Phi, không phải để cho các ngươi chạy trở về nhà a, tại sao lại xuất hiện, còn tưởng là tù binh. Trác Phàm mắt liếc thấy quỳ rạp trên đất hai người, bất giác sủi cười ra tiếng. Hai người kia lẫn nhau nhìn xem, lại là nhanh muốn khóc lên, một mực cúi đầu giữ im lặng, không dám nhìn Trác Phàm liếc một chút. Long Hành Vân sững sờ, nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác huynh, người biết bọn hắn. Đã từng Lạc gia phản đồ, nể tình hắn lão tử từng là Lạc gia trưởng lão, cùng lão gia chủ còn có qua quan hệ cá nhân phần lên, Vân Hải tiểu tử kia thiện tâm, liền tha bọn họ một lần. Trác Phàm từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, sau đó có chút kỳ quái mà nói, đúng, các ngươi làm sao lại bắt đến bọn họ. Làm gì không giết, còn nhìn áp lên, phí người phí sức. Thở sâu, Long Hành Vân nghiêm sắc mặt, thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, bọn họ là tại chúng ta chạy ra huyết sát bãi không lâu sau gặp phải. Vốn là không nghĩ khách khí với bọn họ, thế nhưng là trên người bọn hắn tìm ra cái này bản đồ phân bố, còn có hai khối chìa khóa cùng một bình giật thần đan. Khụ khụ khụ. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, Long Quỳ đã là vội ho một tiếng, gương mặt mất tự nhiên rút rút. Lần này, Long Hành Vân dường như mới lấy lại tinh thần, nói với Trác Phàm hai người này lai lịch, chỉ cần nói rõ ràng cái này bản đồ phân bố cùng hai khối chìa khóa sự tình liền tốt, làm gì còn lắm mồm như vậy, nói cái gì giật thần đan a. Quả nhiên, Trác Phàm đang nghe giật thần đan ba chữ về sau, hai mắt bỗng nhiên thả ra sáng chói ánh sáng xanh, đưa tay hướng Long Hành Vân nhíu nhíu mày nói, Long huynh, cái kia bình đan dược đâu? Ây, đó là chúng ta tìm ra đến. Ta biết. Thế nhưng là thả ta chỗ này an toàn hơn không phải sao? Trác Phàm lộ ra một cái ma quỷ nụ cười, chuyện đương nhiên nói, nếu là vạn nhất người bị cái kia Hoàng Phủ Thanh Thiên bắt đi, giật thần đan lại rơi vào trong tay hắn, không phải càng hỏng bét sao? Mọi người lợi ích, không thể bởi vì một mình ngươi cho hủy a, đúng không? Trác Phàm nói hiên ngang lẫm liệt, còn ném ra ngoài tập thể lợi ích, Long Hành Vân bất đắc dĩ, ngậm lấy nước mắt đem cái kia bình đan dược cho Trác Phàm. Hắn nhưng là còn trông cậy vào viên này giật thần đan đột phá thần chiếu cảnh đây, bởi như vậy, ha ha. Bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về. Nghĩ tới đây, Long Hành Vân thật hận không thể hung ác giúp chính mình hai vả miệng, cái này miệng làm sao hèn như vậy a, không nên nói cũng nói rõ gì ra đi. Tạ Thiên Dương cùng Long Quỳ chờ một đám giải Trác Phàm cá tính người, càng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài không thôi. Thứ này phàm là vừa rơi vào Trác Phàm túi, người còn muốn trở về. Hừ hừ, sớm làm rửa ngủ đi. Vừa lòng đẹp ý đem cái kia bình đan dược thu nhập giới chỉ, Trác Phàm lại nhìn về phía Long Hành Vân cái kia biệt khuất gương mặt, một trận vừa lòng thỏa ý chi sắc. Giờ này khắc này, hắn đã thu thập ba khỏa giật thần đan, chỉ còn sau cùng một khỏa, hắn liền có thể trở thành lần này bách gia tranh minh cái được lợi nhất. Mà lại nhìn về phía Long Hành Vân đưa tới. Hai cái khác chìa khóa, Trác Phàm bất giác trước mắt lại là sáng lên. Cái này hai cái chìa khóa, vừa vặn cùng trong tay hắn thiếu hụt chìa khóa phối đôi, lửa hình trận môn cùng đất hình trận môn cửa lớn, cũng đã hướng hắn mở ra. Cứ như vậy, hắn tùy thời tùy khác đều có thể mang theo chiến lợi phẩm, nghênh ngang khải hoàn mà về, thắng lợi đã tại hướng hắn vẫy chào. Duy nhất trở ngại, cũng là đột phá Hoàng Phủ Thanh Thiên nửa đường ngăn cản. Nếu là chỉ hắn một người lời nói, hắn sớm có thể đi trở về, chỉ là còn có nhiều người như vậy. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm quét quỳ gối trước mặt hai người liếc một chút, đạm mạc lên tiếng, Long huynh là sợ trận này môn bản đồ phân bố, là cái bẫy dập đi. Trác huynh cao kiến, đúng là như thế. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Long Hành Vân quét qua vừa mới bị Trác Phàm cướp bóc một phen xu hướng suy tàn, vội vàng nói, tuy nhiên hai người bọn họ đều nói. Sớm tại nửa tháng trước, đã bị Hoàng Phủ Thanh Thiên phái đi tìm trận chìa khóa cửa chỗ, để trưởng khống đại cục. Thế nhưng là, ta luôn luôn trong lòng bất an, vì sao chúng ta vừa mới phá vây, thì đụng tới bọn họ, trả cho chúng ta đưa lên trận này môn bản đồ phân bố. Càng nghĩ càng thấy đến khả nghi, cho nên mới đem hai người bọn họ giam giữ, thẳng chờ Trác huynh đến đây thương thảo. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm trong lòng âm thầm gật đầu. Tuy nói cái này Long Hành Vân ngày bình thường cả lơ phất phơ, nhưng tâm tư lại xác thực tinh mịn cực kỳ.
Trận này môn bản đồ phân bố, quả thật làm cho lòng hắn sinh nghi ngờ, nhưng đối với bọn hắn bọn này bại trốn người, nhưng lại có lớn lao sức hấp dẫn. Đây là bẫy dập khả năng, quả thực cũng là hơn chín thành. Nhưng là không thể không nói, đừng nói đây là cửu thành, coi như bẫy dập khả năng là 99%, cũng đáng được bọn họ đi bốc lên một phen mạo hiểm, chạy thoát. Cái này mồi nhử, thật rất lớn a. Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt híp lại, ngược lại nhìn về phía Thái Hiếu Đình hai người lạnh lùng nói, các ngươi hai cái nghe kỹ cho ta, ta chỗ hỏi vấn đề, đều cho ta thành thật trả lời. Phàm là có một chút không thành thật địa phương, để lão tử phát hiện. Hừ hừ, đến lúc đó các ngươi muốn chết, đoán chừng đều là một loại rất xa xỉ nguyện vọng. Thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, hai người liếc nhìn nhau, lại tất cả đều méo miệng gật gật đầu, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Hài lòng gật đầu, Trác Phàm liền nói ngay, hai người các ngươi, có phải hay không Hoàng Phủ Thanh Thiên phái tới, chuyên môn ở chỗ này chờ chúng ta? Không, không phải, chúng ta nói qua, chúng ta là dò xét trận môn sau khi trở về, vừa vặn đụng tới các ngươi, cũng không phải có ý đến lừa gạt các ngươi. Thái Hiếu Đình vội vàng nói. Trác Phàm chăm chú nhìn ánh mắt hắn, gặp hắn tuy nhiên bối rối, lại là thần quang kiên định, không giống nói dối. Liền không sai gật đầu, tiếp tục nói, cái này năm đạo trận môn, là các ngươi hai cái tìm tới đồng thời hội chế thành đồ sao? Không, trận môn phân bố cực lớn, lấy hai người chúng ta chi lực, lại có thể toàn bộ tìm được. Thái Hiếu Đình vội vã lắc đầu, sợ Trác Phàm chê hắn trả lời không tích cực, lại muốn trừng phạt tại hắn, liền vội vàng nói, chúng ta hết thảy phái ra 5 đội nhân mã, phân 5 cái khu vực tìm kiếm, lấy truyền tin ngọc giản truyền tin. Sau đó do ta hai người hội tụ thành đồ, nhận nộp lên mặt. Cái này hai cái chìa khóa, cùng đan dược này. Đó là ta hai người chỗ tìm, bất quá, chúng ta vốn là tìm được 2 khỏa, lại là có 1 khỏa bị một vị thiên huyền cao thủ cướp đi tranh công, chúng ta chỉ trộm giấu 1 khỏa, còn bị các ngươi cướp đi. Thái Hiếu Đình trong lòng tựa hồ có chút bi thương, nói xong lời cuối cùng đều có chút hiu quạnh cảm giác. Bọn họ làm sao lại xui xẻo như vậy a? Vốn là tìm tới 2 khỏa giật thần đan, đây là lập đại công cơ hội. Thế nhưng là trên nửa đường, cùng bọn hắn cùng một chỗ dò xét cái kia thiên huyền cường giả lấy mạnh hiếp yếu, cứng rắn đoạt bọn họ 1 viên thuốc không nói, bọn họ trộm giấu 1 khỏa, vốn là còn cơ hội lập công, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp phải đám người này, làm tù binh. Cái này, đừng nói lập công, đầu này có thể giữ được hay không, đều vẫn là 2 chuyện a. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hai người càng thêm đau khổ, sắc mặt hoàn toàn u ám. Trác Phàm chăm chú nhìn hai người bọn họ bất động, hơi hơi gật gật đầu. Long Hành Vân gặp này, vội vàng nói, Trác huynh, như thế nào, đây là một cái bẫy dập vẫn là. Dù nói thế nào, bọn họ đã từng là người Lạc gia, ta đối bọn hắn cũng có chỗ giải, bọn họ không giống nói dối. Trác Phàm trong mắt tinh quang nhấp nháy, đạm mạc lên tiếng. Long Hành Vân trong mắt vui vẻ, cùng bọn người người liếc nhau, tất cả mọi người là một bộ vui mừng, thậm chí còn mang theo từng tia cảm giác hưng phấn. Bởi vì nếu là như thế lời nói, cái này bản vẽ 89/10 cũng là thật, bọn họ chạy thoát có hy vọng. Thế nhưng là Trác Phàm lại là khẽ cười một tiếng, lại lắc đầu nói, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, có lẽ bộ này đồ, hay là giả. Cái gì? Mọi người khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí mỉm cười, Trác Phàm hai con ngươi hơi khép, trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng, cho dù bọn họ không có nói sai, cũng không có nghĩa là Hoàng Phủ Thanh Thiên không có đối bọn hắn nói dối. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, mọi người đều là không khỏi sững sờ, chỉ là nhìn lấy Trác Phàm cái kia nụ cười quỷ dị, mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Chiếu nói như vậy, cái này đồ đến tột cùng có thể hay không tin tưởng đây? Một phương diện khác, Hoàng Phủ Thanh Thiên chỉ một bộ cùng Trác Phàm trong tay giống như đúc địa đồ, đạm mạc lên tiếng, U Vũ Sơn, ngươi mang một đội đến kim hình trận môn trước mai phục, nghiêm bán quỷ, ngươi mang một đội đến lửa hình trận môn, bổn công tử cùng Lâm Toàn Phong, đến đất hình trận môn. Đừng quên ta nói với các ngươi, người khác có thể không quan tâm, nhưng có một người nhất định phải đánh giết, hắn bị chết muốn nhiều thảm, thì nhiều thảm. Không khỏi sững sờ, ba người liếc nhìn nhau. Vẫn còn có chút bất an. Đại công tử, ngài ý tứ vừa mới chúng ta đã nghe rõ.
Thế nhưng là giết một người như vậy, Trần Năng để Trác Phàm cái quái vật này thúc thủ chịu trói. U Vũ Sơn nhíu mày, thì thào lên tiếng, nếu không lời nói, chúng ta đem trận môn vị trí cùng chìa khóa đều đưa cho bọn họ, còn bồi lên một khỏa giật thần đan, bọn họ thế nhưng là đảo mắt liền có thể chạy, còn không bằng cho bọn hắn giả địa đồ, một dạng có thể mai phục, giết bọn hắn trở tay không kịp. Khóe miệng lộ ra một cái tà dị tiếu dung, Hoàng Phủ Thanh Thiên sùi cười ra tiếng, đần độn, Trác Phàm khôn khéo hơn người, âm hiểm xảo trá, cho hắn giả, làm sao có thể giấu giếm được hắn hai mắt. Thế nhưng là, người này sinh tính đa nghi, coi như cho hắn thật, hắn sẽ tin sao? Mi đầu hơi hơi run run, Nghiêm Bán Quỷ trong mắt một trận lo lắng. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã tính trước, cũng là bởi vì hắn tính cách đa nghi, cho nên chúng ta cho hắn tất cả mọi thứ, mới đều nếu là thật, bao quát cái kia hai cái tù binh, cũng là thật. Hai người kia chính mình đoán chừng còn không biết, bọn họ sở dĩ có thể tìm tới trận môn, chìa khóa cùng đan dược, hoàn toàn là bởi vì bổn công tử phái người trong bóng tối dẫn đạo bọn họ. Cho nên bọn họ nói chuyện, tất cả đều là thật, chỉ bất quá hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta là trước lừa gạt mình người, lại để cho hai người kia đi lừa hắn. Coi như Trác Phàm lại khôn khéo, cũng tuyệt không có khả năng theo hai cái nói thật ra chi miệng người bên trong, nghe ra giả ý đến. Ánh mắt không khỏi sáng lên, mọi người không sai gật đầu, Lâm Toàn Phong càng là giơ ngón tay cái lên, A Dua nói, đại công tử thật sự là trí tuệ vững vàng, văn võ song toàn cái nào. Hừ, những thứ này là lãnh tiên sinh tính kế, cùng ta không có có quan hệ gì. Hoàng Phủ Thanh Thiên bật cười lắc lắc đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình sứ, bên trong chính là giật thần đan. U Vũ Sơn nhìn lấy cái kia cái bình, bất giác thở dài, ai, vốn là chúng ta có ba bình, hiện tại cũng chỉ thừa cái này một bình. Người gấp làm gì, lãnh tiên sinh khẳng định, Trác Phàm người này lòng tham không đáy, coi như trong tay đã có ba bình đan dược, nhưng lại tuyệt sẽ không thỏa mãn, ngược lại càng muốn đoạt được cái này sau cùng một bình. Chỉ cần đem hắn điều đi, chúng ta đối những người kia ra tay, thì lại không cản trở có thể nói. Hoàng Phủ Thanh Thiên khinh thường bĩu môi, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, chỉ cần kế hoạch thuận lợi, Trác Phàm tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đem cái kia ba bình đan dược, tính cả đầu hắn, cho bổn công tử trả lại. Ha ha ha! Hoàng Phủ Thanh Thiên cười to vang vọng tại mọi người bên tai, làm cho tất cả mọi người một trận tâm tình khuấy động. Nhằm vào trùng thiên ma long Trác Phàm tiêu diệt kế hoạch, rốt cục chính thức bắt đầu. Rậm rạp giữa rừng núi, còn lại mọi người đều là ở một bên chỉnh đốn, chỉ có Long Hành Vân, Tạ Thiên Thương, Trác Phàm chờ một chúng gia tộc cao tầng, giải rác mấy người ngồi vây quanh cùng một chỗ, chăm chú nhìn cái kia bức bản đồ, trên mặt một trận ngưng trọng. Thật lâu, Long Hành Vân nhìn về phía Trác Phàm, nghi hoặc lên tiếng, Trác huynh, ngươi cảm thấy bộ này đồ có vấn đề, từ chỗ nào nhìn ra? Không có, bất luận là người vẫn là đồ, đều không có nhìn ra mảy may manh mối. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm thở sâu, nhưng trong mắt lại là chớp động lên vẻ kiên định, thế nhưng là ta tuyệt không tin bánh từ trên trời rớt xuống loại chuyện này, riêng là giống như vậy đưa than khi có tuyết, nhất định có vấn đề. Nghe được lời này, mọi người lần nữa trầm mặc, chờ một lúc, Sở Khuynh Thành mới cẩn thận nói, nếu không, bộ này đồ chúng ta không muốn, hoặc là đảo ngược tiến lên. Tại sao không muốn? Thế nhưng là, nàng nói còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã khẽ cười một tiếng nói, nếu đây là thật, liền xem như cái bẫy dập, cũng đáng được đi thử một chút. Đã bọn họ dám thiết kế chúng ta, vậy chúng ta không bằng liền đến cái tương kế tự kế, ve sầu thoát xác. Mọi người sững sờ, không rõ ý, Trác Phàm đã là xuất ra ba cái truyền tin ngọc giản, mặc mặc ở phía trên lưu lại tin tức, phân biệt đưa cho ba người. Thần bí cười nói, hiện tại đừng nhìn, sau 5 ngày lại nhìn. Nói xong, Trác Phàm đột nhiên đứng dậy, một tiếng gào to, đem tất cả mọi người chiêu đến trước mặt, hét lớn lên tiếng, nghe ta mệnh lệnh, xuất phát, từ ba đại thế gia dẫn đội, chia ra hướng ba cái trận môn tiến lên, chúng ta rời đi nơi này. Chia ra, mi đầu bất giác nhíu một cái, mọi người một trận không hiểu, cứ như vậy, bọn họ chiến lực chẳng phải phân tán a. Thế nhưng là giờ này khắc này, Trác Phàm đã cho bọn hắn phân phát mỗi cái trận chìa khóa cửa, đồng thời nói chắc như đinh đóng cột, không tệ, cũng là chia ra. Đại cổ nhân mã rất dễ dàng bại lộ hành tung, tiểu cổ phân tán lại càng dễ ẩn nấp, không dễ bị phát hiện.
núi rừng bên trong cho dù gặp phải địch tập, cũng có thể cấp tốc ẩn tàng thân hình, chạy thoát. Mọi người không sai gật đầu, Sở Khuynh Thành trầm ngâm một hồi, đem Trác Phàm kéo đến một bên nói nhỏ, nhưng nếu bản đồ này thật hay giả, những thứ này trận môn vị trí đều là bẫy dập làm sao bây giờ? Ngươi không đi thử thử làm sao biết, dù sao khó được có cả đời đường. Nếu là lại tại cái này Thú Vương Sơn bên trong cùng bọn hắn lượn vòng, nhiều đụng phải bọn họ mấy lần, chúng ta thoát thân dễ dàng, những cái kia đoán cốt cảnh tu giả muốn chạy nhưng là khó nhiều. Đến sau cùng, không phải bị bọn họ mài chết không thể. Chỗ vì việc này, bắt buộc phải làm. Bất giác nhíu nhíu mày, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng, ngược lại vừa nhìn về phía chúng người quát lớn nói, mỗi đội ra 3 tên thiên huyền cảnh cao thủ, cách mỗi 30 dặm phía trước tìm kiếm, một canh giờ hồi báo một lần. Vâng, mọi người cùng nhau đáp lời, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía Sở Khuynh Thành cười nói, dạng này coi như phía trước có mai phục bẫy dập, cũng có thể sớm rút lui. Hung hăng khoét hắn liếc một chút, Sở Khuynh Thành bật cười lắc đầu, thì ngươi mánh khóe nhiều. Rốt cục, tất cả mọi người chờ xuất phát, Lạc Vân Hải mấy người cũng cùng sau lưng Hoa Vũ Lâu đi theo, Long Hành Vân đem Thái Hiếu Đình cùng Tôn Vũ Phi bắt giữ lấy đến đây, nhìn về phía Trác Phàm nói hai người bọn họ xử trí như thế nào. Phóng, Trác Phàm không nói hai lời, lạnh lùng lên tiếng. Không khỏi sững sờ, mọi người một trận không hiểu, Long Hành Vân càng là kêu lên sợ hãi, nếu là đem bọn hắn thả, hành tung chúng ta chẳng phải đều bại lộ. Coi như không thả bọn họ, hành tung chúng ta cũng đều tại bại lộ lấy. Đừng quên huyết sát bãi một chuyện, bên người chúng ta vốn là có gian tế. Chỉ sợ hiện tại bọn hắn hai người tình hình, đã bị hồi báo trở về, thả hay là không thả cũng không đáng kể. Trác Phàm bật cười lắc đầu, thở dài. Lời vừa nói ra, chúng người thất kinh. Đúng a, bọn họ làm sao đem cái này gốc giả cấp quên, bọn họ còn có gian tế không có quét sạch đâu. Kết quả là, mọi người lại bất thiện lẫn nhau nhìn chăm chú lên. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm sắc mặt lạnh lẽo, đạm mạc lên tiếng, ta nói qua, bây giờ không phải là bắt gian tế thời điểm. Muốn bắt, cũng muốn chờ hoàn toàn trở lại Vân Long Thành thời điểm lại bắt. Thế nhưng là, có một gian tế ở bên cạnh, đây chính là tương đương hung hiểm a. Mi đầu lắc một cái, Tạ Thiên Thương một mặt ngưng trọng nói. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, có cái gì hung hiểm, chẳng phải truyền bức thư a. Chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, để hắn có thời gian truyền tin, không có thời gian hành động, cũng không có gì lớn không. Nhưng hoàn toàn ngược lại, nếu là chúng ta lẫn nhau nghi ngờ, đó mới là thật sụp đổ, đại sự không ổn, chỉ khiến người khác làm ngư ông chi lợi. Cho nên, hiện tại thì cho ta xuất phát, một khắc không ngừng, cấp tốc hướng 3 cái trận môn tiến đến. Trong lòng bất giác run lên, mọi người liếc nhìn nhau, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng thêm kính phục. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, như thế đối phó gian tế. Hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ là tất cả mọi người động tác, nhanh hơn hắn là được. Trác Phàm như thế không câu nệ tiểu tiết, đại khí bàng bạc hành động phương thức, cho dù là cùng Độc Cô Chiến Thiên nhiều năm Lạc Vân Hải, cũng không thấy rung động trong lòng. Chỉ sợ liền Độc Cô Chiến Thiên trị quân, cũng không có như thế hào khí đi. Trác đại ca quả nhiên là kiêu hùng chi tài, khó trách nhiều như vậy đại nhân vật đều coi trọng hắn như vậy. Tốt, lập tức hành động a, đừng quên sau 5 ngày, chúng ta Vân Long Thành gặp lại. Trác Phàm vung tay lên, hướng tất cả mọi người hét lớn lên tiếng, mọi người một tiếng to rõ hô ứng, đồng dạng hào khí vượt mây. Chỉ có Sở Khuynh Thành 3 người, nghe ra Trác Phàm lời nói bên trong mùi vị thực sự. Từ nơi này tiến về 3 cái trận môn khoảng cách, ngắn nhất muốn 7-8 ngày, lớn lên càng là muốn 10 ngày thời gian, ở đâu là 5 ngày có thể đến tới. Hắn ý trong lời nói, cũng là nhắc nhở bọn họ, sau 5 ngày nhớ đến nhìn hắn lưu lại ngọc giản. 3 người ngầm hiểu, nhìn về phía Trác Phàm âm thầm gật đầu, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên thâm thúy ánh sáng. Đón lấy, tất cả mọi người liền làm 3 đường xuất phát. Dựa theo Trác Phàm chỗ nói, bọn họ tốc độ tiến lên rất nhanh, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, là cái kia gian tế truyền tin nhanh, vẫn là bọn hắn hành động nhanh. Trác Phàm loại này đối phó gian tế bá đạo phương thức, để cả đám chờ trong lòng nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngang nhiên. Chẳng qua là đối phó một cái dấu ở trong bọn họ mật thám mà thôi,
lại có loại muốn đánh bại bình sinh mạnh nhất đối thủ cảm giác. Loại này đem tất cả mọi thứ đều không để vào mắt, bế nghĩa thiên hạ khí thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy như Trác Phàm đồng dạng hào khí, vạn tâm quy nhất. Thái Hiếu Đình mang theo Tôn Vũ Phi xám xịt rời đi, nhưng là tại đi qua Trác Phàm lúc, lại là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, ngươi. Vì sao muốn thả chúng ta? Buông liền buông, không có nhiều như vậy lý do. Các ngươi nếu là đem ta hướng nhớ qua, có thể cho là ta là nhớ trước kia lạc gia tình nghĩa, nếu các ngươi đem ta hướng xấu nghĩ, cũng có thể cho là ta là muốn xem các ngươi ngày sau có nhiều thảm, đồ cái việc vui. Bất quá, ta ngược lại là cho rằng, vô dụng đồ vật, giết thả cũng không đáng kể. Vừa dứt lời, Trác Phàm không tiếp tục để ý, trực tiếp rời đi, không có chút nào xem bọn hắn liếc một chút. Thật sâu nhìn Trác Phàm bóng lưng thật lâu, Thái Hiếu Đình thật dài thở dài, thì thào lên tiếng cảm ơn. Nói, liền cùng Tôn Vũ Phi chậm rãi rời đi. Chỉ bất quá, bọn họ trong ánh mắt, không có bao nhiêu hận ý, chỉ có vô tận hưu quạnh. Xa nhớ ngày đó tại Thái Gia, lần thứ nhất nhìn thấy Trác Phàm lúc, hai người đối với hắn khinh bỉ, bây giờ suy nghĩ một chút là buồn cười biết bao. Người ta là chân chính bất thế kiêu hùng, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền không có đem bọn hắn để vào mắt, chỉ là bọn hắn chính mình đem chính mình nâng lên mà thôi. Bây giờ người ta vẫn không có đem bọn hắn để ở trong mắt, cái này không phải người ta nhãn giới cao, chỉ là một mực cao như thế, chưa từng cải biến. Hiện tại hắn dường như mới cảm nhận được, 7, 8 năm trước Trác Phàm rời đi Hắc Phong Sơn lúc, phụ thân hắn Thái Vinh tán thưởng Trác Phàm là nhân tài, lúc đó hắn chả không phục lắm. Hiện tại hắn mới hiểu được, phụ thân hắn cũng đem Trác Phàm coi thường. Trác Phàm đại tài, không phải bọn họ loại này tiểu nhân vật có thể đánh giá đi ra. Lại thở dài, hai bóng người dần dần biến mất tại che lấp trong rừng cây, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Trác đại ca, ngươi không theo chúng ta một đội sao? Tại trước khi đi, Tiết Ngưng Hương vội vã chạy đến Trác Phàm trước mặt, hỏi. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm lắc đầu, ta còn có việc muốn đi làm, các ngươi tiết ra theo kiếm hầu phủ đội ngũ tiến lên, coi như Tạ Thiên Dương không đáng tin cậy. Đại ca hắn Tạ Thiên Thương thực lực không tệ, trừ Hoàng Phủ Thanh Thiên bên ngoài, có rất ít người có thể thắng hắn, hắn hội bảo vệ tốt các ngươi. Ha ha, người cái này có ý tứ gì, cái gì gọi là coi như Tạ Thiên Dương không đáng tin cậy. Ta làm sao chiêu ngươi, ngươi tại Ngưng Nhi trước mặt nói xấu ta. Lúc này, Tạ Thiên Dương không phục, vội vàng đi vào Ngưng Nhi trước mặt, dựng lấy bả vai nàng nói, Ngưng Nhi yên tâm đi, có ta ở đây, không có người bị thương ngươi. Thế nhưng là, Tiết Ngưng Hương lại căn bản không có liếc hắn một cái, chỉ là chăm chú nhìn Trác Phàm song đồng, ôn nhu nói cái kia Trác đại ca, chúng ta lúc nào gặp lại. Sau 5 ngày đi, Trác Phàm nhạt cười một tiếng nói. Cái kia quyết định như vậy, sau 5 ngày nhất định phải tới gặp Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Hương gật gật đầu, cực kỳ nghiêm túc xuất ra lôi linh giới, đối hướng Trác Phàm nói, tựa như vạn thú sơn mạch khi đó một dạng, ngươi không thể gạt ta. Cười gật gật đầu, Trác Phàm đồng dạng xuất ra lôi linh giới, cùng Tiết Ngưng Hương giới chỉ đối cùng một chỗ, phát ra đùng đùng sao không dứt sáng chói lôi quang, yên tâm đi, ta lừa gạt người nào cũng sẽ không lừa ngươi. Trong mắt không khỏi sáng lên, Tiết Ngưng Hương tươi cười rạng rỡ, Tạ Thiên Dương ở một bên nhìn lấy, lại là trái tim pha lên nát một chỗ, ghen tị muốn mạng. Về sau, Tiết Ngưng Hương liền tại Tạ Thiên Dương đang chuẩn bị chết cứng rắn kéo xuống bắt kịp kiếm hầu phủ đội ngũ. Trác Phàm lắc đầu bật cười, quay người hướng một phương hướng khác đi đến, chỉ là sau lưng ẩn ẩn truyền đến Tạ Thiên Dương tội nghiệp tiếng cầu khẩn. Ngưng Nhi, người cùng ta cũng đối cái giới chỉ đi. Không muốn. Tại sao không muốn, cầu ngươi. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại nhìn về phía chuẩn bị theo lạc gia khởi hành một đạo thân ảnh già nua, trong mắt tinh quang lóe lên, quát to, Lưu Đại Sư, người đi theo ta có việc tìm ngươi giúp đỡ. Lưu Nhất Chân sững sờ, nhìn Trác Phàm liếc một chút, tiếp lấy liền liên tục không ngừng đuổi theo bước chân hắn. Hai người đạp chân xuống, hướng cùng mọi người ngược lại phương hướng bay đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Đại khái tầm nửa ngày sau, mới tại một mảnh vùng núi đỉnh đầu rơi xuống. Nhìn lấy đám kia núi quay chung quanh xinh đẹp cảnh sắc, Trác Phàm thật sâu hít một hơi, chợt cảm thấy tâm thần thanh thản, sảng khoái tinh thần, ai, đám kia vướng víu lập tức liền muốn được đưa về đi. Rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy.
Lưu Nhất Chân trong lòng cười thầm, hướng Trác Phàm cúi người hành lễ, cung kính nói, lần này Bách gia tranh minh, Hoa Vũ lâu, Tiềm Long các những thứ này ngự hạ gia tộc, không những không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại cần nhờ Trác đại sư một người chống lên, cũng thật là làm cho Trác đại sư bị mệt. Ai nói không phải đâu, Trác Phàm lệch ra cái cổ siêu vẹo, cười khẽ một tiếng. Lưu Nhất Chân con người đi loanh quanh, thử dò xét nói, chỉ là Trác đại sư đột nhiên chiêu tại hạ đến đây, không biết có gì phân phó. Há, phân phó chưa nói tới, ta chỉ là muốn biết, Hoàng Phủ Thanh Thiên hiện tại ở đâu. Hắn không phải lại lấy ra một khỏa giật thần đan đến dẫn dụ ta sao, ta tiếp chiêu cũng là. Quay đầu liếc hắn một cái, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo hàn mang. Lưu Nhất Chân giật mình, trên đầu mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống tới. Ây, Trác đại sư lời ấy, lão hủ không rõ. Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ hành tung, lão hủ làm sao lại biết được đâu. Ưng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt, Lưu Nhất Chân bất giác khẩn trương toàn thân cứng ngắc, ấp úng đạo, không dám chút nào dương mắt nhìn Trác Phàm một chút. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ai, Lưu đại sư a, việc đã đến nước này, người cần gì phải lừa gạt nữa. Người nếu không biết rõ hắn hành tung, như thế nào cho hắn mật báo. Trong lòng bất giác hoảng hốt, Lưu Nhất Chân vội vã khoát tay, giải thích nói, Trác đại sư, người cái này là ý gì, ta nhưng là chưa từng có. Tốt, người cái gì cũng không cần nói, ta cũng sẽ không đem ngươi làm gì, chỉ bất quá chỉ là muốn cho ngươi thay ta truyền bức thư, ngượng một chút cái kia cuồng vọng tự đại Trấn Thiên Đế Vương Long mà thôi. Trác Phàm nhẹ nhàng phất phất tay, nhạt cười ra tiếng. Lưu Nhất Chân ria mép khẽ run, trên mặt biến ảo không ngừng, chỉ là nhìn lấy Trác Phàm cái kia lạnh nhạt nụ cười, lại là nhìn không ra mảy may manh mối, trong lòng bất giác càng thêm lo sợ. Tiểu tử này đến tột cùng là lừa dối chính mình, vẫn là thật biết rõ tất cả mọi thứ. Thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng a. Tựa hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm cười lớn một tiếng, ngạo nghễ nói, Lưu đại sư, ta tính khí ngươi coi như không có thấy tận mắt, cũng nên nghe nói qua. Lão tử nếu là muốn giết một người, không cần nhiều như vậy lý do, trực tiếp động thủ là được. Thế nhưng là nói cách khác, nếu là lão tử không muốn động thủ, cho dù người kia thập ác bất xá, cũng sẽ không động đến hắn một cọng tóc gáy. Hiện tại, dù sao lão tử đã sớm đối ngươi sinh nghi, muốn giết lời nói, không cần bất cứ chứng cứ gì, ngươi sớm mất mạng. Thế nhưng là ngươi bây giờ còn sống, vậy liền chứng minh lão tử không muốn giết ngươi, ngươi coi như thừa nhận chính mình là gian tế lại như thế nào. Vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu ai không muốn muốn. Mọi người đều vì chủ, không có gì lớn không. Thái Hiếu Đình hai người kia, ta không phải cũng thả a. Trác Phàm song đồng dạng rỡ tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn Lưu Nhất Chân hai mắt bất động. Lưu Nhất Chân suy nghĩ rất lâu, hồ nghi không chừng, cuối cùng cắn cắn răng một cái, gật gật đầu, thở dài, Trác đại sư quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn, người phi thường so với. Lão Phu thừa nhận, là thụ thần toán tử lãnh vô thường chi mệnh, cố ý tiếp cận Trác đại sư. Hắn không biết từ nơi nào thăm dò được. Lão Phu cùng Trác đại sư có một đoạn bạn cũ, liền để cho ta làm cái này mật thám. Vốn là Lão Phu cũng không nguyện ý, nhưng là không biết sao. Được được, mật thám lý do đều không khác mấy, không phải là bị danh lợi chỗ dụ, chính là bị tình thế bức bách, Lão Tử hoàn toàn lý giải. Còn không đợi hắn nói tiếp, Trác Phàm đã là đưa tay đánh gãy hắn. Lưu Nhất Chân bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, cái này Trác Phàm quả nhiên người phi thường. Trên đời hết thảy đều xem thấu nhìn thấu. Danh lợi chỗ dụ, tình thế bức bách, hai câu này nói dễ, nhưng thế gian lại có bao nhiêu người có thể chạy ra trói buộc đâu. Trác Phàm chăm chú nhìn hắn tiểu tụy khuôn mặt, âm thầm gật đầu, đã chúng ta đã đem lời cũng nói ra, vậy ngươi liền giúp ta cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên truyền một lời đi. Truyền lời, lời gì? Không khỏi sững sờ, Lưu Nhất Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Trác Phàm tác phong làm việc thật đúng là quái dị, người bình thường nếu là bắt đến địch nhân gian tế, còn không lúc này ngàn đao bầm thây. Hắn đổ tốt, chẳng những không để ý chút nào, còn để gian tế trở về cho địch nhân tiện thể nhắn, giống như hai người các ngươi là một đầu một dạng. Điều này không khỏi làm Lưu Nhất Chân cái này trung thực luyện đan sư, càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Khụ khụ khụ, không khỏi vội ho một tiếng, Trác Phàm chỉnh một chút khuôn mặt.
lộ ra một bộ vinh váo tự đắc thần sắc nói, Lưu đại sư. Chờ ngươi gặp Hoàng Phủ Thanh Thiên tiểu tử kia, tựa như cái dạng này nhìn lấy hắn, sau đó mắng to lên tiếng. Một cái kia Hoàng Phủ Tiểu Nhi, người điều trùng tiểu kỹ, người chắc ra ra đã xem thấu hết thảy, thiếu cùng lão tử tới này âm. Chơi cái này âm hiểm mánh khóe, lão tử là ngươi tám đời tổ tông. Gương mặt thình lình run rẩy, Lưu Nhất Chân đột nhiên một đầu mồ hôi, xấu hổ lên tiếng, ách, Trác đại sư, ngài lời nói có thể hay không hơi chút huyền chuyển một chút. Còn có, cái dạng này cũng không cần lại học đi. Nói đùa, Trác Phàm ở chỗ này có thể mắng thống khoái đầm đìa, làm sao phách lối làm sao tới. Nhưng hắn hướng Hoàng Phủ Thanh Thiên truyền lời lúc, cũng có thể mỗi chữ mỗi câu nói như vậy à, trừ phi hắn là không muốn sống. Ha ha ha, tính toán, tùy ngươi vậy, đem ý tứ truyền đến liền tốt. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm cũng không quan tâm, nhưng là sau một khắc, hắn sắc mặt lại là đột nhiên nghiêm một chút, gian cười ra tiếng, có điều, câu nói tiếp theo, ngươi nhưng là một nhất định phải cho ta truyền đến, một câu cũng không thể rơi. Nói, trong tay hắn ánh sáng lóe lên, lúc này liền xuất hiện bốn cái bình sứ, chính là thả giật thần đan cái bình. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Lưu Nhất Chân cả kinh há to mồm. Trác Phàm minh bạch trong lòng của hắn kinh ngạc sự tình, bất giác cười lạnh nói, ngươi nói với hắn, Hoàng Phủ Thanh Thiên, uổng ngươi tự nhận thông minh giảo quyệt, lại thượng không biết ngươi sau cùng một bình giật thần đan, từ lâu rơi vào tay ta. Còn ngông cuồng bố bẫy dập hại ta, thực sự buồn cười buồn cười. Lưu Nhất Chân bất giác nháy mắt mấy cái, nghiêm túc đếm một khắp cái bình. Tuy nhiên chỉ có vừa nhìn thấy ngay bốn cái đếm, nhưng là khó có thể tin đếm một khắp lại một lần. Bởi vì hắn một mực đi theo Trác Phàm bên người, Trác Phàm cũng thỉnh thoảng xuất ra cái này giật thần đan đến tường tận xem xét, cho nên hắn tâm lý rõ ràng, Trác Phàm trong tay hết thảy ba bình giật thần đan, đều là theo Hoàng Phủ Thanh Thiên trong tay đoạt đến, từ đâu tới thứ tư bình. Chẳng lẽ nói, đúng như Trác Phàm nói, là lại cướp tới một bình. Nghĩ tới đây, Lưu Nhất Chân bất giác quá sợ hãi, kinh ngạc lên tiếng, Trác đại sư, cái này thứ tư bình cũng là theo Hoàng Phủ Thanh Thiên chỗ đó cướp tới, vậy tại sao còn phải truyền tin tức này? Xuyệt, một cái đầu ngón tay đặt ở bên miệng, làm ra một cái im lặng thủ thế, Trác Phàm cười thần bí nói, cái này sau cùng một bình không phải cướp tới, là trộm được, hắn chả bị mơ mơ màng màng. Hoàng Phủ Thanh Thiên biết ta bản sự, người nói cho hắn biết, hắn tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Còn có, ghi lại cái kia thẹn quá hóa giận bộ dáng, lần sau gặp mặt, lại nói cho ta biết, để lão tử cũng thoải mái một chút, hắc hắc hắc. Ánh mắt bất giác chớp chớp, Lưu Nhất Chân trong lòng một trận thổn thức. Hoàng Phủ Thanh Thiên là như thế nào quái vật đáng sợ, bọn họ đều trong lòng không sai, chẳng lẽ liền Trác Phàm trộm hắn giật thần đan, đều tia không biết chút nào sao. Đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Thế nhưng là nhìn Trác Phàm cái kia đắc ý bộ dáng, lại không giống như là giả. Hắn hôm nay để cho mình đem lời này truyền trở về, tựa như chính là vì cố ý nhục nhã một chút Hoàng Phủ Thanh Thiên. Như vậy nhìn như vậy đến, thì thật không phải giả. Trác Phàm vậy mà thần không biết quỷ không hay, đem Hoàng Phủ Thanh Thiên dùng đến câu cái kia bình giật thần đan, cho trộm trở về. Sau đó thật sâu hít một hơi, Lưu Nhất Chân một mặt nghiêm túc, hướng Trác Phàm cung kính cúi đầu, Trác đại sư thật sự là thật bản lãnh a, có thể làm việc người khác không thể làm. Lão hủ nhất định đem Trác đại sư lời nói đưa đến, chỉ bất quá ngôn từ phía trên, có thể sẽ không giống ngài như vậy chua cay. Lý giải, ý tứ đưa đến là đủ. Đoán chừng khi đó, hắn sẽ bị tức hộc máu a, ha ha ha. Trác Phàm cười lớn một tiếng, không sai gật đầu. Lưu Nhất Chân khẽ vuốt cằm, liền muốn xuất phát, chỉ là không có đi hai bước, lại dừng lại, quay đầu hỏi, Trác đại sư, lão hủ còn có một chuyện thỉnh giáo, có thể hay không cáo chi? Nói, ách, ngài là từ khi nào chỗ nào, bắt đầu hoài nghi lão phu. Lưu Nhất Chân nghi ngờ nói. Khóe miệng xẹt qua một đạo khinh miệt nụ cười, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, tại Thú Vương Sơn lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, liền đã hoài nghi. Nhanh như vậy, Lưu Nhất Chân sững sờ, cả kinh nói, trong mắt tràn đầy mê vẻ nghi hoặc. Hồi nhớ ngày đó, hắn cũng không nhớ rõ chỗ nào lộ sơ hở a. Bật cười lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, đệ nhất, ta xưa nay không tin tưởng cơ duyên xảo hợp loại vật này, chúng ta tại Thú Vương Sơn tiến hành bách gia tranh minh.
đúng lúc gặp phải ngươi lão nhi này lên núi hái thuốc, bản thân thì rất quỷ dị. Đại khái ngươi là thông qua Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ chữ vật giới chỉ, bị mang đến đi. Thứ hai, ta đáp ứng thu ngươi làm đồ lúc, ngươi cho ta phản ứng chỉ có kính nể, lại không có kinh hỉ. Cái này cùng ngươi trước kia nóng lòng bái nhập ta môn hạ lúc bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Lúc đó ta thì nhìn ra manh mối, mà lại ngươi vì bái nhập ta môn hạ, mà tương trợ Lạc Gia lý do, cũng không thành lập. Nghĩ như thế, người lão nhi này tiếp cận Lạc Gia động cơ, không cần nói cũng biết đi. Thật sâu nhìn lấy Trác Phàm lạnh nhạt khuôn mặt, Lưu Nhất Chân giật mình nửa ngày, mới bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, ai, lão hủ cái này mật thám làm đến thật đúng là thất bại cùng cực, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu đã bại lộ. Chỉ là Trác đại sư vì sao còn muốn đem ta mang theo trên người, không đem ta trừ rơi. Đương nhiên là vì giải Hoàng Phủ Thanh Thiên động tĩnh. Trác Phàm lông mày nhíu lại, cười nhạo tiếng nói, thực ngươi mỗi một điều truyền tin ngọc giản, ta đều lấy ra nhìn qua, đại khái cũng là báo cáo nhân số chúng ta, vị trí, còn có nhân viên chủ yếu. Cứ như vậy, Hoàng Phủ Thanh Thiên đại khái muốn làm gì, ta cũng liền rõ ràng cái đại khái, có thể là muốn động bên cạnh ta người đi. Ra mặt nhìn không được co lại, Lưu Nhất Chân nghe được lời này càng là thẹn đến muốn chui xuống đất. Hắn cái này mật thám làm đến không chỉ có thất bại, quả thực cũng là sỉ nhục. Chẳng những không mang về cái gì có ích có giá trị tình báo, ngược lại bị đối phương sử dụng, tiết lộ chủ tử ý đồ. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Nhất Chân mặt mũi liền tóc đỏ nóng, khổ cười ra tiếng, ai, Trác đại sư thật sự là tâm tư thâm trầm, thường nhân khó gãy, khó trách lần này hội làm cho cái kia thần toán tử lãnh vô thường tự mình xuất thủ. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Nhất Chân liền cũng không quay đầu lại bay đi, chỉ là Trác Phàm không khỏi sững sờ, hắn theo chưa bao giờ nghĩ đến, cái này tất cả mọi thứ không phải Hoàng Phủ Thanh Thiên âm mưu, mà chính là lãnh vô thường tính kế. Nếu thật là như thế tới nói, vậy hắn cũng phải mau chóng hành động. Nghĩ như vậy, Trác Phàm nhảy lên phi lên, chăm chú cùng sau lưng Lưu Nhất Chân, không cho hắn phát hiện, theo đuôi mà đi. Đại khái sau một ngày, một đạo lưu quang đối diện bay tới. Trác Phàm khẽ vươn tay tiếp được, lại là một cái truyền tin ngọc giản, thần thức dò vào xem, chỉ thấy lên viết tám có chữ đại, tiểu binh trở về, Long Vương an tường. Quả là thế, những cái kia trận môn bản đồ phân bố, thật sự là bẫy dập. Khóe miệng xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, Trác Phàm đồng dạng xuất ra ba đạo truyền tin ngọc giản bay ra, cho Sở Khuynh Thành bọn họ báo tin. Sau đó lại nhìn một chút ngọc giản trong tay. Trác Phàm thầm khen một tiếng, làm tốt lắm. Liền lại tiếp tục hướng phía trước bay đi, theo sát Lưu Nhất Chân sau lưng. Thực hắn thả Thái Hiếu Đình hai người trở về, cũng không phải là cái gì hảo tâm, hoặc là như hắn nói tới giống như vậy không thèm để ý, mà là muốn bằng vào bọn hắn hai người trở về, nhìn một chút Hoàng Phủ Thanh Thiên phản ứng. Nếu là Hoàng Phủ Thanh Thiên nổi trận lôi đình, như vậy bọn họ hướng ba cái trận môn xuất phát lộ tuyến, liền sẽ an toàn hơn rất nhiều. Như Hoàng Phủ Thanh Thiên cũng không trách cứ hai người, vậy liền như hắn suy nghĩ đồng dạng, cái này tất cả mọi thứ đều là bẫy dập, nhất định phải để ba đội nhân mã mau chóng cải biến lộ tuyến. Mà cái này truyền tin người, chính là Trác Phàm đặt ở Hoàng Phủ Thanh Thiên bên người mật thám. Căn này chiến tranh tình báo, Trác Phàm cũng là kẻ già đời, không chút nào tại lãnh vô thường những thứ này âm mưu ra phía dưới. Có thể nói, song phương chẳng những tại bên ngoài so đấu thực lực, trong bóng tối cũng đang tiến hành vô gian đạo đọ sức. Hưu, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng Lâm Toàn Phong hai người, chính chỉ huy một đội nhân mã hướng xuống đất hình trận môn phương hướng tiến lên, lại bỗng nhiên trì trệ, quay đầu nhìn qua. Tiếng xé gió vang, hắc ảnh rơi xuống, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn lấy người trước mặt, bất giác mi đầu lắc một cái, quát lạnh lên tiếng, Lưu Nhất Chân. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại này, không phải để ngươi đi theo Trác Phàm bên người sao? Chẳng lẽ nói? Mặt hiện lên một trận đắng chát, Lưu Nhất Chân bất đắc dĩ gật gật đầu, khom người nói, khởi bẩm đại công tử, lão hủ bị phát hiện. Cái gì, phát hiện, vậy ngươi còn có thể sống được trở về? Giữa lông mày bất giác nhẹ nhàng nhăn lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên cùng bên cạnh Lâm Toàn Phong liếc nhìn nhau, đều là nổi lên vẻ ngờ vực, cái này Trác Phàm luôn luôn thủ đoạn độc ác. Nhưng là bây giờ Thái Hiếu Đình như thế, liền Lưu Nhất Chân cũng giống vậy, hai nhóm thám tử thế mà đều bị không đau không ngứa thả lại đến, làm cái quỷ gì? Lắc đầu ai thán một tiếng,
Lưu Nhất Chân trong lòng phát lạnh, nhìn hai cái vị này ý tứ, là căn bản không nghĩ lấy để hắn trở về a. Xem ra đánh ngay từ đầu, chính là muốn đem hắn vứt bỏ ý nghĩ, thực sự khiến người ta cười chê. Nhưng là không có cách, ai bảo hắn lên đầu này thuyền giặc đây, đành phải đi theo đám bọn hắn cùng đi xuống đi. Thật sâu hút khẩu khí, Lưu Nhất Chân khom người cúi đầu, nghiêm nghị nói, khởi bẩm đại công tử, Trác Phàm thả ta khi trở về, để lão hủ cho đại công tử chuyển lời. Lời gì, nói, lông mày nhíu lại, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng. Trầm ngâm một chút, Lưu Nhất Chân cân nhắc một chút nói, Trác Phàm để lão hủ truyền ngôn, cáo chi đại công tử, ngài mưu kế hắn đã nhìn thấu, gọi ngài không cần lại phí tâm tư. Chỉ có câu này, mà lại, lấy hắn kiệt ngao, cái này không giống như là hắn nguyên thoại đi. Khinh thường nhẹ hừ một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh nói. Lần nữa cung kính bái bai, Lưu Nhất Chân đàng hoàng nói, như đại công tử sở liệu, cái này xác thực không phải hắn nguyên thoại. Chỉ là hắn nguyên thoại thực sự thô bỉ, sợ bẩn đại công tử lỗ tai, lão hủ hơi thêm cải thiện, nhưng nguyên ý đại khái như thế. Ha ha ha, ngươi là sợ bổn công tử dẫn lây sang ngươi, mới làm như thế đi. Không khỏi cười lớn một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên lòng mang đại sướng, dường như hết thảy không sai tại ngực, bất quá dạng này cũng tốt, bổn công tử cũng không nguyện ý nghe cái kia ô môn uế ngữ. Chỉ có thể cười hắn tự cho là thông minh, tự cho là xem thấu hết thảy, ai không biết y nguyên chỗ trong sương mù. Hai người nghe được không hiểu, nhưng gặp Hoàng Phủ Thanh Thiên cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng, cũng không dám lắm miệng hỏi thăm, chỉ là giữ im lặng. Có điều rất nhanh, Lưu Nhất Chân liền lại dường như nghĩ đến cái gì chuyện khẩn yếu giống như, khom người nói, khởi bẩm đại công tử, Trác Phàm còn có một chuyện muốn lão hủ hướng ngài tiện thể nhắn. Bổn công tử không nguyện ý nghe, đoán chừng lại là cái gì tự biên tự diễn chi ngôn, muốn nhiễu loạn bổn công tử tâm trí, liền từ hắn ở nơi đó ý dâm đi thôi. Hoàng Phủ Thanh Thiên khoát khoát tay, khinh thường hừ lạnh nói. Lưu Nhất Chân lại liền ôm quyền, vội vàng nói, đại công tử, tuy nói lấy Trác Phàm chi ý, thật có nhục nhã đại công tử chi ngại, nhưng là tình báo này, lại vạn phần khẩn cấp a. Ồ, mi đầu bất giác khẽ nhúc nhích, Hoàng Phủ Thanh Thiên sắc mặt lần nữa nghiêm túc lên, đạm mạc lên tiếng, nói. Khởi bẩm đại công tử, ngài dùng đến dẫn dụ hắn thứ tư bình giật thần đan, hắn sớm đã đắc thủ, còn mở miệng mỉa mai ngài hiện tại còn bị mơ mơ màng màng. Thế mà, Lưu Nhất Chân lời còn chưa nói hết, Lâm Toàn Phong đã là không thể tin nói, cái kia không có khả năng, thứ tư bình giật thần đan, đại công tử một mực giao cho bổn công tử bảo quản, làm sao có thể sẽ rơi vào hắn tay. Lâm công tử bớt giận, vốn là lão hủ cũng không tin, thế nhưng là hắn thật xuất ra thứ tư bình giật thần đan, tại lão hủ trước mặt khoe khoang một phen, đây là một đường lên lão hủ đều chưa thấy qua. Mà lại hắn còn nói, hắn bản lãnh lớn công tử các ngươi đều biết, tự nhiên minh bạch hết thảy. Lưu Nhất Chân lúng túng chép chép miệng, vội vã giải thích nói. Hoàng Phủ Thanh Thiên ánh mắt híp lại, trong lòng hồ nghi, Lâm Toàn Phong lại là không khỏi khẩn trương, trong mắt ngưng tụ, cả kinh nói, chẳng lẽ nói, lại bị hắn cái kia quỷ dị thần thông cho trộm đi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Toàn Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, trong tay ánh sáng lóe lên, liền xuất hiện một cái bình sứ, chính là cái kia giật thần đan. Nhìn thấy cái này, Lâm Toàn Phong mới thở dài ra một hơi, cười to lên, ha ha ha. Tiểu tử kia cũng là tại hù chúng ta, cái này giật thần đan không cũng còn tốt đầu đầu tại chúng ta chi thủ sao. Thế nhưng là, Hoàng Phủ Thanh Thiên tại suy nghĩ sau một lúc, lại là trong mắt ngưng tụ, quá sợ hãi, kêu lên, đần độn, ai để ngươi lấy ra, nhanh thu lại. Lâm Toàn Phong sững sờ, còn không kịp phản ứng, hưu một tiếng, trong tay hắn cái bình đã là nhất thời biến mất tung ảnh. Trác, Trác Phàm, trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Lâm Toàn Phong run rẩy một miệng môi dưới, kêu lên sợ hãi, tựa hồ liền đầu lưỡi đến cứng cả lại. Giờ này khắc này, cách đó không xa trong rừng cây, mới truyền ra Trác Phàm đắc ý tiếng cười to, ha ha ha. Đa tạ Hoàng Phủ công tử lần nữa ban thuốc, tại hạ thì từ chối thì bất kính. Lâm Toàn Phong bất giác nháy mắt mấy cái, cứng ngắc thân thể, tựa hồ vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, Lưu Nhất Chân cũng là thoáng cái ngây người. Chẳng lẽ Trác Phàm là theo chân hắn đến? Chỉ có Hoàng Phủ Thanh Thiên bất đắc dĩ, khẽ vỗ đầu, thở dài lên tiếng, ai, một lũ ngu ngốc,
cái này căn bản là Trác Phàm dẫn xà xuất động kế sách. Vốn là hắn còn không biết bình này giật thần đan ở nơi nào, các ngươi ngược lại tốt, đem đan dược này bày ở trước mặt hắn, không chờ hắn trộm đi, chờ cái gì. Trong mắt bất giác sáng lên, Lâm Toàn Phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía trước mắt Lưu Nhất Chân giận dữ nói, ngươi nhà tên phản đồ, dám cùng cái kia Trác Phàm, trộm ta đan dược, nhìn bổn công tử không chặt ngươi. Lâm công tử bớt giận, ta chỉ là truyền lời, cái gì cũng không biết a. Giờ này khắc này, Lưu Nhất Chân dọa đến sắp khóc đi ra. Vốn là hắn chỉ cho là Trác Phàm bất quá để hắn truyền một lời, tựa như hắn nói tới như thế, nhục nhã một chút Hoàng Phủ Thanh Thiên hai người mà thôi, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, thế mà còn có như thế một cái âm hiểm mưu kế ở bên trong, làm hại hắn cũng theo mang tiếng oan. Hiện tại hai người tức giận, bắt không được Trác Phàm, còn không phải lấy trước hắn chút giận. Hắn thật sự là chết oan, nhảy xuống Hoàng Hà đều tẩy không rõ cái nào. Vốn là hắn là Hoàng Phủ Thanh Thiên bọn họ phái đi thám tử, bây giờ lại là muốn chết tại Hoàng Phủ Thanh Thiên trong tay bọn họ, thật sự là hai mặt không phải người, chết đều không người đáng thương. Hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được Trác Phàm tàn nhẫn, Trác Phàm không phải thật sự buông tha hắn, mà chính là muốn hắn hai mặt lưng cõng phản đồ tên chết oan, thật sự là âm độc cùng cực. Bất quá, còn không đợi Lâm Toàn Phong động thủ, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã là nhẹ nhàng khoát tay, thản nhiên nói, dừng tay, cái này không liên quan hắn, hắn cũng là bị lợi dụng. Đại công tử anh minh, Lưu Nhất Chân vội vàng liên tục thở dài, lướt qua trên đầu mồ hôi lạnh. Nhưng là Hoàng Phủ Thanh Thiên nhưng lại không có liếc hắn một cái, chỉ là chăm chú nhìn thanh âm truyền đến mảnh rừng cây kia ở giữa, lạnh lùng nói, đã tới đây, không ngại đi ra một lần. Ha ha ha, lão tử theo ngươi có cái gì tốt tự, bất quá đã ngươi khăng khăng như thế, lão tử thì đi ra gặp ngươi một mặt, nhìn xem ngươi sắp thành lại bại khóc tang mặt. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm đẩy ra rừng cây, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Mọi người nhất thời sắc mặt run lên, toàn thân cảnh giác, tựa hồ đối với Trác Phàm tương đương e ngại. Dù sao, hắn nhưng là cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên nổi danh trùng thiên ma long a. Người, có vẻ như đều bị lão tử sợ mất mật a. Trác Phàm chỉ mọi người, mỉa mai cười ra tiếng. Chúng người giận dữ, lại là không người nào dám bác bỏ. Hoàng Phủ Thanh Thiên cười lạnh, không chút nào giận, ngược lại một mặt khinh miệt nói, Trác Phàm, thế gian có câu nói, đưa người thích hợp nhất. Chớ trang bức gặp sét đánh. Ha ha ha, lão tử trang bức cả đời, chưa bao giờ ngộ lôi, lại là không biết bị bổ là tư vị gì, cũng rất muốn nếm thử. Trác Phàm cười lớn một tiếng, tà dị nói. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Hoàng Phủ Thanh Thiên khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười quỷ dị, ta nghĩ, rất nhanh ngươi liền sẽ nếm đến. Trong mắt bất giác co lại, Trác Phàm chăm chú nhìn Hoàng Phủ Thanh Thiên hai mắt, nhưng trong lòng thì bất giác phát lên một cỗ ẩn ẩn bất an tới. Đối Trác Phàm, ngươi lấy ra lửa bịp Lưu lão đầu cái kia bình đan dược, hẳn là ngươi lúc trước tìm đến giật thần đan, lại là một mực cất giấu, chưa bao giờ xuất ra qua đi. Cho nên Lưu lão đầu nhìn thấy bốn bình giật thần đan, mới có thể nghĩ lầm ngươi thật từ ta chỗ này trộm đi thứ tư bình, lên ngươi làm. Không phải vậy, hắn là đoạn không dám ở trước mặt ta nói dối. Hoàng Phủ Thanh Thiên khóe miệng xẹt qua vẻ đắc ý đường cong, dường như đã xem thấu hết thảy. Trác Phàm lông mày nhíu lại, không sai gật đầu cười nói, Hoàng Phủ công tử không ngốc a, thế mà thoáng cái liền nghĩ đến Trung Nguyên Tử, xem ra cũng không phải là cái tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản võ phu đi. Ha ha ha, tại hạ vốn là thiên mệnh sở quy vương giả, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nhưng nói đúng sự thật nói, cái này muốn trong nháy mắt xem thấu, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bổn công tử sở dĩ có thể minh bạch, hoàn toàn là bởi vì ngươi một chuyện khác nhắc nhở ta. Trong mắt lóe lên dạng dỡ tinh quang, Hoàng Phủ Thanh Thiên nhìn về phía Trác Phàm cười tà dị nói, Trác Phàm, trên tay ngươi còn không có hai thanh thủy hình trận chìa khóa cửa, cũng không có cho người khác nhìn sao. Thân thể lạnh không khỏi bỗng nhiên lắc một cái, Trác Phàm quá sợ hãi, ngươi. Ngươi sao lại thế, chẳng lẽ? Không tệ, cái kia hai cái chìa khóa cũng là bổn công tử phái người, ném tới ngươi cùng Lạc Vân Hải cái kia đoàn người ven đường, bổn công tử không tin tưởng các ngươi hội không tìm được. Thế nhưng là căn cứ Lưu Nhất Chân hồi báo, các ngươi tại cùng Sở Khuynh Thành bọn họ tụ hợp lúc,
lại căn bản không có đề cập. Vậy liền chứng minh, cái này hai cái chìa khóa bị ngươi giấu đi, phải làm vì quan trọng đồ vật, sau cùng sử dụng. Ngươi từng nói qua chúng ta đều là giống nhau người, quan trọng át chủ bài đều sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài. Ha ha ha, bất quá đáng tiếc, ngươi cái kia hai tấm bài đều là ta phát cho ngươi. Thân thể nhịn không được lại run run, Trác Phàm trong mắt lần thứ nhất xuất hiện vẻ hoảng sợ, tựa hồ nghĩ đến cái gì giống như, trên trán đã là mồ hôi lạnh đầm đìa. Nhìn lấy đây hết thảy, Hoàng Phủ Thanh Thiên trong mắt hơi híp, trong lòng sinh ra từ lúc chào đời tới nay lớn nhất khoái cảm, hung ác ngược mạnh nhất đối thủ khoái cảm, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Lãnh tiên sinh nói, binh pháp cảnh giới tối cao, chính là ứng thế dẫn dắt. Không phải để cho địch nhân rơi vào chính mình bẫy dập đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn khống chế địch nhân hành động hình thức, để bọn hắn ấn chính mình ý đồ hành sự. Thực Trác Phàm, từ khi ngươi cùng Lạc Vân Hải bọn họ gặp mặt về sau, chỗ đi hết thảy đường, làm được tất cả sự tình, đều là bổn công tử sớm an bài tốt. Bao quát cùng ngươi rất nhiều đại chiến, tuy nói ngươi những cái kia thần thông, bổn công tử xác thực rất đau đầu, cũng bắt ngươi không có cách nào. Bất quá, để ngươi nhiều lần chiến thắng, cũng là tại bổn công tử trong kế hoạch. Mục đích chính là vì đề cao ngươi tại bọn họ trong lòng địa vị, lấy được đã nói là làm quyền lãnh đạo. Dạng này ngươi mới có thể tiếp tục dựa theo bổn công tử vì ngươi cửa hàng đường đi xuống, thân thủ đem bọn hắn mang đến địa ngục. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, ngươi tại Bách Gia Tranh Minh đoạn đường này đến, đi được quá thuận sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy thực lực ngươi thật đã đến, có thể lấy một người đến vạn người, cứu vãn tất cả mọi người tại trong nước lửa cấp độ. Hừ hừ, ngươi lần này bại, là thua ở tự đại lên, thì như huyết sát bãi nhất chiến. Ngươi phàm là suy nghĩ một phen, liền có thể nghĩ đến, lúc đó bổn công tử không xuất toàn lực đối chiến, là thật cuồng ngạo tự đại đến tự cho là có thể đem các ngươi một mẻ hốt gọn, mới có nhàn hạ thoải mái trêu đùa ngươi sao. Ha ha ha, bất quá tưới nước mà thôi. Trong mắt bất giác bỗng nhiên ngưng tụ, Trác Phàm thân thể run rẩy, liên tục lui về phía sau ba bước, tiếp lấy không nói hai lời, đột nhiên bay về phía không trung, hướng ba đội xuất phát phương hướng bay đi. Thua, triệt để thua. Trác Phàm trong lòng hò hét, trên mặt hiện ra xưa nay chưa từng có vẻ kinh hoàng. Chỉ có Hoàng Phủ Thanh Thiên một người, nhìn lấy không trung cái kia đạo lôi mang lóe lên liền biến mất, mặt mũi bất giác lộ ra nụ cười dữ tợn. Trác Phàm, lần này ngươi là chân chính thất bại thảm hại. Vân Long thành thủy hình trấn quốc thạch trước, tất cả mọi người tụ tập ở nơi đó, chăm chú nhìn bên trong động tĩnh. Ngay tại ba ngày trước, mọi người tinh tường nhìn đến, U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ hai người mang theo gần vạn người đi tới nơi này. Ngay từ đầu, mọi người còn cho là bọn họ là tìm tới thủy hình trận môn hai cái chìa khóa, muốn từ nơi này trở về. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi là, bọn họ vẫn chưa tới gần trận môn một bước, ngược lại là tại trận môn cách đó không xa bắt đầu bố trí trận thức, mai phục thủ hạ, phảng phất muốn đánh phục kích. Nhưng là liên tiếp ba ngày trôi qua, lại mảy may không có bất cứ động tĩnh gì. Mọi người cứ như vậy một mực nhìn chằm chằm, riêng là Mỗ Mỗ Sở Bích Quân cùng Tiềm Long Các Long Giật Phi bọn người, trong lòng càng là ẩn ẩn bất an. Bọn họ làm như thế, rất rõ ràng là nhằm vào Sở Khuynh Thành bọn họ, thế nhưng là Sở Khuynh Thành bọn họ thật dễ dàng như vậy rơi vào trong cạm bẫy sao. Mỗ Mỗ bọn người không rõ Thú Vương Sơn chỗ đó tình hình, trong lòng càng thêm không có một tia lực lượng. Mì đầu cũng là chăm chú nhăn thành một cái vấn đề. Trong lòng ngóng trông những tiểu tử kia, tuyệt đối đừng rơi vào bẫy dập. Đế vương môn mọi người thấy đây hết thảy, lại là lộ ra không hiểu ý cười. Môn chủ, xem ra đại công tử bọn họ đã đi đến một bước cuối cùng. Thần toán tử Lãnh Vô Thường vuốt khẽ tròm râu, trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo tinh quang, khóe miệng xẹt qua một đạo tự ngạo nụ cười nói. Hoàng Phủ Thiên Nguyên khẽ gật đầu. Cười khẽ một tiếng, Lãnh tiên sinh thần cơ diệu toán, đối với lần này trừ ác một chuyện, bản môn chủ chưa từng chút nào hoài nghi. Chỉ cần Lãnh tiên sinh xuất thủ, cái kia tiểu ác ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Môn chủ quá khen, tuy nói lão phu cho đại công tử 10 đầu kế sách, khiến theo kế hoạch mà làm. Nhưng cũng muốn đại công tử thiên tư thông minh, tùy cơ ứng biến mới có thể, Vô Thường thực sự không dám tham phía dưới toàn bộ công lao. Lãnh Vô Thường hơi cúi người. Khiêm tốn nói. Khóe miệng xẹt qua một đạo kỳ dị nụ cười, Hoàng Phủ Thiên Nguyên đạm mạc lên tiếng, không,
Lãnh tiên sinh làm cư công đầu. Nếu là Lãnh tiên sinh tự thân xuất mã, đoán chừng hành động còn muốn càng mau lẹ rất nhiều. Mi đầu bất giác run run, Lãnh Vô Thường thật sâu liếc hắn một cái, cười nhẹ gật gật đầu. Hắn hiện tại đã nghe ra Hoàng Phủ Thiên Nguyên đối với hắn đứa con trai này bất mãn, nghĩ đến là sợ hắn dùng cái này chi công, đoạt gia chủ chi vị, cho nên sớm đem công lao nhiều chuyển đến hắn Lãnh Vô Thường trên thân một chút, tận khả năng suy yếu Hoàng Phủ Thanh Thiên trên thân công huân. Ai, đây chính là đế vương gia môn a, liền hai cha con đều muốn minh tranh ám đấu, tranh quyền đoạt lợi. Lãnh Vô Thường cười khẽ lắc đầu, trong lòng một trận cười nhạo. Lãnh tiên sinh, người xác định có thể bằng cái này không quan trọng vạn người, bắt được cái kia Trác Phàm sao? Đột nhiên, một đạo rằng giặc cười nhạt truyền vào bọn họ trong tai, Lãnh Vô Thường quay đầu nhìn qua, đã thấy chẳng biết lúc nào, Gia Cát Trường Phong đã là mang theo Âm Dương Song Lão cùng bọn hắn sóng vai đứng chung một chỗ, khóe môi nhếch lên thần bí đường cong. Trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. Lãnh Vô Thường chậm rãi lắc đầu, khiêm cung nói, tiểu khả điêu trùng tiểu kỹ, không dám ở thừa tướng đại nhân trước mặt khoe khoang. Bất quá, cái này phục kích chi trận, chủ nếu không phải đối phó Trác Phàm. Ồ, lông mày nhíu lại, Gia Cát Trường Phong trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, thì thào lên tiếng, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Gia Cát thừa tướng cao kiến, đúng là như thế. Lãnh Vô Thường cười gật đầu nói, thường nói. Muốn khiến diệt vong, trước phải khiến điên cuồng. Trác Phàm chi lợi hại, không chỉ có tại hắn rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, còn tại ở xảo trá âm hiểm hay thay đổi. Như là không thể khiến đánh mất lý trí, nói câu bất kính chi ngôn, cho dù hai người chúng ta cộng đồng bố trí xuống thiên la địa võng, cũng bắt không được hắn một sợi lông. Há, xem ra Lãnh tiên sinh là đã bắt đến hắn nhược điểm chí mạng, nếu không cũng sẽ không như thế đã tính trước nói ra lần này khẳng khái ngôn từ. Mi đầu hơi nhíu, Gia Cát Trường Phong cười khẽ một tiếng, như vậy người này đến tột cùng là ai? Lạc gia thiếu chủ Lạc Vân Hải, vẫn là. Cười lắc đầu, Lãnh Vô Thường trên mặt lộ ra một bộ vẻ thần bí, Gia Cát thừa tướng, ngài tiếp lấy nhìn xuống liền biết rõ. Chỉ sợ liền ngài cũng sẽ không nghĩ tới, hắn chỗ chí mạng, lại là hắn. Thật sâu liếc hắn một cái, Gia Cát Trường Phong cười to lên, ha ha ha. Lãnh tiên sinh thế mà còn cùng lão phu bán lên cái nút. Tốt, vậy lão phu thì nhìn xem, ai có thể khiến vị này quát tháo phong vân tiểu ác ma, triệt để đánh mất lý trí đi. Lãnh Vô Thường khẽ gật đầu, cười tiếp tục xem hướng thủy hình trấn quốc thạch trước. Đúng lúc này, cả đám ảnh chậm rãi xuất hiện tại cái kia trấn quốc thạch bên trong hình ảnh lên. Mỗ mỗ cùng Long Giật Phi bọn họ gặp này, trong mắt nhìn không được co rụt lại, trong lòng bất giác siết chặt. Trong lòng bàn tay trong nháy mắt tràn ngập mồ hôi lạnh. Muốn còn lớn tiếng hơn hô hoán, nhắc nhở bọn họ, nhưng cũng không thành. Đây là đơn hướng truyền tống trận, bọn họ thanh âm căn bản truyền không qua. Mà Lãnh Vô Thường cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên chờ một đám đế vương môn cao tầng, thì là lộ ra gian tà nụ cười, không sai gật đầu. Đám này tiểu quỷ, rốt cục đến. Xa xa nhìn lại, người đến là hai đội nhân mã. Chính là Kiếm Hầu Phủ Tạ Thiên Thương một đội cùng Tiềm Long Các Long Hành Vân một đội. So với Sở Khuynh Thành cái kia đội, bọn họ ngược lại là tới hơi sớm, còn đụng vào nhau. Ai, thật không biết Trác Phàm đem chúng ta đều khai ra tới nơi này, là có ý gì, trắng trắng chạy nhiều như vậy chặng đường oan uổng. Tạ Thiên Dương trong miệng ngậm một mảnh lá cây, vừa đi vừa buồn bực ngán ngẩm gầy đầy lấy bên cạnh bụi cỏ, trên mặt tràn đầy bất mãn chi sắc. Long Hành Vân nghe đến, bất giác cười to lên, gật gù đắc ý nói, Tạ nhị công tử cái này có chỗ không biết, cái gọi là binh pháp chi đạo, thật cũng như giả, giả cũng như thật. Nghĩ đến Trác huynh để cho chúng ta lao tới cái kia ba khối trận môn chỗ, chỉ là điệu hổ ly sơn, nửa đường thay đổi đường, chạy tới nơi này mới thật sự là mục đích. Đúng vậy a, Thiên Dương ca, người phải thật tốt cùng Trác đại ca học tập lấy một chút, hiện tại liền hắn đều so ngươi thấy rõ ràng. Lúc này, Tiết Ngưng Hương nhất chỉ Long Hành Vân, cũng thêm vào đối Tạ Thiên Dương huấn đạo bên trong. Tạ Thiên Dương khinh thường bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Trong lòng thầm giận, giống như Trác Phàm nói hết thảy đều là chân lý một dạng. Long Hành Vân nghe đến Tiết Ngưng Hương thuyết pháp như vậy, vốn đang một mặt tự đắc, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, khí tức trì trệ, da mặt nhìn không được run rẩy.
Tiểu nha đầu này còn thật sẽ không nói chuyện, cái gì gọi là liền hắn đều hiểu, chẳng lẽ bổn công tử bình thường như cái bất học vô thuật người, xem ra kém như vậy sao? Thế nhưng là, không chờ bọn họ tiếp tục dưới lý luận đi, một đạo kinh hô đã là vang lên. Long quỳ chỉ về đằng trước khối kia rạng rỡ phát sáng thủy hình trận môn, hét to lớn tiếng, chúng ta đến, nơi này thật có thủy hình trận môn, tấm kia trận môn bản đồ phân bố không có sai. Ánh mắt không khỏi sáng lên, mọi người lại không để ý tới lý luận, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía chỗ đó, nhanh chân hướng về phía trước chạy tới. Ha ha ha, nơi này quả nhiên có thủy hình trận môn, xem ra chắc huynh an bài quả coi như không tệ a. Long Hành Vân không khỏi cười lớn một tiếng, mang người hướng trận môn chạy như điên. Tạ Thiên Dương lại là khinh thường bĩu môi, chúng ta lại không có thủy hình trận chìa khóa cửa, coi như tìm tới trận môn, lại có cái gì giá trị phải cao hứng. Đần độn, đã chắc huynh để cho chúng ta đến nơi đây, mà không phải hắn địa phương nào, cái kia trong tay hắn thì khẳng định có chìa khóa, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Long Hành Vân đoán chừng cảm động, cũng không để ý thân phận đối phương, trực tiếp mắng to một tiếng. Tạ Thiên Dương bất giác khí trệ, trong lòng thầm giận, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này, Tiết Ngưng Hương cũng là không nhìn tình thế, trong lúc vô tình lại tại cái này đại hỏa lên tưới một bầu dầu, cười nói, đúng vậy a, đần độn, ngươi làm sao không động não, Trác đại ca làm sao có thể vô duyên vô cớ để cho chúng ta tới nơi này. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nhảy một chút, Tạ Thiên Dương lửa giận trong lòng liền bị nhen lửa, song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Vì sao người khác đều một mực tôn sùng Trác Phàm, lại đối với hắn lời nói từ chối cho ý kiến. Người khác cũng coi như, thế nhưng là hắn quan tâm nhất Ngưng Nhi, cũng là như thế, cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều tiếp nhận không. Đối đã từng nghịch cảnh huynh đệ Trác Phàm, trong lòng vậy mà cũng phát lên tia tia hận ý. Chỉ là điểm này, tại chỗ không có người ý thức được. Thủy hình trấn quốc thạch trước mặt, mỗ mỗ đám người đã không sai khẩn trương trái tim đều muốn dừng lại, toàn thân run rẩy, trong lòng một trận hò hét, không được qua đây, không muốn. Đây là bẫy dập. Biết rõ nơi này có nguy hiểm, chính mình đệ tử tộc người lập tức liền muốn bước vào, lại không thể làm gì, loại kia cảm giác bất lực để trong lòng bọn họ một trận đau đớn, giống như có đao tử ở buồng tim huy động một dạng, máu tươi một chỗ xuống. Lãnh Vô Thường cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn thấy bọn họ từng bước một tới gần, lại là lộ ra vẻ dữ tợn, riêng là nhìn đến bên trong một đạo mảnh mai bóng người lúc, càng là lộ ra khát máu hưng phấn ánh sáng. Thủy hình trận môn bốn phía, U Vũ Sơn cùng Nghiêm Bán Quỷ yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ chạy tới, một mực nhẫn nại bất động, thẳng đến nhìn đến bên trong một nói không buồn không lo bóng người, mới trong mắt chợt lóe sáng, hét lớn, chúng ta đợi người ở bên trong, động thủ. Vừa dứt lời, hai người liền một tiếng hô quát. Bỗng nhiên, một trận vô hình ba động phát ra, chúng người dưới chân đột nhiên một trận ánh sáng phun trào, 36 đạo quang trụ đột nhiên từ dưới chân phát ra, xông thẳng tới chân trời, đem bọn hắn đoàn đoàn vây quanh ở một vòng lớn bên trong. Cùng một thời gian, cái kia trong cột sáng ẩn ẩn xuất hiện một bóng người, trọn vẹn 36 người, lăng không ngồi tại trong cột ánh sáng. Mà cảnh vật chung quanh cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thủy hình trận môn đột nhiên biến mất, mọi người mục đích chỗ có thể đụng chỗ, chỉ có vô tận đầy trời huyết ảnh, thậm chí ngay cả bầu trời đều là đỏ như máu. Bọn họ dường như đột nhiên đi vào một cái thế giới khác, không tại Thú Vương Sơn, càng không tại Thiên Vũ Đế Quốc, thậm chí không tại Đế Vũ Đại Lục. Đây là 36 người liên hợp hỗn trận, trong mắt nhìn không được co lại, Long Hành Vân bất giác quá sợ hãi, kêu lên, hỏng bét, trong chúng ta mai phục. Hắn tâm lý minh bạch, thậm chí cái này bên trong rất nhiều con em đại gia tộc, cũng tương đối rõ ràng. Cái này nhiều người khống chế trận pháp, cùng một người khống chế trận pháp khác biệt, cần sớm thời gian để chuẩn bị. Nói cách khác, đây là sớm có dự mưu phục kích, thậm chí tại bọn họ chạy tới nơi đây trước đó, cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Đây là Trác Phàm phát mệnh lệnh, hắn làm sao có thể đem bọn hắn dẫn vào cái này trong cạm bẫy? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khó có thể tin, không thể tin được đây là thật. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, lại không phải do bọn họ không tin, Trác Phàm một câu, thật để bọn hắn thân hãm nhà tù. Đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Bỗng nhiên,
hét lớn một tiếng vang lên, như thủy triều vạn người đội ngũ liền từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện, hướng bọn họ chém giết tới. Mọi người giật mình, đã là không kịp hiểu rõ bên trong nguyên do, chỉ muốn mau sớm từ nơi này chạy ra. Thế nhưng là, tại cái này khốn trận bên trong, tứ phương đều là huyết ảnh, căn bản không phân rõ được phương hướng, lại từ đâu tới trốn con đường sống có thể nói. Trong lúc nhất thời, chúng người đối mặt cái này ba đào hung dũng tiếng la giết, đã hoàn toàn dọa phát sợ, mặt hướng bọn họ, tựa hồ chỉ có tử vong sát phạt. Đại ca, làm sao bây giờ? Long Quỳ thấy tình thế, bất giác giật mình, vội vã nhìn về phía Long Hành Vân nói. Long Hành Vân cũng là đầu đầy mồ hôi, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy 36 đạo lóa mắt quang trụ phóng lên tận trời, một mặt ngưng trọng, nếu muốn phá vây, tất muốn xông ra cái này khốn trận không thể. Nhưng là cái này tuy chỉ là ba cấp trận thức, lại không phải phổ thông trận thức có thể so sánh. 36 đạo quang trụ hô ứng lẫn nhau liên kết, không thể phá vỡ. Từ nội bộ căn bản là không có cách phá trận, nhất định phải tìm được sinh môn vị trí mới có thể chạy ra. Nghe xong lời ấy, Long Quỳ bọn người càng hiện kinh hãi, lại nhìn về phía cái kia núi kêu biển gầm vạn người đại đội từng tốp theo ngoài trận xông tới, sắc mặt nhất thời một mảnh cho tàn. Cái này đừng nói là tìm khốn trận sinh môn, chỉ là cái này vạn người đội ngũ cũng đủ để đem bọn hắn vây khốn đến chết. Chỉ bất quá, nếu là không có đại trận này chi uy, trong bọn họ, thiên huyền cảnh cao thủ còn có thể có một tia đột phá hy vọng. Nhưng bây giờ, đừng nói là đồng dạng thiên huyền cảnh, thì coi như bọn họ Lục Long Nhất Phượng muốn xông ra trùng vây, cũng là muôn vàn khó khăn. Vừa nghĩ đến đây, mọi người sắc mặt càng thêm âm trầm, có thậm chí đã hiện ý chết. Hừ, không phải liền là tìm ra sinh môn A, cái kia có gì khó khăn. Từng cái thử liền có thể. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh phát ra. Tiếp lấy hắc ảnh đột nhiên lóe, một đạo cô đơn bóng người đột nhiên xâm nhập cái kia đen nghịt địch trong trận. Sau một khắc, nhưng gặp kim quang bốn phía, bay vụt hướng bốn phương tám hướng, sau đó ầm ầm tiếng vang liên tiếp bộc phát ra, nương theo lấy một chuỗi dài tiếng kêu gào lên, mấy chục phần mười bách thi thân thể, vẩy xuống máu tươi bay hướng lên bầu trời, sau đó rơi xuống dĩ nhiên đã chỉ còn chân cụt tay đứt. Liền đầy đủ thi, cũng không có. Xa xa nhìn lại. Chỉ thấy cái kia địch trong trận, một đám vừa mới còn hung thần ác sát đám côn đồ, lúc này lại là từng cái sợ hãi rụt rè, đầy mặt sợ hãi nhìn về phía trung gian một người. Người kia không phải người khác, chính là Kiếm Hầu Phủ Đại Công Tử, võ si Tạ Thiên Thương không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, Tạ Thiên Thương chú kiếm mà đứng, lạnh lẽo trong đôi mắt tinh quang rạng rỡ, giống như hai thanh lợi kiếm bắn ra. Phàm là bị ánh mắt của hắn chỗ nhìn tới người. Đều là như vạn kiếm xuyên tâm giống như, trên thân không lý do một trận nhói nhói, dường như toàn thân trần trụi tại lạnh thấu xương trong gió lạnh một dạng. Lúc này, hắn liền như là một thanh có 102 kỳ kiếm, chỉ là tại đứng nơi đó, liền không có người còn dám ở trước mặt hắn di động mảy may, chỗ đó vào tới địch nhân, cũng tất cả đều bị hắn một người cản tại nguyên chỗ, nửa bước không dám di động. Long Hành Vân song đồng bất giác chớp chớp, trên mặt vui vẻ. Khen lớn lên tiếng, cái này Tạ huynh quả thật không phụ võ si tên, thời điểm then chốt, còn thật đáng tin a. Đó là đương nhiên, ta đại ca từ nhỏ si mê vũ kỹ, ngày đêm tu luyện, từ trước tới giờ không gián đoạn. Nếu không phải ra cái kia hai cái quái vật, ta đại ca tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối không người có thể địch. Tạ Thiên Dương kiêu ngạo mà hiên ngang đầu, một mặt tự đắc. Mọi người nghe được một trận gật đầu, trong lòng âm thầm tán thưởng. Không sai, cái này Tạ Thiên Thương vốn là kiếm đạo bên trong thiên tài khoáng thế, cho dù tại thiên vũ mạnh nhất thiên tài, Lục Long Nhất Phượng bên trong, cũng đủ để xếp ở vị trí thứ hai. Chỉ bất quá Trấn Thiên Đế Vương Long, Hoàng Phủ Thanh Thiên ánh sáng quá mức lóa mắt, về sau lại ra Trác Phàm như thế cái kỳ hoa, mới đưa hắn ánh sáng che giấu. Hiện tại hai người đều không tại này, mọi người quả nhiên là nhìn đến vị này võ si thực lực chân chính. Con người bất giác đi loanh quanh, Long Hành Vân hét lớn một tiếng nói, Tạ huynh, người ở phía trước mở đường, chúng ta theo sát phía sau ngươi. Khóe miệng bất giác nhếch lên, Tạ Thiên Dương nghiêng liếc hắn một cái nói, Long huynh thật sự là khôn khéo a, ta đại ca phía trước mở đường, ngươi ở phía sau kiếm có sẵn. Đến lúc đó xông ra trận đi lúc, ta đại ca đã bất lực, ngươi cũng có thể vắt chân lên cổ bắt đầu chạy. Ha ha ha.
Thiên Dương huynh, làm gì như thế tính toán chi ly? Chúng ta nhưng là đồng minh, hiện tại ngươi giúp ta, một hồi ta giúp ngươi, mọi người lẫn nhau hỗ trợ mà. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, Long Hành Vân nhất chỉ nơi xa Tạ Thiên Thương, tiếng cười khẽ nói, mà lại, liền xem như bị lợi dụng, lệnh huynh không phải cũng là thẳng nguyện ý à. Quả nhiên, Tạ Thiên Thương nghe đến Long Hành Vân đề nghị về sau, không có nhiều lời, ngược lại là trong mắt tinh quang sáng láng, tựa hồ sớm đã chờ giờ khắc này đã lâu, hét lớn một tiếng, tốt. Liền trường kiếm hất lên, kim quang khắp nơi, không linh cửu thức từng chiêu một sử xuất, thẳng đem đối phương mọi người giết đến người ngã ngựa đổ, thì biểu khắp nơi. Không ra trong chốc lát, đã là hàng trăm hàng ngàn thi thể đắp lên. Tỏa ra bốn phương tám hướng huyết ảnh, trên mặt đất cũng bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Gặp đến đại ca giết đến như thế hăng say, thậm chí đem đối phương mọi người làm thành luyện kiếm đối tượng, Tạ Thiên Dương một trận bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, chính mình cái này đại ca võ si mau bệnh lại phạm, đoán chừng không đến kiệt lực, hoặc là có người đem hắn đánh bại, trong tay hắn kiếm là không biết dừng lại. Mà bọn người người gặp vị này kiếm hầu phủ đại công tử như thế anh dũng, bất giác cũng là nhiệt huyết sôi trào, quần tình xúc động, chẳng những quét qua trước đó xu hướng suy tàn, ngược lại có loại muốn hướng đi lên hỗ trợ xúc động. Bất quá, nhìn Tạ Thiên Thương chỉ giết hai lần, liền đã hai mắt phiếm hồng, bốn phía huy kiếm, rất lộ ra nhưng đã giết đến hưng khởi, lục thân bất nhận. Mọi người mới bỏ đi tiến đến tương trợ xúc động, khác mẹ hắn đến thời điểm, hắn ngay cả người mình đều chặt. Long Hành Vân sờ lên cằm, nhìn về phía trước hưng phấn bóng người, liên tục gật đầu. Đoán chừng bọn họ không cần gấp như vậy tìm ra đường, chiếu Tạ Thiên Thương dạng này giết tiếp. Rất nhanh địch phe nhân mã liền bị hắn vài phút tiêu diệt sạch sẽ. Dù sao nơi này không có Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên, Tạ Thiên Thương trong nháy mắt liền trở thành nơi này bất thế chiến thần, gặp thần giết thần, ngộ quỷ giết quỷ, được không anh dũng. Tạ Thiên Thương, thiếu mẹ hắn đắc ý phong hình, ta tới làm đối thủ của ngươi. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, một đạo hắc ảnh thẳng tắp hướng Tạ Thiên Thương đánh tới. Tạ Thiên Thương ngửa đầu xem xét. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười to lên, ha ha ha. Nghiêm bán quỷ, người đến rất đúng lúc, những thứ này tiểu lâu la bổn công tử đã giết dính, vừa vặn bắt ngươi luyện tay. Tiếng nói vừa dứt, Tạ Thiên Thương một kiếm hướng lên trời trực chỉ. Bỗng nhiên, ngút trời kiếm khí, bắn hướng châu đấu. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, nghiêm bán quỷ không dám đón đỡ, đột nhiên thân thể nghiêng một cái, kiếm khí theo hắn đầu vai sát qua. Thẳng tước hắn một khối đầu vai thịt, khiến đau đến nhe răng trợn mắt. Mà đạo kiếm khí kia, cũng thẳng bắn thẳng về phía bầu trời, oanh một tiếng vang thật lớn dưới, toàn bộ 36 đạo quang trụ bất giác hung hăng rung động. Cái kia trong cột sáng bóng người, cũng không nhịn được phun ra một miệng đỏ tươi dòng máu. Không khỏi trong lòng hoảng hốt, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này Tạ Thiên Thương một kiếm chỉ uy lại hung hãn như vậy, suýt nữa đem trận này cho xông phá. Rơi vào đường cùng, nghiêm bán quỷ không còn dám tránh, đành phải kiên trì cùng Tạ Thiên Thương đối lên. Trong tay một đạo lục sắc xương độc phát lên, nghiêm bán quỷ nhất trưởng đánh ra, đối diện Tạ Thiên Thương mặt. Mi đầu bất giác ngưng tụ, Tạ Thiên Thương đồng dạng không dám đón đỡ, cuống quýt né tránh. Độc kia xương mù ầm vang rơi xuống đất, nổ tung lên, lại là cấp tốc tràn ngập, đám người xung quanh một chút mất tập trung, bị xương độc này dính vào. Nhất thời tiếng buồn bã chu lên, tại cái kia thống khổ vẻ mặt nhăn nhó bên trong, bắt đầu chảy mủ hóa huyết. Chỉ bất quá mấy hơi thở, liền triệt để hóa thành một bãi phát ra mùi tanh hôi dòng máu cục đàm, buồn nôn cùng cực. Tiết Ngưng Hương gặp, bất giác dọa đến vội vàng tránh sau lưng Tạ Thiên Dương, trong lòng lo sợ. Còn lại người chờ cũng là trong mắt co rụt lại, trong lòng hoảng hốt. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này nghiêm bán quỷ độc công lại lợi hại như thế. Tạ Thiên Thương trong mắt hơi hơi co lại, sắc mặt cấp tốc ngưng trọng xuống tới, nhưng lại vẫn như cũ không hề sợ hãi. Kiếm quang trong tay múa đến phi lên, Tạ Thiên Thương xuất liên tục cửu thức. Nghiêm bán quỷ quá sợ hãi, vội vã tránh né, lại là một chiêu cũng không dám đón đỡ, làm cho cái kia cửu thức tất cả đều đánh vào trận thức bên trong, cho nên tại cái kia 36 đạo trong cột ánh sáng bộ dáng, lại nhìn không được phun ra chín ngụm máu tươi. Quang trụ ánh sáng cũng ảm đạm rất nhiều, không trung huyết ảnh lại cũng dần dần biến đến trong suốt.
Rất hiển nhiên, đại trận lập tức liền muốn sụp đổ. Nghiêm Bán Quỷ trên đầu một đầu mồ hôi lạnh, trong lòng khẩn trương, lại cứ theo đà này, đừng nói là giết cái kia người, cho dù là đánh thắng trận này đại chiến, cũng có chút treo a. Ai có thể nghĩ tới, thật vất vả đem Trác Phàm dẫn dắt rời đi về sau, nơi này còn có một cái mạnh như vậy Tạ Thiên Thương đâu. Tất cả mọi người vì Lục Long Nhất Phượng, dứt bỏ Hoàng Phủ Thanh Thiên quái vật kia không nói, mọi người thực lực chắc là 8 lạng nửa cân, không có khả năng lớn như vậy chênh lệch a. Thế nhưng là, Nghiêm Bán Quỷ trong miệng một trận đắng chát, muốn là chuyện này không làm được, vây quét Trác Phàm mấu chốt nhất một bước thất bại, vậy hắn trở về còn không bị Hoàng Phủ Thanh Thiên cho ăn sống nuốt tươi. Vừa nghĩ đến đây, Nghiêm Bán Quỷ liền khẽ cắn môi, song trưởng huy động liên tục, 7 loại nhan sắc xương độc đột nhiên bay ra, cuối cùng sử xuất Dược Vương Điện độc môn tuyệt học, Thất Thải Vân La Trưởng. Chỉ một thoáng, xương độc đầy trời. Mặc kệ là địch nhân hay là chính mình người, đều bị cái này mông lung xương độc trong nháy mắt thôn phệ đi vào, trong nháy mắt hóa thành một vũng máu. Cái này Thất Thải Vân La Trưởng từ Nghiêm Bán Quỷ dạng này trời sinh độc thể người sử xuất, đúng là uy lực càng sâu. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, Nghiêm Bán Quỷ cũng tương tự thừa nhận so với người khác kịch liệt hơn đau đớn. Mỗi khi sử xuất cái này Thất Thải Vân La Trưởng, kịch độc tới người. Hắn tự thân cũng sẽ tăng lên độc tố tại thể nội toán loạn. Mà lại trong cơ thể hắn kịch độc lưu động tốc độ, so với hắn Dược Vương Điện người dùng chiêu này, toán loạn càng nhanh. Đột nhiên ở giữa, Nghiêm Bán Quỷ sắc mặt càng thêm ám trầm, cuồn cuộn xanh biếc sền sệt huyết dịch, không ngừng mà theo khóe miệng tuôn ra. Hắn đầu vai bị Tạ Thiên Thương gây thương tích cái kia vết thương, cũng bắt đầu sinh mủ đổ máu, xem ra, phảng phất là muốn đem chính mình cũng hóa thành dòng máu một dạng. Thế nhưng là hắn nhưng như cũ cố nén, song trưởng còn đang không ngừng phóng thích ra xương độc. Hắn nhất định phải hoàn thành Hoàng Phủ Thanh Thiên bàn giao hạ nhiệm vụ, không phải vậy hắn trở về vẫn như cũ là một con đường chết. Tạ Thiên Thương hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm độc kia khí ngọn nguồn, kiếm quang trong tay chớp liên tục, hướng chỗ đó bắn tới, nhưng lại tất cả đều đá chìm đáy biển đồng dạng, biến mất tung ảnh. Mắt thấy độc kia khí đã tràn ngập tới, Tạ Thiên Thương không còn dám lãnh đạm. Vội vàng lui lại, đi vào Long Hành Vân bên cạnh bọn họ. Mà trước mặt bọn họ những cái kia hàng trăm hàng ngàn địch chúng, cũng tất cả đều chết tại cái kia đầy trời trong sương mù. Thật ác độc, vậy mà ngay cả người mình đều không buông tha. Tạ Thiên Dương tròng mắt chớp lên, cắn răng nói. Long Hành Vân mặt sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, cái này Dược Phương Điện Thất Thải Vân La Trưởng vừa ra, trên cơ bản chúng ta không có giải dược lời nói, cái kia ra hỏa thì tương đương vô địch. Chính mình có lại nhiều nhân mã, hoặc là đối mặt lại nhiều địch nhân, cũng căn bản không trọng yếu. Có thể nói, Thất Thải Vân La Trưởng vừa ra, hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Riêng là tại cái này khốn trận bên trong, hắn xương độc càng là có thể đem tất cả chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Như vậy, chúng ta thì không có cách nào sao? Mi đầu hơi hơi run run, Tạ Thiên Thương lạnh lùng nói. Gật gật đầu. Long Hành Vân trong mắt lóe thâm thúy ánh sáng, đương nhiên là có, phá trận ra ngoài là đủ. Hắn xương độc khuếch tán, cũng là có phạm vi. Hừ, nói nhẹ nhõm, vừa mới ta đã huy động liên tục mấy chục kiếm, vẫn như cũ không phá nổi. Trừ phi cho ta càng nhiều thời gian, bất quá xem ra là không kịp. Tạ Thiên Thương thở dài một tiếng, nhìn qua cái kia đã bắt đầu càng ngày càng mỏng manh huyết ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn người người cũng là khẽ cắn môi, không cam lòng nhìn lấy phía trước xương độc từng bước tới gần. Thế nhưng là, ai cũng không biết là, khốn trận bên ngoài, đội thứ 3 nhân mã đã đuổi tới. 36 đạo ngút trời quang trụ, hình thành một cái vô hình kết giới, đem tất cả mọi người vây ở trong kết giới, bên ngoài người căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống. Cho dù là thủy hình trấn quốc thạch trước mọi người, cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia quang trụ chiếu sáng rạng rỡ. Lại là không rõ bên trong tình thế, trong lòng khẩn trương. Đương nhiên, đế vương môn một phái người lại là rất nhàn nhã, khóe miệng đều treo một tia giữ tợn cười nhạt, sớm đã tính trước. Quang trụ trước đó một mảnh trong bụi cỏ, Sở Khuynh Thành một đội khoan thai tới chậm, thấy tình cảnh này, nhịn không được mi đầu ngưng tụ, tất cả đều nổi lên vẻ kinh nghi. Bọn họ thực tại không hiểu, Trác Phàm để bọn hắn thay đổi đường tới đây, làm sao lại đột nhiên xuất hiện cái đồ chơi này. Đây là 3 cấp trận thức,
Sở Khuynh Thành trong mắt hơi hơi co lại, thì thào lên tiếng. Lạc Vân Hải đạm mạc gật đầu, sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới, không sai, nhưng mà này còn là hành quân bên trong, vì phục kích, dễ nhất bố trí nhiều người khống chế trận thức. Xem ra chúng ta trên đường có chỗ trì hoãn, thật sự là quá may mắn. Nơi này đã sớm bị người bố hạ bẫy dập, chắc hẳn đã có người trúng chiêu. Cái gì, cái này sao có thể, người nói là Trác Phàm đem chúng ta dẫn tới cái này trong cạm bẫy. Trong lòng nhìn không được kinh hãi, Sở Khuynh Thành không thể tin kêu lên. Đạm mạc gật đầu, Lạc Vân Hải trong mắt đồng dạng hiện ra hồ nghi, tuy nói Trác đại ca luôn luôn bày mưu tính kế, sẽ không phạm loại này sai lầm, bất quá. Việc cấp bách, vẫn là đánh vỡ kết giới này rồi nói sau. Thật sâu liếc hắn một cái, Sở Khuynh Thành suy nghĩ một lát, không sai gật đầu, lập tức quát to, người tới, đi theo ta, đem trận thức này mắt trận đánh vỡ, cứu bọn họ đi ra. Vâng, mọi người liền ôm quyền, liền cùng nhau theo Sở Khuynh Thành lao ra. Thủy hình trấn quốc thạch trước mỗ mỗ bọn người, còn tại một mặt lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Lại chợt thấy Sở Khuynh Thành một đội nhân mã đột nhiên xông ra, không khỏi đại hỉ. Cái này mặt khác hai đội có thể cứu, hy vọng không nên quá trễ mới tốt. Rầm rầm rầm. Sở Khuynh Thành lúc này mấy trưởng xuất liên tục, đánh vào cái kia dạng dỡ quang trụ phía trên, thẳng đem cái kia quang trụ đánh cho run run rẩy rẩy, ánh sáng lấp lóe. Bất quá, 36 đạo quang trụ hô ứng lẫn nhau liền làm một thể, lại là lẫn nhau trợ giúp. Đánh một chỗ, lực lượng lập tức phân tán đến còn lại 35 chỗ trong cột sáng, cho nên tại Sở Khuynh Thành cường đại nguyên lực oanh kích dưới, những cái kia quang trụ tuy nhiên run rẩy, nhưng cũng không có sụp đổ hiện ra. Còn lại các nơi, mọi người tại oanh kích lúc cũng là như thế, lại là căn bản không có nửa phần tác dụng. Mỗ mỗ bọn người gặp này, không cảm giác trong lòng lo lắng. Đây là một cái cùng thời gian thi chạy hành động cứu viện. Nếu là chậm một chút nữa lời nói, chỉ sợ bên trong người cũng muốn tất cả đều chết thảm bên trong. Mà trong kết giới Long Hành Vân bọn người, đối mặt từng bước tới gần xương độc, căn vốn không có biện pháp nào, chỉ có thể từng bước nhanh chóng thối lui. Chờ lui không thể lui lúc, liền đem một vài dâu rìa người ném ra, tiết kiệm không gian. Dù sao các ngươi là chúng ta phụ thuộc gia tộc, các ngươi làm chủ tử hy sinh thời điểm đến. Mà những người kia... cũng minh bạch điểm này, có lúc không cần mấy cái vị thiếu gia lên tiếng, chính bọn hắn thì đứng ra, hướng trong làn khói độc sông đi vào, trong nháy mắt hóa thành dòng máu. Tiết Ngưng Hương nhìn đến một trận khổ sở, trong mắt tràn đầy nước mắt. Tất cả mọi người là người, vì sao bọn họ nhất định phải hy sinh đâu? Thế nhưng là tàn khốc sự thật cũng là như thế, bọn họ nếu không hy sinh, chẳng lẽ để Ngự Hạ gia tộc người hy sinh sao? Như sự kiện này thật phát sinh lời nói, coi như Long Hành Vân bọn họ nguyện ý, những người kia cũng tuyệt đối không dám. Phải biết, sự kiện này một khi tiết lộ, nguy nan trước mắt chủ tử hy sinh, nhưng những thứ này phụ thuộc gia tộc người lại bảo toàn tánh mạng, cái kia đối mặt bọn hắn toàn cả gia tộc đem về là dạng gì kết quả. Nhất định là tịch thu tài sản và giết cả nhà. Cho nên, bọn họ làm như thế, cùng nói là hiên ngang lẫm liệt, trung thành tuyệt đối. Không bằng nói là vì gia tộc mình giữ lại huyết mạch. Nếu là chủ tử hữu tình lời nói, sau đó làm hội đối gia tộc bọn họ chiếu cố có thừa. Bởi vậy, tại nguy cấp này tình huống dưới, liều mình hy sinh người nối liền không dứt. Nhưng dù vậy, độc kia sương mù khuếch tán chi cấp tốc, cũng đã đem bọn hắn bước đến trong góc, lui không thể lui chi địa. Trong mắt bất giác tối sầm lại, Long Hành Vân nhìn xem bốn phía đã vụn vụn vặt vặt mười mấy người, bất giác ai thán một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu, lấy độc kia sương mù mở rộng tốc độ, coi như lại có người hy sinh, cũng ngư không không ra bao nhiêu không gian. Lần này, chẳng lẽ chúng ta thật muốn bỏ mạng tại này? Lời ấy chưa dứt, mọi người bất giác cúi đầu xuống, bi thương đầy mặt. Nhìn lấy cái kia đầy đất dòng máu dâng trào, trong lòng đều là một mảnh ảm đạm. Bọn họ đến thời điểm, hai đội mấy ngàn nhân mã. Nhưng bây giờ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mười mấy người mà thôi. Nhưng là cho dù là bọn họ, một hồi cũng đem bị hóa thành dòng máu, liền cái toàn thây đều không có, thật sự là bi thảm rất. Oanh! Đột nhiên, bầu trời một trận chấn động, chung quanh cái kia mỏng manh huyết ảnh bất giác biến đến càng thêm khinh bạc lên. Long Hành Vân trong mắt sáng lên, chăm chú chằm chằm đi,
hai con mắt bên trong tựa hồ lại xuất hiện một chút hy vọng chi sắc, có người tại phá trận. Không sai, bất quá nhưng không được pháp, chờ hắn phá trận tới đây lúc, đoán chừng chúng ta sớm đã hải cốt không toàn. Tạ Thiên Thương ngẩng đầu nhìn bầu trời liếc một chút, cũng là khẽ gật đầu, nhưng lại cũng không lạc quan. Lời vừa nói ra, những cái kia vừa mới lộ ra kỳ cánh chi sắc mọi người, lại là sắc mặt cho tối đi xuống. Long Hành Vân lại là khoát khoát tay, một mặt nghiêm túc, không thể nói như thế, cũng có thể thành công đâu. Nói, Long Hành Vân liền nhìn về phía bên cạnh một người, vỗ vỗ hắn đầu vai nói, huynh đệ, gia tộc nào, lúc nào đi theo ta Tiềm Long Các. Ây, Vân Vũ Thành, Trần Gia, 150 năm trước, liền đã là Tiềm Long Các phụ thuộc gia tộc. Người kia sắc mặt một xẹp, đã minh bạch hắn ý tứ, nhưng vẫn là khom mình hành lễ nói, hy vọng đại công tử ngày sau, đối với ta Trần Gia nhiều quan tâm. Yên tâm đi, các ngươi là cùng theo chúng ta nhà tộc, lần này ngươi lại làm ra lớn như vậy hy sinh, ta Long Hành Vân ra ngoài nhất định không dám quên. Long Hành Vân gật gật đầu, nghiêm nghị nói. Người kia thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui vẻ, tiếp lấy trong mắt ngưng tụ, lại hướng về phía trước nhảy lên, nhất thời liền xông vào cái kia trong làn khói độc. Nhưng là hắn vừa mới tiếp xúc độc kia sương mù, liền cấp tốc hóa thành dòng máu, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, biến mất không thấy gì nữa. Tiết Ngưng Hương rít lên một tiếng, lần nữa cúi tại Tạ Thiên Dương đầu vai, nước mắt đã là ngăn không được địa cuồng chảy. Tạ Thiên Dương thở dài, vỗ vỗ nàng tay ngọc an ủi, đây chính là Ngự Hạ gia tộc đặc quyền cùng tác phong làm việc, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Long Hành Vân Dương Dương tự đắc đứng tại trống đi đến trên ghế ngồi, sắc mặt lạnh nhạt, về phần hắn tâm lý còn nhớ hay không đến người kia xuất thân, ai cũng không biết. Tóm lại, giờ này khắc này, đã có người phá trận, vậy liền còn có sống hy vọng. Vốn là hắn là không muốn lại để người hy sinh, dù sao mọi người sau cùng đều phải chết. Nhưng là bây giờ, cho dù chết, hắn cũng muốn là cái cuối cùng. Vạn nhất, còn có thể sống đâu. Khốn trận bên ngoài, Sở Khuynh Thành dẫn người liên kích mấy chục lần cái kia 36 đạo quang trụ, lại y nguyên không có hiệu quả gì, bất giác khẩn trương. Mỗ mỗ bọn họ cũng là gấp trong lòng bàn tay thẳng suốt mồ hôi, riêng là Tạ Khiếu Phong cùng Long Giật Phi hai vị gia chủ, con của bọn họ nhưng là tất cả đều ở bên trong đây, hiện tại sinh tử chưa biết. Chỉ sợ mọi người tại đây, không có người so với bọn hắn gấp hơn. Độc Cô Chiến Thiên như một thanh trảm thiên trường đao giống như, đứng lặng tại mọi người ở giữa, chăm chú nhìn bên trong hình ảnh, mi đầu khẽ nhúc nhích, không nói một câu. Độc Cô Lâm liếc hắn một cái, thì thào lên tiếng, nguyên soái, cái này 36 thiên cương trận. Không cần phải nói, Vân Hải hắn chắc là có biện pháp. Chậm rãi khoát khoát tay. Độc Cô Chiến Thiên song đồng tinh quang lóe qua, tràn ngập tự tin. Tứ Hổ gặp, cũng là khẽ gật đầu, nhìn lấy Trấn Quốc Thạch bên trong cái kia đạo ấu tiểu thiếu niên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lạc Vân Hải tỉ mỉ quan sát một vòng, đột nhiên nói, Sở Lâu Chủ, đây là 36 thiên cương trận, chính là ấn ngôi sao 36 thiên cương bố trận, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chỉ có công sinh môn, phá tử môn, mới có thể liền phá. Ngươi có biện pháp, Sở Khuynh Thành trong mắt sáng lên, hỏi. Hơi hơi gật gật đầu, Lạc Vân Hải một mặt tự tin, bộ này trận pháp quân đội thường dùng, ta đi theo nghĩa phụ học qua 2 năm, rõ lâu chủ ngón tay giữa vùng đại quyền giao cho ta. Tốt, Sở Khuynh Thành cũng nghiêm túc, gật đầu một cái liền đáp ứng. Lạc Vân Hải thở sâu, sắc mặt nghiêm một chút, hét lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, Đồng Thiên Bá mang 300 nhân mã, công phía tây chính bên trong sinh môn. Tiếu Đan Đan mang 300 nhân mã công phía đông thứ hai tử môn, còn lại người đi với ta công đỗ môn. Tiếng nói vừa dứt, mọi người một tiếng đáp lời, liền cùng nhau xuất phát. Chỉ một thoáng, ba đội nhân mã như tam điều như cự long, xuyên thẳng 36 đạo quang trụ ở giữa, như là phiên giang đảo hải giống như, từng cái công tới. Mọi người chỉ thấy, Đồng Thiên Bá mọi người vừa công sinh môn lúc, cột sáng kia ông một tiếng phát ra một trận vô hình ba động. Hướng hắn quang trụ truyền đi. Nhưng là đúng vào lúc này, Tiếu Đan Đan cùng Lạc Vân Hải đồng thời công kích tử môn cùng đỗ môn. Trong lúc nhất thời, lại là hai đạo ba động sinh ra, lại là hảo chết không chết ngăn trở đạo thứ nhất ba động truyền ra đường đi. Kết quả là, ba đạo ba động đồng thời tụ tại trung gian một đạo quang trụ lên,
cũng không có phân tán đến còn lại hơn 30 đạo trong cột sáng. Cho nên tại cột sáng kia trong nháy mắt tiếp nhận tam phương lực đạo, nhất thời đụng một tiếng, vỡ ra, bên trong hình bóng cũng liền hô kêu một tiếng cũng không kịp, thì trong nháy mắt nổ tứ phân ngũ liệt. 36 đạo quang trụ bỗng nhiên mất đi thăng bằng, lẫn nhau ở giữa truyền tống năng lượng cũng vô cùng bất ổn lên. Độc Cô Chiến Thiên gặp, bất giác cười to lên, tiểu tử này 2 năm này, không có phí công cùng lão phu một trận a. Thiên Vũ Tứ Hổ cũng là vui vẻ gật đầu, dù sao cái này đệ đệ chủ yếu là bọn họ mang ra. Bây giờ đang ở Bách Gia tranh minh lên uy phong như vậy lẫm liệt, bọn họ cũng cùng có thực sự tự hào. Mỗ mỗ bọn họ gặp này, khẽ gật đầu, trong lòng càng là đại hỉ. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Lạc Gia trừ Trác Phàm cái này quỷ dị đại quản gia bên ngoài, thiếu chủ cũng lấy tốc độ kinh người trưởng thành. Kết quả là, trong lòng đối Trác Phàm thủ đoạn cũng càng thêm sợ hãi thán phục. Bọn họ cũng đều biết, Lạc Vân Hải hôm nay sở dĩ có thể trưởng thành đến xuất sắc như thế, nhân trung long phượng, hoàn toàn là Trác Phàm một tay an bài. Nếu không phải Trác Phàm bày mưu tính kế, một cái tam lưu thế nhà tiểu tử, lại như thế nào có thể bái đến Thiên Vũ đại nguyên soái, Độc Cô Chiến Thiên thủ hạ bồi dưỡng. Sở Khuynh Thành ở một bên nhìn đến âm thầm gật đầu, trong lòng mừng rỡ, nghĩ không ra như thế một cái khó làm nhiều người khốn trận, trong tay Lạc Vân Hải lại dễ dàng như vậy thì bị phá giải. Thế nhưng là, Lạc Vân Hải lại không dám chút nào lãnh đạm, vẫn như cũ chỉ huy 3 đội trùng phong, cảnh môn đã phá, hướng thương môn xuất phát. Vâng, mọi người cũng là quần tình xúc động, ý chí chiến đấu sục sôi, hét lớn lên tiếng. Trấn Quốc Thạch trước, Đế Vương Môn bọn người nhưng đều là sắc mặt tối sầm lại, cấp tốc âm trầm xuống. Chỉ có Lãnh Vô Thường một người, một mực treo nụ cười thần bí, thẳng khoát tay, ha ha ha. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.